tôi cũng về, một tháng một lần. Đàn ông mà, phải có nhu cầu sinh lý kia chứ. Hơn nữa làm cả công lẫn tư. Ông đừng có mà giả vờ với tôi, lấy được 100 ngàn và một xe ở sở tôi mà, phải không? Khúc Vân Phong nói. Được đó, cuộc đống, còn có thể kéo cả chủ tịch Thang ra, đúng là trước đây không chú ý tới anh. Trùng hợp gặp người coi như quen với chủ tịch Thang nên nhờ nói giúp. Một xe và 100 ngàn, xe về bên đại hội đại biểu nhân dân, 100 ngàn thì có lẽ huyện đã quy hoạch hết. Triệu Quốc Đống nhỏ giọng nói. Đâu so sánh được với anh là người của sở nông nghiệp, kiếm được mấy hạng mục thế? Một, là hạng mục cải tạo đất. Khúc Vân Phong nói rất bình tĩnh nhưng Triệu Quốc Đống có thể thấy vẻ đắc ý của đối phương. Triệu Quốc Đống vốn không định hỏi nhưng thấy đối phương cố ý lộ đuôi, mình nếu không phối hợp thì không ổn. Sở nông nghiệp cho bao tiền thế? Ít nhất cũng được 2 triệu, tôi đang xem có thể kéo được 3 triệu không? Khúc Vân Phong cười nói. Mẹ nó chứ, còn nói tôi, ông vừa mở miệng đã gấp 10 lần so với tôi chạy bao ngày. Công bằng ở đâu? Triệu Quốc Đống ra vẻ buồn bực nói. Khúc Vân Phong, tối nay ông nhất định phải mời khác. Tôi không ăn cơm nhà khách thị ủy, tôi muốn tới nhà hàng tốt nhất Ninh Lăng. Được, ông đừng giả vờ trước mặt tôi. Chẳng lẽ nói sở giao thông lạnh nhạt với ông sao? Nói đi, giám đốc Thái cho Hoa Lâm bao nhiêu? Khúc Vân Phong cũng biết Triệu Quốc Đống có quan hệ tốt ở sở giao thông. Sao dám so sánh với ông? Sở tôi mặc dù đồng ý sẽ hỗ trợ làm được nhưng một phải có hạng mục thích hợp, hai là phải có tài chính huyện, thị xã góp với. Hai điều kiện không đủ thì một xu cũng đừng mong. Bây giờ huyện rất nghèo, lấy đâu ra tài chính. Cục giao thông thành phố càng thêm keo kiệt, tôi bây giờ lo tới tóc sắp bạc rồi. Chỉ hy vọng có thể lừa lãnh đạo sở tới Hoa Lâm xem sao. Từ lúc thấy Khúc Vân Phong tối đó lén rời đi, Triệu Quốc Đống cũng không coi nhẹ hai người này. Những người này đều giấu rất tốt, đối phó bọn họ cũng không thể nói láo, nếu không sẽ dễ bị nói phá, sau này gặp mặt sẽ xấu hổ. Nhưng không thể không nói láo. Ghen ghét thường vì mấy việc nhỏ nhặt tạo thành. Khúc Vân Phong cũng biết hạng mục làm đường đều yêu cầu thị xã, huyện phải bỏ ra một phần thì trên tỉnh mới hỗ trợ. Chỉ mong tỉnh gánh hết là không thể. Huyện Hoa Lâm là huyện nghèo số 1 số 2 Ninh Lăng, lại không có ngành công nghiệp, không có cây nông nghiệp trụ cột, chỉ là một huyện lo miếng ăn mà thôi, thậm chí còn kém cả Thương Hóa. Vậy ông phải cố lên, phải làm tốt công tác với bí thư, chủ tịch huyện, tranh thủ huyện bỏ ra một khoản. Khúc Vân Phong đây là nói nhảm, nếu có thể được thì cần gì làm công tác tư tưởng với Châu Trì Trường cùng La Đại Hải. Có tiền bọn họ đã bỏ ra rồi. Đúng thế, cùng cố gắng mà. Triệu Quốc Đống thầm mắng trong lòng, người này cũng học vẻ của quan chức, mấy hôm không gặp đã thế rồi. Kiến Bân thì sao? Cũng được, nghe nói cũng lấy được một hạng mục làm công trình thủy lợi, chuẩn bị ra cố đập nước nhỏ của huyện Thương Hóa. Theo tôi biết ít nhất cũng cần là 4, 5 triệu. Huyện sẽ bỏ một phần. Khúc Vân Phong cười nói. Anh đừng xem thường viên Kiến Bân, y rất khôn khéo, nếu không thì sao lại chủ động xin tới Thương Hóa. Y chủ động xin tới đó. Triệu Quốc Đống có chút giật mình nói. Ha ha, không biết ư, sau này anh sẽ biết. Khúc Vân Phong ra vẻ thần bí làm Triệu Quốc Đống có chút buồn bực. Chẳng qua hắn cũng không tiện nói gì, thấy mọi người đang lục tục vào hội trường. Triệu Quốc Đống và Khúc Vân Phong chỉ có thể chào nhau và đi về đoàn mình. Các huyện, cục ngồi theo vị trí được sắp xếp sẵn. Xem ra thị ủy lần này đã phân công rõ ràng, chi tiết. Người của từng đơn vị ngồi sát cạnh nhau, không có vị trí trống. Quận Ninh Lăng được xếp ở đầu tiên. Đây là quận đứng đầu về dân chúng và kinh tế của thị xã, bọn họ đương nhiên ngồi ở đâu, sau đó là huyện Trường Lục, Thổ Thành. Hoa Lâm không thể nghi ngờ cùng Thương Hóa xếp cuối cùng. Lúc này Triệu Quốc Đống mới thấy viên Kiến Bân. Mọi người vào hội trường khiến nơi này trở nên ồn ào, khói bay quanh trên không khí. Thời gian này vẫn chưa cấm hút thuốc ở nơi công cộng. Việc đầu tiên của mọi người khi vào cuộc họp là lấy thuốc ra hút. Triệu Quốc Đống đi cuối cùng trong đoàn của huyện Hoa Lâm, mà ngồi ngay sau huyện Hoa Lâm chính là cục tài chính đứng đầu thị xã. Mà ngồi cạnh Triệu Quốc Đống là cục trưởng cục tài chính, Lý Đình Nam. Một cục trưởng cục tài chính rất mạnh. Đương nhiên y được như vậy là do đi theo mạch Gia Huy. Triệu Quốc Đống ngồi xuống, chiếc ghế cứng này ngồi mấy tiếng đúng là khó chịu. Cũng may có thể nhân cơ hội đi nhà vệ sinh mà giải lao chút. Bên trái Triệu Quốc Đống là Phó Chủ tịch huyện Tân Tuần Hoán, một người chưa vào đảng. Bình thường trong bộ máy lãnh đạo huyện, thành phố đều có một phụ nữ,
một người chưa vào đảng để thể hiện chính sách mọi người cùng xây dựng đất nước. Chủ tịch Tân, hút một điếu. Triệu Quốc Đống và Tân Tồn Hoán cũng không mấy khi nói chuyện. Triệu Quốc Đống nhớ Tân Tồn Hoán không hút thuốc, quả nhiên đối phương xua tay không nhận. Triệu Quốc Đống liếc nhìn một tên kiêu căng bên cạnh, Triệu Quốc Đống vốn không định để ý tới đối phương. Không cần biết y làm gì, ít nhất bây giờ mình không nhờ tới đối phương. Nhưng nghĩ tới mình ở Ninh Lăng 3 năm, không chừng sẽ có quan hệ với các cục trên thành phố nên đành phải nhịn mà mời tên này một điếu. Lý Đình Nam vốn không muốn tham gia hội nghị như thế này, nhưng lần này thị ủy phát công văn rõ ràng, yêu cầu muốn nghỉ nhất định phải xin phép Mục Cương. Lý Đình Nam đã gọi điện cho Mục Cương, đối phương không nói gì mà chỉ nói không có nguyên nhân đặc biệt là không được xin phép. Thấy đối phương mời thuốc, Lý Đình Nam ngẩn ra, người này không cần phải nói cũng biết không phải cán bộ bản địa. Cán bộ bản địa không hút thuốc Trung Hoa, cấp phó huyện bình thường thì chỉ hút Hồng Sơn hoặc Asima, còn Trung Hoa thì nói rõ người này có lai lịch. Lý Đình Nam không nói gì mà cầm thuốc, sau đó lấy bật lửa bên hông ra châm hút. Triệu Quốc Đống hơi động tâm, người này đúng là có chút kiêu ngạo. Thời này ở Ninh Lăng có thể dùng bật lửa ga này thì chỉ sợ không có mấy người. Bật lửa của Triệu Quốc Đống là đan hưu cũng không phải là bật lửa chuyên nghiệp. Nó chủ yếu chú trọng tinh xảo và làm đồ tặng. Anh từ trên điều xuống, là sở nào vậy? Lý Đình Nam nói mặc dù rất bình tĩnh nhưng Triệu Quốc Đống có thể thấy rõ sự kiêu ngạo. Ừ, tôi từ sở giao thông xuống Hoa Lâm. Triệu Quốc Đống nói. Tuổi trẻ tài cao, cậu đã đến 28 chưa? Lý Đình Nam thấy đối phương còn trẻ nên nói. 25. Triệu Quốc Đống không thích thái độ của đối phương, chẳng qua hắn cũng không tiện phản ứng. Ừ, trên tỉnh vừa xuống đúng là tốt. Lý Đình Nam phun ra một hơi thuốc để giấu mặt mình trong làn khói. Quyển 5, chương 32, người bên nào? Các lãnh đạo ngồi trên bàn chủ tịch dần tiến vào các đồng chí phó chủ nhiệm của Đại hội đại biểu nhân dân ngồi khá tùy tiện, dù sao vị trí của bọn họ là bạn chủ tịch số 2, nhưng thi thoảng cũng cười cười, nói nói. Mà ở bàn đầu gồm các thường vụ lại ngồi theo thứ tự, hơn nữa trên cơ bản là mặt rất bình tĩnh, nhìn không chớp mắt. Mấy thư ký của các lãnh đạo chủ yếu cũng đặt cặp vào chén trà lên bàn cho bọn họ, tỏ vẻ lãnh đạo tới rồi mới lục tục ngồi xuống. Khi Tương Uẩn Hoa ngồi vào thì âm thanh bên dưới dần trở nên yên lặng. Mà khi hai người Mạch Gia Huy, Kỳ Dư Hồng vừa nói chuyện với nhau vừa ngồi vào, Mạch Gia Huy đang vung vung tay lên, Kỳ Dư Hồng lại chắp tay sau lưng như suy nghĩ gì đó. Dùng ánh mắt hỏi Kỳ Dư Hồng một chút, Tương Uẩn Hoa lớn tiếng nói. Bắt đầu họp, trước khi họp tôi nói một chút về kỷ luật hội trường. Sau đây tôi tuyên bố lịch hội nghị hôm nay. Đầu tiên do trưởng ban tuyên giáo Mao truyền đạt quyết định về việc học tập đồng chí Khổng Phồn Sâm của tỉnh ủy. Thứ hai do trưởng ban tổ chức cán bộ Mục thông báo về hoạt động học tập đồng chí Khổng Phồn Sâm. Thứ ba do phó bí thư thị ủy, thị trưởng Mạch nói về việc động viên tất cả các đồng chí trong thị xã học tập đồng chí Khổng Phồn Sâm. Cuối cùng do bí thư thị ủy Kỳ Dư Hồng phát biểu. Triệu Quốc Đống cũng không biết hội nghị này có hiệu quả như thế nào, nhưng theo hắn quan sát cũng không mấy người chăm chú lắng nghe. Ít nhất khi trưởng ban tuyên giáo Mao Bình thông báo tinh thần tỉnh ủy thì mọi người bắt đầu mất chú ý. Mao Bình chỉ riêng thông báo lại tinh thần của tỉnh ủy đã mất gần 50 phút, điều này làm rất nhiều người ngáp dài. Mục Cương nói khiến mọi người bên dưới phấn chấn hơn ít. Dù sao nếu lưu lại ấn tượng không tốt trong mắt trưởng ban tuyên giáo thì đó là điều kiêng kỵ đối với cán bộ cấp phó huyện, điều này sẽ ảnh hưởng không tốt đối với sự phát triển của bọn họ sau này. Mặc dù tình hình này trước đó đã có mà. Ai cũng không muốn bị dính vì việc này. Mạch Gia Huy nói đầy khí thế, dù ủy ban đã sớm chuẩn bị tài liệu để y đọc, nhưng y thi thoảng phát huy bên ngoài. Mặc dù Triệu Quốc Đống cũng không cảm thấy Mạch Gia Huy cũng không tốt hơn bản thảo từ trước là mấy. Nhưng dù sao thêm giọng của Ninh Lăng thì luôn có sức hấp dẫn mọi người. Kỳ Dư Hồng nói vừa trầm thấp vừa điều độ, nội dung chính là nhấn mạnh tầm quan trọng của Khổng Phồn Sâm. Triệu Quốc Đống chú ý Kỳ Dư Hồng nói chính là yêu cầu các cán bộ học tập tinh thần Khổng Phồn Sâm, làm tốt công việc, đẩy mạnh tinh thần khai thác. Rất nhiều người không chú ý điểm này, nhưng Triệu Quốc Đống lại phát hiện mỗi lần Kỳ Dư Hồng nói chuyện đến điểm này thì ánh mắt lại luôn vô thức nhìn vào mấy vị bí thư, chủ tịch huyện. Không biết là y có ý gì. Hội nghị duy trì liên tục tới 6 giờ chiều mới kết thúc. Hơn 3 tiếng học tập buồn tẻ làm cho các cán bộ liên quan uể oải. Các đồng chí tham gia đợi Tương Uẩn Hoa tan họp liền như một cơn hồng thủy lao ra ngoài. Chẳng qua dù sao cũng còn một vài bí thư, chủ tịch huyện cố ý đi chậm, đợi lãnh đạo trên đài chủ tịch xuống thì mới rời đi.
mọi người bây giờ đang khá sôi nổi. Dù là người đi quanh Kỳ Dư Hồng, Mạch Gia Huy hay Tương Uẩn Hoa, Lý Trọng Sơn thì đều tươi cười. Chủ tịch Tân, chúng ta có chuẩn bị gì không? Triệu Quốc Đống thò đầu nhìn xung quanh, mấy giây đồng hồ mà hai vị châu trì trưởng cùng La Đại Hải đã biến mất, bỏ lại mấy cấp dưới không cần nói gì. Ai biết được, vừa nãy chủ tịch La không phải nói mọi người cùng tới nhà khách thị ủy ăn cơm sao? Tân Tồn Hoán mặc dù là người chưa vào đảng nhưng nói chuyện lại khác. Nhà khách thị ủy có gì ngon chứ, nhất là nhiều người như vậy vào ăn thì chắc món như cho lợn ăn. Chủ tịch Triệu, nếu không tôi mời anh, chúng ta đến quán nướng Mai Ký nổi tiếng ở Ninh Lăng này, đảm bảo anh ăn một lần là muốn lần hai. Vậy còn bọn họ? Kệ họ, chúng ta ăn cơm của mình, còn cần xin chỉ thị của ai? Ngày mai đúng giờ đến họp là được, nếu không gọi Lão Vi. Tân Tồn Hoán có quan hệ khá tốt với Vi Biểu. Tôi thấy hình như y đang đợi Bí Thư Châu cùng Chủ tịch La, Phan Bằng Trình Phương đang nhìn quanh. Triệu Quốc Đống chú ý thấy Phương Chí Quốc thi thoảng lại rút điện thoại di động ra nhưng không gọi, xem ra là biết hành tung của Châu Trì Trường cùng La Đại Hải. Tân Tồn Hoán nhìn quanh rồi nói. Ừ, hình như là thế, xem ra Bí Thư Châu cùng Chủ tịch La thì lãnh đạo báo cáo công việc rồi, vậy chúng ta chờ chút. Đến gần 7 giờ mới thấy La Đại Hải xuất hiện ở cửa mà nói. Đi Ninh Uyển. Ninh Uyển. Vi Biểu kêu lên. Chủ tịch La, hôm nay có phải muốn mời chúng tôi tới Ninh Uyển để tiêu phí không vậy? Ninh Uyển ở đâu thế? Triệu Quốc Đống không quen mấy khu ăn chơi ở Ninh Lăng nên nhỏ giọng nói với Tân Tồn Hoán. Đi theo là được, nghe nói là một nhà đầu tư Hong Kong mua khách sạn Ninh Lăng trước đây, còn mua cả khu đất cạnh dòng Ô Giang bên cạnh, sửa thành một nơi khá tốt. Chia làm nhiều phong cách khác nhau, chủ yếu tiếp đón khách sang trọng. Nội viện nghe là Ninh Uyển, nghe nói bên trong là nơi xa hoa nhất thị xã Ninh Lăng. Người bình thường căn bản không có vị trí ở trong đó. Tân Tồn Hoán nói. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng. Ngay cả mấy nơi sang trọng nhất An Đô hắn cũng đã vào, khách sạn quốc tế cấp 5 sao, khu nghỉ dưỡng cấp quốc tế đều dã vào. Chẳng lẽ nói Ninh Lăng này có gì đặc biệt hơn sao? Cái gì mà có nơi chỉ khách sang trọng mới vào, thực ra chỉ là bố trí để người vào thấy cấp độ của mình cao hơn mà thôi. Cũng được, mình vào đó để xem Ninh Uyển thần bí kia xa hoa như thế nào. Chiếc xe 12 chỗ được cho về nghỉ, mọi người bắt taxi đến khách sạn Ninh Lăng cạnh dòng Ô Giang. Khách sạn Ninh Lăng là khách sạn lâu đời nhất của thị xã. Trước đây vốn là nhà khách của Ủy ban thị xã, sau này vì hiệu quả kinh doanh kém, nợ nhiều nên Ủy ban thị xã đã phải chuyển nhượng lại. Nhà đầu tư Hong Kong đến mua lại, trả toàn bộ khoản nợ, nhận nhân viên. Ủy ban thị xã cũng đưa ra không ít chính sách ưu đãi ví dụ như các hội nghị quan trọng của thị xã để tiến hành ở đây. Hơn nữa nhà đầu tư Hong Kong cũng đầu tư không ít vào để sửa lại khách sạn Ninh Lăng, đồng thời mời nhân viên quản lý. Mọi người ngồi 4-5 xe taxi tới khách sạn Ninh Lăng, tính ra cũng phải 2-3 bàn, cũng không biết mời khách nào nhỉ. Mà La Đại Hải có vẻ không muốn nói nên mọi người cũng không hỏi nhiều. Triệu Quốc Đống tuyệt đối không ngờ ở Ninh Lăng này còn có thể cảm nhận được những món ăn Nhật Bản. Mặc dù không quá ngon nhưng các nhân viên phục vụ mặc đồ kimono, lại còn có vài bài hát Nhật Bản nên khá được. Dù sao cũng không bao nhiêu người chính thức cảm nhận văn hóa Nhật Bản là như thế nào. Triệu Quốc Đống cũng không hiểu mấy về Nhật Bản, trong mơ hắn chỉ có mỗi cảm hứng với các bộ phim của Nhật Bản. Ăn xong bữa cơm, không chỉ có mình Triệu Quốc Đống mà có lẽ các người khác đều khá buồn bực. Ăn bình thường nhưng mọi người đều phải ra vẻ nho nhã, dù là uống rượu Nhật Bản cũng thấy chẳng có vị gì. Ăn một bữa cơm làm cho Triệu Quốc Đống ý thức được ngoài Mạch Gia Huy xuất hiện trong bàn tiệc làm người ta thấy có giá trị ra. Gần như mọi người sau này không bao giờ ăn mấy món Nhật Bản làm gì. Gì mà sushi, gỏi, rượu sake, Triệu Quốc Đống gần như thấy mọi người đều không thích từ mắt bọn họ. Mãi đến khi xe của Mạch Gia Huy biến mất ở chỗ rẽ, Châu Trì Trường mới nói. Mọi người về đi, nghỉ sớm một chút, mai chia tổ thảo luận. Mọi người đừng có đến muộn. Lão La, tôi về nhà một chút, anh chú ý ở đây. Không sao, Bí Thư Châu đi đi. La Đại Hải gật đầu nói. Mọi người chia thành vài nhóm rời đi. Triệu Quốc Đống lần đầu cảm thấy mình khá cô đơn ở Triệu Quốc Đống. Đi, Quốc Đống, cùng đi. Một chiếc xe lặng lẽ dừng trước mặt Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống nhìn thì thấy ngoài Tân Tồn Hoán còn có La Đại Hải. Cùng Phó Bí Thư Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Vạn Chiêu Dương. Quyển 5, chương 33, muốn che lại. Quốc Đống ngẩn ra, Vạn Chiêu Dương cũng ở trên xe, Vi Biểu lại không có.
chẳng qua Triệu Quốc Đống không có thời gian suy nghĩ nhiều. Chủ tịch huyện gọi thì hắn sao có thể từ chối. Đi đâu ngồi chứ? Triệu Quốc Đống vừa lên xe liền mời thuốc một vòng rồi nói. Bay là chúng ta đến địch ba hoặc quán rượu ngồi một chút. Hôm nay tôi mời khách, đến Ninh Lăng lâu như vậy mà chưa mời Chủ tịch La, Bí Thư Vạn và Phó Chủ tịch Tân. Địch ba, Quốc Đống, cậu không phải cố ý trêu chúng tôi đó chứ? Chúng tôi từng này tuổi còn đến đó làm gì chứ? Chúng ta tới đó không bị người cười rụng răng mới lạ. Đi, tìm quán rượu nào đó ngồi đi. La Đại Hải cười nói. Ô Giang chạy một đoạn dài quanh Ninh Lăng, do địa thế khá đẹp nên hầu hết các khu vực gần sông là nơi sầm uất nhất Ninh Lăng. Các quán rượu, câu lạc bộ giải trí ở Ninh Lăng đều ở quanh đây. Một loạt tòa nhà được dựng lên, ngay cả mấy trường như Sư phạm Ninh Lăng, Y tế Ninh Lăng đều ở quanh khu này. Trường Sư phạm Ninh Lăng khá có tiếng ở toàn tỉnh, mặc dù không thể so sánh với Sư phạm An Nguyên, Miên Châu nhưng có ưu thế hơn các thành phố, thị xã còn lại. Mà Học viện Y tế Ninh Lăng được cho là trường cao đẳng nổi tiếng nhất Ninh Lăng, cả tỉnh An Nguyên ngoài Học viện Y tế An Nguyên thì cũng chỉ có ở đây là được, nghe nói sinh viên học đây ra trường xin việc rất dễ. Các quán rượu ở đây cũng có phong cách khá được, quy mô bình thường nhưng lại trang nhã, tinh xảo, chẳng qua cũng có quán đầu tư không nhỏ mà sang trọng. Quán rượu Lam Điền là loại phía sau. Từ ngoài thì không thấy gì nhưng bước vào lại thấy không khí khá yên tĩnh. Triệu Quốc Đống thật khó có thể nghĩ sao đám La Đại Hải lại tìm được nơi này. Quốc Đống, có phải là kinh ngạc sao chúng tôi lại tìm được nơi thế này phải không? La Đại Hải nhận ra vẻ khác lạ trong mắt Triệu Quốc Đống nên nói. Ha ha, nói thật là tôi khó có thể tưởng tượng ngài lại thích mấy nơi này, tôi còn nghĩ rằng đây chỉ thuộc về những người trên 30, dưới 40 mà thôi. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Nơi này cũng không thích hợp với tôi, trừ khi tôi giả vờ chín chắn. Quốc Đống, cậu đủ chín chắn rồi, đừng thêm nữa, như vậy mất đi bản thân. La Đại Hải cười nói. Đây là nơi do cháu gái tôi mở, nhờ người quản lý. Tôi mỗi lần đến Ninh Lăng mà rảnh liền tới đây ngồi, lâu dần thành quen. Ở đây uống rượu trắng không thích hợp, nhưng uống rượu vang thì mấy người La Đại Hải không thích. Vì thế bọn họ chỉ có thể uống bia. Quốc Đống, hôm nay thị trưởng Mạch coi như khá hài lòng, cũng nói thị xã sẽ trợ cấp về tài chính. Nhưng điều kiện là tỉnh phải xác định rõ ràng hỗ trợ bao nhiêu, cho nên việc này cậu phải chú ý kỹ. Bây giờ huyện đang xôn xao, nếu không làm được con đường này thì ủy ban huyện đúng là không có cách nào giải thích với dân chúng. La Đại Hải thở dài một tiếng. Tôi và Lão Vạn, Lão Tân đều sống từ nhỏ ở Hoa Lâm, đường từ Tân Bình tới huyện làm từ bao giờ, có lẽ là 16 năm rồi. Tôi nhớ hình như đường liên tục được sửa nhưng mãi vẫn không làm mới. Cuối cùng đến lượt chúng tôi thì đã có thể làm mới, coi như có thể ăn nói với dân chúng trong huyện. Uống vài chén bia, La Đại Hải nói chuyện cũng nhiều hơn. Tất nhiên là hôm nay y khá kích thích. Chủ tịch, đường này nhất định phải làm, dù là thị xã không bỏ tiền thì chúng ta cũng phải làm. Nhưng làm con đường này như thế nào, ai làm, quản lý tài chính như thế nào thì tôi thấy cần phải bàn bạc. Triệu Quốc Đống ngừng một chút rồi nói tiếp. Có Bí Thư Vạn ở đây. Tôi cũng không sợ làm mất lòng ai. Tôi không tin phòng giao thông huyện, tôi đã điều tra chi tiêu của phòng giao thông. Hoa Lâm mặc dù nghèo nhưng hàng năm chi tiêu cho làm đường ít nhất cũng hơn triệu. Nhưng tôi không thấy đường Hoa Lâm chúng ta tốt hơn bao nhiêu. Nhất là đường từ Hà Khẩu tới huyện càng xuống cấp trầm trọng. Một đường chính trong huyện sau 10 năm không được cải thiện. Tôi nghĩ không ra người của phòng giao thông sao lại đối mặt được. La Đại Hải không ngờ Triệu Quốc Đống lại trực tiếp nói ra như vậy. Hơn 10 ngày qua Triệu Quốc Đống biểu hiện rất bình thường, y còn thầm khen Triệu Quốc Đống biết nhẫn nhịn, có lòng dung thứ. Nhưng không ngờ Triệu Quốc Đống lại nói ra mâu thuẫn vào lúc này. Quốc Đống, phòng giao thông cũng có khó xử của bọn họ. Tài chính Hoa Lâm thiếu thốn nên mới vậy, cũng làm khó cho Ngưu Đức Phát. La Đại Hải nói, không, tôi thật ra cảm thấy với tình hình tài chính của Hoa Lâm bây giờ thì đầu tư vào giao thông đã là khá lớn. Mặc dù không thể so sánh với các khu vực có kinh tế phát triển, nhưng ở vùng núi là hiếm thấy. Triệu Quốc Đống đây là nói thật, không nịnh. Nhưng tôi đã thẩm tra khoản tài chính kia, trên cơ bản không có tác dụng gì, hoàn toàn là giải đá lên mặt mà thôi. Tôi không biết nguyên nhân sao lại như vậy. Nếu như không phải do ban quy hoạch tổng hợp của Cục Giao thông thành phố đặt ra, như vậy một trưởng phòng giao thông tuyệt đối không đủ tư cách. Nếu năng lực nghiệp vụ là như vậy thì sao làm được? Dù là La Đại Hải hay là Vạn Chiêu Dương cũng thật không ngờ Triệu Quốc Đống lại nói mạnh miệng như vậy,
đây cơ hồ là muốn đổi người. Quốc Đống, Ngưu Đức Phát là lão đồng chí, tính cách của y có vấn đề nhưng năng lực công việc cũng có. La Đại Hải nhíu mày nói, y ý thức được Triệu Quốc Đống đang muốn tìm người mà ra oai, muốn mở cục diện cho công việc sẽ triển khai sau đây. Dù sao tỉnh nếu bỏ ra vài triệu, hơn nữa thêm tài chính của huyện mà tiếp cận 10 triệu, đây là việc lớn chưa từng có của Hoa Lâm từ trước đến giờ. Miếng thịt béo này sẽ có bao người nhòm ngó. Ngưu Đức Phát không làm người ta yên tâm, nhưng đổi người khác thì có thể yên tâm sao? Hơn nữa Ngưu Đức Phát dễ xuống như vậy sao? Chủ tịch La, mời bỏ qua tôi nói thẳng. Trước đây Ngưu Đức Phát có lẽ có năng lực nghiệp vụ, nhưng đảng khi dùng cán bộ nói đức và tài cùng có, mà đức ở phía trước. Tôi không muốn vì chuyện này khiến cho con đường huyết mạch của Hoa Lâm sẽ là công trình hủ bại, cho nên tôi kiên trì ý này của mình. Triệu Quốc Đống cười nói. Bí thư Vạn, ngài phụ trách bên ủy ban kỷ luật, tôi không tin bên dưới náo nhiệt như vậy mà bên ủy ban kỷ luật không nghe thấy gì, chẳng lẽ không có chút phản ứng gì sao? Vạn Chiêu Dương mặt không hề thay đổi, làm mãi ở ủy ban kỷ luật làm cho y luôn bình thản đối mặt mọi việc. Chẳng qua Vạn Chiêu Dương khá phục đối phương có can đảm. Vừa nhận chức chưa đầy một tháng đã muốn làm lớn như vậy. Giao thông Hoa Lâm không phải không có vấn đề, mà là quá sâu, nguyên nhân vì quá sâu nên liên quan quá nhiều mặt. Anh muốn vén lên thì phải có năng lực. Chủ tịch Triệu, nếu chỉ là mấy lời đồn vô căn cứ thì không đủ tin. Ủy ban kỷ luật phải điều tra hủ bại, đồng thời cũng phải bảo vệ tính tích cực của cán bộ. Triệu Quốc Đống cười cười, xem ra chiêu thức của mình hơi mạo hiểm. Vạn Chiêu Dương nói như vậy chính là bọn họ đã nắm giữ một vài đầu mối, chỉ là vì đủ nguyên nhân nên chưa ra tay. Một câu lời đồn vô căn cứ, bảo vệ tính tích cực của lãnh đạo chính là lời nói của lãnh đạo. Đương nhiên. Huyện quyết không tha thứ kẻ hủ bại, con đường huyết mạch về kinh tế của huyện mà xảy ra chuyện thì sẽ là rất không tốt, không bằng chúng ta phải phòng ngự từ trước, xử lý ngay khi nó chưa bắt đầu. Dù sao xảy ra chuyện thì do chúng ta, tổn thất là do huyện Hoa Lâm chúng ta. La Đại Hải nói đã mơ hồ lộ sát khí. Triệu Quốc Đống thầm than mình đã xem nhẹ La Đại Hải này rồi. Người muốn kiên định làm việc chưa chắc không có trí tuệ chính trị và tâm kế. Thì ra người này đã sớm tính toán. Phòng giao thông nhất định sẽ do mình vạch trần, bọn họ đây là đang đùn đẩy sang mình. Nên che lại hay là vén ra? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút. Cao Dương lúc tham gia chuyên án của tỉnh biểu hiện tốt, được Viện Kiểm sát tỉnh coi trọng nên đã chính thức từ Viện Kiểm sát tỉnh điều tới làm Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Ninh Lăng, đây là lần đề bạt đặc biệt. Cao Dương từ cấp phó phòng lên thành cấp phó huyện trong vòng 2 năm ngắn ngủi là do việc làm vô số quan chức xuống ngựa. Cao Dương nhất định sẽ không qua lại với Triệu Quốc Đống trong thời gian đầu, sẽ không có cơn gió lốc như ở khu khai phát Giang Khẩu hơn một năm trước, mà như vậy cũng không phù hợp ý đồ của hắn. Làm như vậy sẽ không giấu được ai, sẽ có người nhanh chóng nhìn ra quan hệ của hắn và Cao Dương, cùng đi ra từ Giang Khẩu mà. Mà bây giờ Ninh Lăng sắp lên cấp, lãnh đạo cấp trên sẽ suy nghĩ như thế nào cũng là ẩn số. Viện trưởng Viện Kiểm sát thị xã mặc dù do Đại hội đại biểu nhân dân bổ nhiệm nhưng dù sao cũng do thị ủy lãnh đạo. Khi Ninh Lăng lên cấp, Viện Kiểm sát sẽ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đại hội đại biểu nhân dân và thị ủy thị xã. Vấn đề này không chỉ Cao Dương phải lo lắng, dù là Viện trưởng Viện Kiểm sát cũng phải lo lắng. Quyển 5, chương 34, Bức cung. Triệu Quốc Đống biết nếu như Ngưu Đức Phát bị động tới thì sẽ mang tới sức ảnh hưởng rất lớn, dính vào lãnh đạo, có thể khiến cục diện Hoa Lâm biến đổi. Gây ảnh hưởng tới việc làm con đường từ Tân Bình tới huyện thành, thậm chí lãnh đạo thị ủy cũng sẽ có ý kiến. Mùi bia dần trở nên nhạt hơn, ngoài Tân Tồn Hoán còn có thể giữ bình tĩnh ra, còn đâu La Đại Hải và Vạn Chiêu Dương đều không yên lòng với biểu hiện của Triệu Quốc Đống. Gió sông thổi tới làm Triệu Quốc Đống cảm thấy tỉnh táo. Triệu Quốc Đống biết lúc này gọi điện cho Thái Chánh Dương là không thích hợp, nhưng hắn thật sự không tìm được người thích hợp mà trao đổi. Hắn tính đi tính lại thì chỉ có Thái Chánh Dương mới là người từng làm lãnh đạo huyện, nhất là làm bí thư huyện ủy một thời gian khá lâu, nên hiểu được suy nghĩ của bí thư huyện ủy. Nghe xong Triệu Quốc Đống nói, Thái Chánh Dương cười phá lên. Chú coi như đã trưởng thành hơn chút, ít nhất có thể biết tổng hợp lợi và hại. Bí thư huyện ủy là người lãnh đạo cao nhất như anh nói chỉ là lẽ thường mà thôi, bây giờ nghe chú nói thì huyện Hoa Lâm có chút phức tạp. Bí thư huyện ủy và phó bí thư huyện ủy kết hợp. Chủ tịch huyện và chủ nhiệm ủy ban kỷ luật lại cùng một đường, thoạt nhìn bên phía bí thư huyện ủy chiếm ưu thế. Nhưng bí thư huyện ủy lại có thể được điều đi, thị xã Ninh Lăng sẽ lên cấp, bây giờ nhất định cần phải giữ hoàn cảnh ổn định. Điểm này chú đoán đúng, lãnh đạo thị ủy tuyệt đối không muốn thấy một cơn gió lốc,
dù là viện kiểm sát thị ủy phá án cũng phải lo lắng. Vậy em nên làm như thế nào? Cục diện rất phức tạp làm cho Triệu Quốc Đống cảm thấy choáng váng. Nguyên tắc được xác định nhưng có thể dùng thủ đoạn linh hoạt. Thái Chánh Dương chỉ dẫn Triệu Quốc Đống từng chút một. Vị chủ tịch huyện và chủ nhiệm ủy ban kỷ luật mà chú nói chỉ sợ cũng muốn chú là phát pháo đi đầu, cho chú trực diện giao tranh với bên phía bí thư huyện ủy. Bởi vì chú nắm quyền quyết định khoản tài chính của sở giao thông, cho nên vào lúc này dù là hệ nào cũng phải nhường chú một chút. Chẳng qua điều này cũng không có nghĩa chú sẽ thuận lợi trong mọi việc. Triệu Quốc Đống lặng yên nghe Thái Chánh Dương nói. Rất đơn giản, chú chỉ cần tỏ thái độ cho bí thư huyện ủy, chú không muốn thành công cụ lợi dụng của người khác. Nhưng bây giờ vị trí trưởng phòng giao thông không thích hợp. Nếu như y không xuống sẽ mang tới hậu quả rất nghiêm trọng. Tôi tin rằng vị bí thư huyện ủy đó sẽ hiểu rõ tình hình và làm ra lựa chọn sáng suốt. Vậy có thích hợp không anh? Triệu Quốc Đống nói xong lại thấy mình hơi ngây thơ mà nói. Chẳng may Châu Trì Trường rời đi, là Đại Hải lên làm bí thư thì em sẽ như thế nào? Hừ, không cần lo lắng, mọi người tôn trọng đầu tiên là thực lực, về phần tình cảm và sở thích là yếu tố sau. Huống chi sau này chú muốn dựa người khác thì có nhiều cơ hội mà, y rất nhanh sẽ quên điểm này. Thái Chánh Dương nói. Chẳng qua anh phải nhắc chú, công tác cơ sở đúng là rất quan trọng. Nhưng quan trọng hơn là chú phải lôi kéo một nhóm người vây quanh mình, dù chú dùng cách nào chỉ có đạt được một nhóm người chấp nhận và ủng hộ thì ý tưởng của chú mới có thể thuận lợi thi hành. Anh chỉ đây không phải là lãnh đạo. Thái Chánh Dương nói rất hàm xúc nhưng Triệu Quốc Đống có thể hiểu được. Lôi kéo cũng được, kết đảng cũng được, phái hệ cũng được, nghe qua thì hơi khó nghe, nhưng chỉ cần anh vì một mục đích đi tới vậy là hòa hợp nhau mà. Nhưng nếu như anh vì lợi ích bản thân mà lập tập đoàn thì đó lại có nghĩa là chủ nghĩa đỉnh núi. Khi Triệu Quốc Đống tiến vào văn phòng Châu Trì Trường đang suy nghĩ. Y dù như thế nào cũng không ngờ Triệu Quốc Đống lại kích động như vậy, điều này không quan trọng, y cũng có thể nghe ra đối phương không muốn thực sự đâm thủng trời. Xem ra vấn đề là trong hai cuộc họp ở Ninh Lăng, chẳng qua truy cứu đã không còn quan trọng. Bây giờ quan trọng nhất là giải quyết nguy cơ. Châu Trì Trường mệt mỏi vuốt đầu, Ngưu Đức Phát ngu xuẩn này không có việc gì lại gây chuyện cho mình. Một phó chủ tịch huyện kiêm nhiệm mà mày cũng muốn chống đối. Hay rồi, bây giờ trong tay người ta cầm vài triệu làm đường, bên nào nặng nhẹ là thấy ngay. Châu Trì Trường không cần điểm này, mình sắp đi, thành tích hay không cũng không quan trọng đối với y. Nhưng vài lúc này bên kia có thể mượn cơ hội mà. Mình không thể không đối phó, không chú ý mà chuyện này lộ ra. Đối thủ vận dụng thì mình kiểu gì chẳng liên quan. Lão Phương, anh tới văn phòng tôi một chút. Phương Trì Quốc mặt không chút thay đổi tiến vào văn phòng Châu Trì Trường, y có thể nhìn ra đối phương gặp phiền phức gì đó. Có chuyện gì thế bí thư Châu? Anh đi nói chuyện với Ngưu Đức Phát, điều chỉnh vị trí của y. Châu Trì Trường suy nghĩ một chút rồi nghiến răng nghiến lợi nói. Hả? Phương Trì Quốc hơi tái mặt nói. Tại sao? Hừ, tại sao ư? Chính y làm việc gì thì y hiểu rõ mà. Vạn Chiêu Dương đang điều tra về y, nếu bên kia không phải lo lắng lúc này gây chuyện sẽ có vấn đề thì chỉ sợ Vạn Chiêu Dương đã ra tay. Châu Trì Trường nhấn mạnh một chút, Vạn Chiêu Dương vẫn luôn tìm nhược điểm của Ngưu Đức Phát thì y hiểu rõ. Nhưng căn cứ y biết thì Vạn Chiêu Dương cũng không có mấy thứ có giá trị. Dù sao thủ đoạn của Ủy ban kỷ luật không thể bằng bên viện kiểm sát được. Mặc dù Vạn Chiêu Dương có nắm được nhược điểm của Ngưu Đức Phát cũng không có quá nhiều lo lắng. Dù sao y và Ngưu Đức Phát cũng không có quan hệ lợi ích trực tiếp gì. Chẳng qua Châu Trì Trường chỉ là không muốn vào lúc này Vạn Chiêu Dương làm loạn ảnh hưởng tới bước tiến của mình. Theo y biết Phương Trì Quốc cũng không thể không tức, Ngưu Đức Phát có quan hệ quá rộng, làm loạn như vậy thì sẽ có nhiều người có vấn đề. Nghiêm trọng như vậy sao? Phương Trì Quốc giật mình nói, Vạn Chiêu Dương rất gian xảo, một khi ra tay sẽ không cho người ta cơ hội phản kháng. Ừ, đây là tôi đoán. Vạn Chiêu Dương ở trước mặt tôi vẫn có thể giấu giếm. Châu Trì Trường hừ một tiếng. Vừa nãy Triệu Quốc Đống tới nói đề nghị cách chức Ngưu Đức Phát. Triệu Quốc Đống, hắn sao cũng có liên quan trong này. Hắn có phải là theo Vạn Chiêu Dương không? Phương Trì Quốc khinh thường nói. Không giống, huống chi đối phương nếu lợi dụng khoản tài chính sở giao thông cấp xuống mà nói chuyện, khiến cho dân chúng tức giận. Qua đó Vạn Chiêu Dương và Viện Kiểm sát nhân cơ hội gây khó dễ thì chỉ sợ thật sự có thể khiến Ngưu Đức Phát, thậm chí cả bộ máy phòng giao thông dính vào. Tôi không muốn có loạn vào lúc này. Lão Phương, tôi tin anh cũng không muốn như vậy.
Châu Chỉ Trường nặng nề nói. Mặt Phương Chỉ Quốc trở nên khó coi. Cấp trên có ý sau khi Châu Chỉ Trường rời đi sẽ do La Đại Hải làm bí thư huyện ủy 2 năm, mình sẽ thuận lợi làm chủ tịch huyện, 2 năm sau thì mình sẽ làm bí thư huyện ủy. Nhưng nếu lúc này bộ máy phòng giao thông xảy ra chuyện, y là phó bí thư phụ trách đảng, đàn thì nhất định có trách nhiệm. Như vậy biến đổi về nhân sự là khó nói. Nhất là bây giờ thị xã còn tồn tại ẩn số nhất định, nếu xảy ra chuyện thì mình sẽ thành tấm bia ngắm của mọi người. Hừ hừ, thằng Triệu Quốc Đống lợi dụng lúc này để bức cung chúng ta sao? Phương Chỉ Quốc tái mặt lại, Ngưu Đức Phát và y cũng không có lợi ích rõ ràng liên kết với nhau. Cách chức Ngưu Đức Phát cũng không vấn đề gì, nhưng ai cũng biết y và Ngưu Đức Phát là đồng đội cũ, lại là đồng hương. Triệu Quốc Đống đến Hoa Lâm lâu như vậy thì sao không hiểu điểm này? Hôm nay làm như vậy rõ ràng là tát vào mặt y có thể nhịn được không? Lão Phương, không nên nghĩ phức tạp như vậy. Triệu Quốc Đống cũng không muốn làm cây súng chỉ trỏ linh tinh, cho nên mới chủ động tới báo cáo công việc với tôi, mong tôi ủng hộ công việc của y. Ngưu Đức Phát vốn không sạch sẽ, nếu con đường có vấn đề gì thì dù tôi đi, anh làm chủ tịch huyện cũng không thoát được liên quan. Châu Chỉ Trường nói, hơn nữa chuyện này vốn là do Ngưu Đức Phát ngu nên vậy. Phó chủ tịch huyện phụ trách trực tiếp thông báo anh đi khảo sát thực địa, anh không đi thì thôi, cũng không phái cấp phó đi cùng, không bỏ xe ra. Hắn có ý gì, cảm thấy chỉ có tôi và anh nói chuyện thì mới nghe sao? Còn có kỷ luật tổ chức không? Như vậy thì phó chủ tịch huyện phụ trách làm ăn gì? Cách chức hắn là đáng đời. Châu Chỉ Trường rất tức giận mà nói. Phương Chỉ Quốc mặt mày rất khó coi, y cũng cảm thấy Châu Chỉ Trường đang tức giận, không bí thư nào muốn xảy ra chuyện như vậy. Nhất là khi có thể đi lên. Bí thư Châu, tôi đi nói với y, chẳng qua chỉ là điều đến vị trí nào. Phương Chỉ Quốc cố nhịn cơn bực tức trong lòng mà nói. Triệu Quốc Đống, mày giỏi, chọn đứng cơ hội mà bức cung. Phòng văn hóa đi, lão Diêu cũng tới tuổi rồi mà. Châu Chỉ Trường lạnh lùng nói. Coi như sau này xảy ra chuyện thì chúng ta cũng có thể trả lời với cấp trên. Điều hắn đi chính là vì chuẩn bị cho việc triển khai công việc của Ủy ban kỷ luật. Phương Chỉ Quốc run lên, Châu Chỉ Trường nói như vậy là có ý gì? Đây là để đối phó với cấp trên, hay muốn thu thập Ngưu Đức Phát? Quyển 5, chương 35, ân uy. Khi Du Minh Phú tiến vào, Triệu Quốc Đống đang đọc tài liệu về đường Tân Bình đến huyện thành Hoa Lâm do tỉnh làm ra từ 3 năm trước, nhưng nó cũng dựa theo tiêu chuẩn đường quốc lộ cấp 2. Lão Du, ngồi đi. Triệu Quốc Đống thấy Du Minh Phú vào liền bảo đối phương ngồi, sau đó tiếp tục xem tài liệu. Cảm ơn Chủ tịch Triệu. Du Minh Phú trong lúc nhất thời không biết nói gì. Cảm ơn tôi cái gì? Triệu Quốc Đống có chút tò mò nói. Cảm ơn Chủ tịch Triệu đã tranh thủ giúp tôi trước mặt Chủ tịch La và Bí Thư Châu. Lão Du này mặc dù không có suy nghĩ nhưng vẫn có cảm nhận. Du Minh Phú thật lòng nói. Ồ, tôi chỉ lấy việc nói việc mà thôi. Cơ quan tôi phụ trách cần người có trách nhiệm. Những người chỉ thích hưởng thụ thì đề nghị bọn họ tốt nhất đừng làm cấp dưới của tôi. Triệu Quốc Đống cười nói, Bí Thư Châu và Chủ tịch La có đồng ý với ý kiến của tôi hay không thì bọn họ sẽ suy nghĩ. Lão Du, cơ hội luôn có, chỉ cần chăm chỉ làm việc là được. Du Minh Phú nằm mơ cũng không ngờ Triệu Quốc Đống sẽ đề xuất với Châu Chỉ Trường và La Đại Hải để mình làm trưởng phòng giao thông. Y không học giao thông, hơn nữa cũng không phải nhân vật có chỗ dựa sao có thể đến đơn vị béo bở như phòng giao thông. Du Minh Phú nghĩ cũng không cho rằng trước đó sẽ tới đầu mình. Nhưng Triệu Quốc Đống có thể đề cử mình với Châu Chỉ Trường và La Đại Hải, dù cuối cùng có được thông qua hay không thì Du Minh Phú cũng rất cung kính. Phương Chỉ Quốc đề xuất do Ngưu Đức Phát đến làm trưởng phòng văn hóa không hề có ý kiến phản đối. Dù là Châu Chỉ Trường hay là La Đại Hải, Vạn Chiêu Dương đều biểu hiện rất bình tĩnh, giống như hai bên đều cho rằng Ngưu Đức Phát điều đi là thích hợp nhất với tình hình bây giờ. Bí thư đảng ủy thị trấn Thành Quan, Hoàng Thiết Thần điều tới làm bí thư đảng ủy phòng giao thông. Một ngày sau đại hội đại biểu nhân dân sẽ họp để thông qua người đảm nhiệm chức của Ngưu Đức Phát. Lần điều chỉnh này không hề có thông báo gì trước, Ngưu Đức Phát chỉ có thể ngoan ngoãn tới phòng văn hóa làm việc, hơn nữa gần như lập tức bàn giao hết công việc, ngay cả chiếc xe Mitsubishi của mình cho phòng giao thông, điều này làm người của phòng giao thông cảm thấy mặt trời mọc về Tây. Không ai biết trong này có vấn đề gì, ngay cả cục giao thông thành phố cũng rất khó hiểu vì việc này. Mấy phó cục trưởng đều gọi tới lãnh đạo huyện ủy. Ủy ban huyện, hỏi nguyên nhân là gì nhưng chỉ được trả lời là yêu cầu công việc, mong muốn bản thân. Công việc cần là lời linh tinh, mặc dù nó là thực tế nhất.
bản thân mong muốn lại càng là giả, ai lại chủ động điều từ phòng giao thông tới phòng văn hóa chứ? Mà hỏi bản thân Ngưu Đức Phát thì y chỉ nói thích làm bên mảng mình thích. Chỉ có mấy người có tin tức nhạy bén ở huyện ủy, ủy ban huyện là hiểu được Ngưu Đức Phát bị điều đi có liên quan tới phó chủ tịch huyện Triệu Quốc Đống. Chỉ làm phó chủ tịch kiêm nhiệm mà có năng lực mạnh vậy thì có vẻ không hợp lẽ thường. Mà Du Minh Phú vốn chỉ là phó chánh văn phòng xếp thứ ba ở văn phòng ủy ban lại là người có sức cạnh tranh làm trưởng phòng giao thông. Điều này làm rất nhiều người há hốc mồm, mặc dù không thành công nhưng làm mọi người cảm thấy đó là cơ hội để Du Minh Phú tiến lên. Bản thân Du Minh Phú cũng hiểu được vấn đề trong đó. Nếu như không có Triệu Quốc Đống đề cử mình trước mặt lãnh đạo huyện, chỉ sợ những người đó không nghĩ tới mình. Dù cho mình đã làm phó chánh văn phòng ủy ban huyện 4 năm. Chủ tịch Triệu, tôi chưa từng nghĩ tới vị trí đó. Lão Hoàng là người luôn chú tâm trong công việc, hơn nữa lại không có suy nghĩ xấu gì. Có anh ta giúp ngài, tôi nghĩ con đường đó ngài có thể yên tâm. Du Minh Phú thật lòng nói. Hoàng Thiết Thần thì tôi không quá quen, chẳng qua nghe nói cũng được. Nếu không sẽ không thể làm được bí thư đảng ủy thị trấn thành quan 4-5 năm. Triệu Quốc Đống nở nụ cười. Hắn hiểu Hoàng Thiết Thần là một người tiến lên từng bước, chính vì như vậy nên y mới ngồi ở vị trí bí thư đảng ủy lâu như vậy. Nếu không phải trong hội nghị thường ủy mãi không chọn được ai làm trưởng phòng giao thông, đồng thời hắn lại đề cử Du Minh Phú với Châu Trì Trường cùng La Đại Hải, điều này không phù hợp lựa chọn của cả hai, nếu không đến lượt Hoàng Thiết Thần. Du Minh Phú cũng nghe ra ẩn ý trong lời nói của Triệu Quốc Đống. Y cười khổ nói, lão Hoàng không quá cổ hủ. Lúc này có lẽ các lãnh đạo cũng cảm thấy công trình này được nhiều người chú ý, không tiện dính tay nên mới đẩy Hoàng Thiết Thần ra. Y nhìn như hồ lô nhưng trong lòng lại biết tính toán. Triệu Quốc Đống hơi động tâm, xem ra có không ít người nhìn vào con đường này. Hắn suy nghĩ một chút thấy cũng phải. Du Minh Phú nếu khẳng định như vậy, Triệu Quốc Đống biết mình đã hiểu được tình hình thực sự. Hoàng Thiết Thần là người làm việc có chừng mực, như vậy là tốt nhất. Công trình giao cho người như vậy phụ trách thì hắn cũng yên tâm. Lão Du, tôi đã nói chuyện với Chủ tịch La, năm nay là năm quan trọng xây dựng giao thông Hoa Lâm, Ủy ban huyện chuẩn bị thành lập tổ lãnh đạo xây dựng giao thông, cũng chính là Tổng Chỉ huy Cục trưởng. Tổ trưởng do Chủ tịch La phụ trách, tôi là Phó Tổ trưởng phụ trách, Lão Hoàng và anh làm Phó Tổ trưởng. Lão Hoàng phụ trách công tác xây dựng cụ thể, mà việc phối hợp các xã, thị trấn trong khi giải tỏa mặt bằng sẽ do anh phụ trách. Du Minh Phú ngừng một chút rồi nói. Mảng này của anh cũng rất nặng nề, mặc dù dân chúng khá tích cực trong việc làm đường, nhưng liên quan tới lợi ích dân chúng thì vấn đề cũng có thể. Anh lấy một nhân viên từ mấy phòng đất đai, xây dựng, nông nghiệp, cũng cùng chính quyền xã, thị trấn cùng làm tốt công việc này, vừa phải giữ lợi ích của dân chúng, vừa không để có người mượn cơ hội lừa chính quyền. Du Minh Phú đến văn phòng Triệu Quốc Đống chính là vì việc này. Trong huyện thành lập tổ chỉ huy công trình xây dựng, y làm phó tổ trưởng khiến bao người hâm mộ. Công trình từ Tân Bình tới huyện trải qua 6 xã, thị trấn, đã có mấy bí thư, chủ tịch xã, thị trấn gọi tới chủ yếu là hỏi về vấn đề giải tỏa. Ai cũng biết việc giải phóng mặt bằng có nhiều co giãn về đất, các công trình kiến trúc, bồi thường hoa màu. Chủ tịch Triệu, nhiệm vụ này sợ có chút khó khăn, tôi sợ rằng. Du Minh Phú cảm thấy trọng trách của mình cũng nặng nề. Lão Du, không phải lo lắng nhiều. Đây là cơ hội rèn luyện của anh, cả ngày làm việc trong văn phòng cũng không tốt mấy, xuống quan hệ với chính quyền bên dưới thì tiện hơn mà. Nhớ đâu ngày nào anh xuống cơ sở rèn luyện thì sao? Triệu Quốc Đống đứng lên vỗ vỗ vai Du Minh Phú. Tôi có thể đưa ra giới hạn với anh, trong vấn đề bồi thường chỉ cần không quá đáng thì thích hợp bồi thường thêm một chút cũng không sao. Anh cố gắng nắm giữ việc này, đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành thuận lợi. Đương nhiên trách nhiệm chủ yếu là của chính quyền xã, thị trấn. Đến lúc đó khi họp tôi cũng nói rõ việc này. Các bí thư đảng ủy xã, thị trấn đều có trách nhiệm, nếu như không làm tròn nhiệm vụ thì bí thư đảng ủy sẽ phải chịu trách nhiệm. Nghe Triệu Quốc Đống nói như vậy, Du Minh Phú cũng yên tâm. Y không sợ mệt mỏi nhưng sợ mình không làm tốt công việc. Nhưng bây giờ Triệu Quốc Đống đã giao quyền như vậy, Du Minh Phú cũng không lạ mấy về việc này. Nếu không nắm chắc cơ hội thì đúng là kẻ kém cỏi. Tiễn Du Minh Phú, Triệu Quốc Đống ngồi lại bàn mà suy nghĩ. Đúng như Thái Chánh Dương đoán, dù là Châu Trì Trường hay là La Đại Hải đều không muốn trở mặt với nhau vào lúc này. Nếu như vậy sẽ làm lãnh đạo thị xã thấy bọn họ không biết để ý đại cuộc, lúc ấy không ai được tốt cả. Châu Trì Trường không thể đi, La Đại Hải cũng đừng mong tốt đẹp gì.
Hoàng Thiết Thần thành người trung gian đứng giữa và có lợi cho Triệu Quốc Đống. Du Minh Phú không phải người thích hợp vào vị trí trưởng phòng giao thông. Tên này không có kinh nghiệm cơ sở, Triệu Quốc Đống đề cử Du Minh Phú cũng là tạo ấn tượng mà. Chỉ cần có năng lực, nguyện ý làm việc thì Triệu Quốc Đống không ngại gì không đề cử mà. Chỉ tiếc hắn không phải thường vụ huyện ủy, không thể nói chuyện trong hội nghị thường ủy. Nếu không chỉ sợ huyện ủy, ủy ban huyện còn náo nhiệt hơn. Quyển 5, chương 36, trên đời không có việc gì khó. Chiếc xe Cherokee của Sở Giao thông đã dừng trước trụ sở huyện ủy, ủy ban huyện. Gần như tất cả mọi người đều nhìn chiếc xe Cherokee Việt dã mới tinh này. Dù là Triệu Quốc Đống ngồi trong văn phòng cũng có thể cảm nhận được ánh mắt khác lạ của mọi người khi nhìn mình. Triệu Quốc Đống có chút buồn bực sao lại dùng chiếc xe Cherokee lại khác xe Zeta lần trước chứ. Ai cũng biết mặc dù xe này do Sở Giao thông cấp cho phòng giao thông huyện Hoa Lâm, nhưng dù là Triệu Quốc Đống hay Hoàng Thiết Thần đều biết chiếc xe này thuộc về ai không phải do hai người bọn họ nói chuyện. Bọn họ chỉ có mỗi nhiệm vụ là vùi đầu làm việc. Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Long Diêu Quang không biết đã chạy đến chỗ La Đại Hải cùng Châu Trì Trường bao lần. Thấy Đại hội đại biểu Nhân dân được xe Zeta, mà Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân lại là chiếc xe cũ kỹ nên Long Diêu Quang sao có thể chấp nhận. Tìm La Đại Hải, La Đại Hải bảo y đi tìm Châu Trì Trường. Tìm Châu Trì Trường thì Châu Trì Trường lại nói phải thông qua Hội nghị Thường ủy thảo luận, Hội nghị Thường ủy bao giờ diễn ra thì phải chờ các thường vụ đều có mặt ở nhà hết. Mà các thường vụ đều bận rộn công việc, chờ bọn họ đều ngồi nhà hết sao? Thằng ngu cũng biết đây là thoái thác. Long Diêu Quang không thể so với Hoa Đức Tài, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân cũng không thể so với Đại hội đại biểu Nhân dân. Dù sao người ta là cơ quan quyền lực cao nhất, tốt xấu cũng quyết định được chiếc mũ của Chủ tịch huyện, các trưởng phòng, mặc dù đây chỉ là lý thuyết. Nhưng theo tính dân chủ tăng lên thì địa vị của Đại hội đại biểu Nhân dân cũng tăng lên. Nhưng địa vị của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân lại hơi kém. Hoàng Thiết Thần tiến vào trụ sở ủy ban huyện nhưng không nhìn chiếc xe kia. Xe đó không thuộc về mình thì y chẳng muốn nghĩ tới. Nhưng thật ra y vào nhìn chiếc xe của Chủ tịch Triệu có đây không? Đó mới là xe bắt mắt nhất ủy ban huyện. Chủ tịch Triệu, tài liệu của Viện Thiết kế Giao thông tỉnh tôi đã bảo người đưa lên Ando, có lẽ sau khi sửa lại là áp dụng được. Chánh văn phòng Du Hai hôm nay đang chạy tới thị trấn Tân Bình và xã Thủy Hương. Sau khi diễn ra hội nghị khiến chính quyền bên dưới rất tích cực, dân chúng khá ủng hộ. Xem ra công tác tuyên truyền trước đó có hiệu quả tốt. Bây giờ còn chưa thể kết luận, anh làm ở cơ sở nhiều năm, lúc này tuy không có vấn đề nhưng vấn đề sẽ bắt đầu diễn ra khi xây dựng. Ví dụ như bồi thường ít một chút, hoặc tiêu chuẩn thấp một chút, hoặc là vấn đề cung cấp cát đá do dân chúng ở địa phương làm. Hừ. Anh đừng cười, anh vốn là bí thư đảng ủy nên góc độ khác. Nhưng bây giờ anh là trưởng phòng giao thông, như vậy phải đứng ở vị trí cao mà nhìn vấn đề. Triệu Quốc Đống thấy Hoàng Thiết Thần nở nụ cười liền trừng mắt nhìn. Tôi nói với anh, công trình một khi được xác định thì phải đảm bảo chất lượng công trình. Thời gian làm chỉ được xong trước, không thể xong sau. Đây là lời hứa đối với dân chúng toàn huyện, cũng là lời hứa với Sở Giao thông. Chủ tịch Triệu yên tâm. Lời này của ngài tôi đã nghe thấy mấy lần. Tôi từ dưới lên, nặng nhẹ thì tôi biết, vấn đề nằm ở chỗ là bao giờ thì có. Hoàng Thiết Thần đưa tay ra đếm đếm tiền. Có cái này thì dễ nói, không có cái này thì nói gì cũng vô dụng. Nhanh thôi, Giám đốc Thái sắp đến Ninh Lăng, có lẽ tới ngay Hoa Lâm chúng ta. Tôi dự định mời Giám đốc Thái tới Hà Khẩu xem một chút. Bên Cục Giao thông thành phố thì Bí Thư Châu, Chủ tịch La đã đi tìm Phó Thị trưởng Hàn. Cũng báo cáo với thị trưởng Mạch và phó thị trưởng Kim. Tài chính của thị xã cũng đồng ý cho chúng ta 1,5 triệu nếu như tiền của Sở Giao thông tới. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Về phần huyện thì năm nay có chút khó khăn, nhưng Sở Giao thông lại yêu cầu tài chính huyện nhất định phải gửi 1 triệu trong 2 triệu cam kết tới tài khoản chuyên môn mà Sở Giao thông lập ra, hơn nữa có nhân viên chuyên môn giám sát việc sử dụng tài chính này, cho nên huyện bây giờ đang rất gấp. Huyện chưa xác nhận được 2 triệu kia sao? Hoàng Thiết Thần ngẩn ra mà nói. Sợ rằng có chút khó khăn, nhưng 1 triệu đầu tiên nhất định phải chuyển vào tài khoản, nếu không tiền của Sở Giao thông và Cục Giao thông thành phố đều không thể tới. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng mà nói, đây là sự khó khăn khi làm quốc lộ ở huyện nghèo. Không có tiền, cấp trên sẽ không ủng hộ, không cần biết tình hình thực tế của địa phương anh là gì. Nhưng tôi nghe nói bây giờ ngay cả giáo viên và cán bộ đều đang không nhận được lương. Hoàng Thiết Thần nói. Triệu Quốc Đống đương nhiên hiểu rõ việc này.
Bây giờ Miêu Nguyệt Hoa, phụ trách mảng văn hóa giáo dục không ngừng tới tìm La Đại Hải và Lưu Vĩnh Trung. Muốn bù chỗ này thì thiếu chỗ kia, hơn một tháng làm cho Lưu Vĩnh Trung cảm thấy rất mệt mỏi vì ngồi vào ghế phó chủ tịch thường trực. Đội ngũ cán bộ còn có thể kéo một chút, nhưng đội ngũ giáo viên là ngành đặc thù đâu dễ lừa. Tài chính có tiền hay không không có quan hệ với bọn họ. Bọn họ lên lớp dạy đương nhiên muốn cầm chắc tiền lương, các việc khác không phải điều bọn họ lo lắng. Cả huyện có mấy ngàn giáo viên cũng là gánh nặng tài chính lớn nhất của huyện. Tài chính hàng năm cũng phải chi khoản lớn cho giáo dục. Ngoài tiền lương cho nhân viên ngành, còn phải sửa trường. Nếu không trường mà làm sao khiến học sinh bị thương vong, vậy lãnh đạo huyện cứ cầu phúc đi. Ở điểm này Triệu Quốc Đống khá phục chính quyền Hoa Lâm. Ít nhất Hoa Lâm mặc dù là nghèo nhưng không kém huyện khác ở lĩnh vực này. Thậm chí Triệu Quốc Đống còn nghe nói nó liên quan tới truyền thống giáo dục của Hoa Lâm. Đây không phải việc chúng ta cần lo lắng. Chủ tịch La và Chủ tịch Liêu, Chủ tịch Miêu sẽ có bố trí. 1 triệu chuyển vào tài khoản thì mấy triệu của sở, 1,5 triệu của Cục Giao thông thành phố cũng sẽ tới, đến khi đó cũng không phải không còn cách nào cứu vãn mà. Triệu Quốc Đống nói, ý của ngài là đầu tiên gửi vào đó, sau đó nghĩ biện pháp kéo ra. Hoàng Thiết Thần run lên mà nói, nếu bị nhân viên giám sát của sở phát hiện thì sao? Đến bước này thì không còn đường lùi, chẳng lẽ người sống phải nhịn chết sao? Triệu Quốc Đống cười nói, lão Hoàng, anh chú ý vào việc làm đường đi. Sao, tình hình đơn vị thi công thế nào rồi? Tôi đến để báo cáo về việc này. Bây giờ nhiều công ty xây dựng nghe thấy tin. Có 2 công ty xây dựng của Hoa Lâm, 3 công ty xây dựng Ninh Lăng muốn làm đường. Hoàng Thiết Thần nói, Bí thư Châu cùng Chủ tịch La cùng với tôi đã đưa ra một nguyên tắc. 2 công ty của huyện ta nhất định phải làm, đương nhiên phải đảm bảo chất lượng. Cho nên ý của tôi là chia làm 3 đoạn. Ngoài 2 công ty xây dựng của Hoa Lâm chiếm 2 đoạn, đoạn còn lại cho 3 công ty kia cạnh tranh. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Tôi biết trong này có phiền phức, nhưng tôi tin anh cũng tự có chủ ý. Làm như thế nào thì tôi không cần biết, làm như thế nào để giải quyết quan hệ thì tôi không quan tâm, không nên để ý mấy về nhân tố này. Như vậy đi, tôi đề nghị làm rõ quan hệ và tư chất mấy công ty này, sau đó huyện tổ chức hội nghị nghiên cứu công khai. Ngoài tổ chỉ huy công trình chúng ta, còn có Bí thư Châu và bên ủy ban kỷ luật tham gia. Anh nói công khai các phương diện rồi do hội nghị quyết định. Hoàng Thiết Thần cười khổ một tiếng, đây là đẩy mình vào lò lửa mà. Chẳng qua y lại khá phục vị chủ tịch Triệu này. Một công trình lớn như vậy, theo lý thì có không ít người nhòm ngó, mà tài chính chủ yếu do chủ tịch Triệu này tìm tới. Người tìm tới y nhất định không ít, nhưng đối phương không nói nửa lời. Điều này làm Hoàng Thiết Thần khó có thể tin. Quyển 5 Chương 37, khúc mắc. Triệu Quốc Đống cũng biết chỗ khó của Hoàng Thiết Thần, nhưng một trưởng phòng giao thông sao tránh khỏi việc này, làm như thế nào sử dụng linh hoạt là do bản lĩnh của đối phương. Lão Hoàng, tôi cũng đưa ra một ý đỡ làm anh khó xử. Nếu không đùn đẩy hết được thì chúng ta nói cho mấy công ty kia là tầm nửa năm nữa huyện sẽ làm con đường khác. Chẳng qua bây giờ chưa xác thực nên tôi chỉ lộ tin với anh mà thôi. Đường tới Hà Khẩu. Hoàng Thiết Thần vội vàng nói. Sợ rằng lập tức làm hơn 30 km quốc lộ là không thực tế. Tôi cố gắng tranh thủ làm trước 9 km từ Kỳ Lân tới huyện thành. Triệu Quốc Đống vẫn nghĩ tới việc phát triển du lịch ở xã Kỳ Lân, điều kiện tốt như vậy mà bỏ hoang là quá lãng phí. Triệu Quốc Đống đã quyết định chỉ cần đường Tân Bình, huyện thành bắt đầu thi công là hắn sẽ thoát ra, toàn tâm toàn ý tìm cách làm đường từ Kỳ Lân tới huyện thành. Hoàng Thiết Thần nhíu mày, vị chủ tịch Triệu có phải tính quá xa không? Chủ tịch Triệu, 9 km đường quốc lộ cũng mất ít nhất 3, 4 triệu mà. Huyện sợ rằng không bỏ ra được xu nào. Ừ, khó khăn là rất lớn, nhưng chủ tịch Mao đã nói trên đời không có việc gì khó mà. Việc tại người, chúng ta không cố gắng sao biết không làm được. Thiên ca, Triệu Quốc Đống cười hì hì mà nói. Cậu được đó, vừa nãy Phó Thị trưởng Kim và Phó Thị trưởng Hàn đều khen cậu. Phó Thiên ra vẻ tùy ý cầm điếu Trung Hoa mà Triệu Quốc Đống đưa tới, châm lửa hút và nói. Ông chủ còn đang nói chuyện với Bí thư Kỳ huyện Hoa Lâm và thị trưởng Mạch, xem ra phải mất một lúc nữa. Triệu Quốc Đống nhạy cảm phát hiện ngăn cách giữa mình và Phó Thiên giảm đi một chút. Từ cách Phó Thiên gọi Thái Chánh Dương có thể thấy đây là cách gọi của bạn bè. Có lẽ đây là tác dụng của món quà lần trước và rượu Kỳ Lân Quan mà mình đưa tới phải không? Triệu Quốc Đống liền phủ nhận ngay suy nghĩ này. Nếu mấy món này có thể hóa giải ngăn cách đôi bên thì hắn quá coi thường Phó Thiên.
Nguyên nhân chính là do hắn đã rời khỏi Sở Giao thông. Ha ha, đây đều do Sở và Thiên Ca ủng hộ. Nếu không mấy vị phó thị trưởng kia sao có thể để ý tới tôi? Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Thiên Ca, anh chưa tới Hoa Lâm phải không? Mai Giám Đốc Thái không phải sẽ tới khảo sát thực địa ở Hoa Lâm sao? Đến lúc đó anh có thể thấy được khó khăn của dân chúng tại đây. Ha ha, đừng có được voi đòi tiên. Sở cần ủng hộ thì nhất định phải ủng hộ, nhưng cậu muốn hy vọng dựa vào chính mình mà thay đổi hệ thống giao thông một huyện là không thực tế. Phó Thiên phun một hơi thuốc rồi nói. Triệu Quốc Đống đang suy nghĩ khá miên man thì lại nghe Phó Thiên cười nói. Giao thông một nơi muốn phát triển thì phải phối hợp với sự phát triển kinh tế của khu vực đó, hoặc là nói có thể đi trước một bước, nhưng không thể nào vượt trội hoàn toàn, nếu không đó là lãng phí tài chính có hạn. Bởi vì các khu vực khó khăn khác của tỉnh đều buồn bã vì không có tài chính xây dựng giao thông. Phó Thiên nói không hề sai, y đây là đứng ở góc độ toàn tỉnh mà nhìn nhận vấn đề, hơn nữa bài trừ các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng. Nói cách khác đây là ý kiến trên lý thuyết. Còn thực tế đầu tư tài chính vào đâu là chưa bao giờ cân bằng, cũng không thể nào dùng cách phân phối khoa học. Triệu Quốc Đống cũng không phản bác làm gì. Phó Thiên đương nhiên cũng biết suy nghĩ của Triệu Quốc Đống, y chỉ là nhắc Triệu Quốc Đống đừng tham quá, như vậy sẽ phản tác dụng. Thiên Ca, tôi hiểu. Chẳng qua tôi phải làm việc ở Hoa Lâm, Sở cũng nên giúp đỡ nhiều một chút chứ. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Hai người cùng đến Ninh Lăng với tôi. Một người bên Sở Nông nghiệp được điều tới Thổ Thành, Sở Thủy lợi điều tới Thương Hóa, điều kiện đều tốt hơn tôi, Sở cũng giúp bọn họ. Tôi không thể quá mất mặt mà. Cậu đó, Sở còn đối xử không tốt với cậu sao? Tôi chỉ là nhắc cậu cũng đừng khiến ông chủ khó xử, không thể làm quá rõ ràng biết không? Bộ giao thông cấp cho 10 chiếc xe, không phải suy nghĩ cấp cho cậu đầu tiên sao? Chưa thấy đủ sao? Phó Thiên cười mắng. Ha ha, cảm ơn Thiên Ca đã nhắc nhở. Rượu kỳ quan kia uống ngon không? Đó là rượu đặc biệt, bỏ thêm mấy loại dược vật như phù linh, hà thủ ô, có tác dụng tăng cường tuổi thọ. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Thiên Ca rảnh rỗi uống một chút cũng có thể thân thiết với chị nhiều hơn. Cút ngay, Thiên Ca này còn cần cái đó sao? Phó Thiên không nhịn được cười. Tên này nếu không phải vì việc lần trước thì đúng là bạn đáng để quan hệ. Nhưng có chuyện kia thì giữa Phó Thiên và Triệu Quốc Đống vĩnh viễn có khoảng cách. Mặc dù Phó Thiên cũng biết như vậy chẳng có tác dụng nhưng muốn y thản nhiên đối mặt là không dễ. Ha ha, Thiên Ca, sức khỏe sẽ giảm theo tuổi mà, đây là quy luật tự nhiên, không ai có thể thay đổi. Làm như thế nào làm chậm xu thế này thì có nhiều phương pháp như tập luyện, dùng thuốc. Tập luyện có hiệu quả tốt nhất, nhưng chúng ta bây giờ thiếu thời gian nên không thể làm được. Vì thế nhiều người dựa vào thuốc bù đắp, vậy lựa chọn thuốc, đồ ăn gì là rất quan trọng. Rượu kỳ lân đúng là rất được. Thằng em cũng nghiên cứu một chút về vấn đề này, chắc có hiệu quả. Triệu Quốc Đống đây là nói thật, rượu kỳ lân làm không dễ dàng gì, đạo sĩ trong kỳ lân quan vì mong nơi đây thành trụ sở tôn giáo chính thống nên mới cắn răng cống hiến, hiệu quả đúng là rõ ràng. Ồ, hiệu quả như vậy sao? Phó Thiên đúng là không quá chú ý hai bình rượu Triệu Quốc Đống tặng. Y cứ để đó mà chưa uống. Thiên Ca, anh phải nếm thử mới thấy nó tốt. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Thứ này chính là rượu bổ, hơn nữa dùng thực vật sạch mà làm, không có tác dụng phụ gì cả. Ừ, vậy về tôi sẽ thử. Phó Thiên nhìn đồng hồ rồi nói. Thời gian chắc cũng tới, tôi phải vào. Nếu không người ta nói Sở Giao thông chúng ta không có lễ độ. Nhìn Phó Thiên rời đi, Triệu Quốc Đống có chút buồn bực, có một số việc đã xảy ra thì không thể cứu vãn, cũng không cần phải cố bù đắp làm gì. Bữa tiệc lúc chưa diễn ra ở Ninh Uyển lần trước Triệu Quốc Đống đã tham gia. Chẳng qua lần này không là món Nhật Bản, mà là món Trung Quốc. Trong bữa ăn, Thái Chánh Dương đã gọi Triệu Quốc Đống tới ngồi cùng bàn với mình, cũng cố ý giới thiệu Triệu Quốc Đống với hai người Kỳ Dư Hồng cùng Mạch Gia Huy. Thực ra điều này làm Kỳ Dư Hồng và Mạch Gia Huy đánh giá Triệu Quốc Đống cao hơn. Buổi chiều Thái Chánh Dương dẫn theo Phó Thiên cùng Phó Thị trưởng Hàn Phong cùng Chủ tịch quận Ninh Lăng, Tất Quốc Tuấn đi khảo sát việc xây dựng giao thông của quận Ninh Lăng. Mà Triệu Quốc Đống không có việc gì chỉ có thể đi quanh quẩn ở Ninh Lăng. Chiều hôm đó Thái Chánh Dương còn muốn gọi hắn tới. Chiếc xe Toyota chạy trên đường, Triệu Quốc Đống nhìn quanh mà thấy có chút buồn bực. Hắn đúng là cô đơn ở Ninh Lăng này. Đường Tân Giang không quá nhiều người đi đường nhưng lại có không ít xe. Triệu Quốc Đống lúc này mới phát hiện con xe của mình khá bắt mắt, khiến nhiều người chú ý.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 5, chương 38, cạnh tranh. Triệu Quốc Đống chọn một quán rượu khá vắng vẻ mà ngồi để qua hết buổi chiều. Hắn vừa mới đi vào thì thấy một đôi nam nữ từ bên cạnh đi tới. Cô gái khá quen mắt. Đây không phải Tiêu Mẫu Đan sao? Sao lại chạy lên đây? Triệu Quốc Đống rất kinh ngạc. Hắn thật đúng là không ngờ Tiêu Mẫu Đan còn có thể lên tận đường Tân Giang, Ninh Lăng mà chơi. Tiêu Thiên Vũ rất khó chịu vì hay gặp người quen ở trên đường. Bà chị nói muốn tới Ninh Lăng hai lần mà không được đi dạo phố, nhưng không có tiền thì đi dạo phố gì chứ? Nhìn các cô nữ sinh mỗi lần đi dạo phố có lần nào hai tay không mà về đâu, không bỏ ra vài chục tệ thì sao có thể mua được gì? Chiều nay y không phải đi học, không ít bạn học cũng tới đây đi dạo, chẳng may gặp phải người quen thì với cách ăn mặc này của chị gái không làm mình mất mặt sao? Chị ơi, về đi, mấy cái này có gì đáng xem chứ? Vừa nãy chị không phải đã lên núi Huyền Vũ để xem toàn bộ Ninh Lăng sao, còn gì xem đâu? Tiêu Thiên Vũ rất khó chịu nói. Ở bên này toàn quán rượu, đến chiều là không có gì hay để xem cả. Đến tối mới có nhiều người qua lại. Tiểu Tam, Tiêu Mẫu Đan chưa nói hết câu đã bị Tiêu Thiên Vũ cắt ngang. Chị, em không phải nói với chị bao lần sao? Gọi em là Thiên Vũ, đừng gọi cái tên kia. Được rồi Thiên Vũ, em nói các công trình kiến trúc kỳ lạ cạnh sông đều là dùng để uống rượu sao? Vì sao cứ phải tới đây mới uống được rượu? Tiêu Mẫu Đan cầm một chiếc túi ni lông. Trong đó là quần áo mùa hè cho Tiêu Thiên Vũ. Chị biết gì chứ, đây là đẳng cấp biết không? Ở đây có phong cảnh đẹp, ngồi ở đây sẽ mát, uống chén XO, nói chuyện thế giới. Tiêu Thiên Vũ nhìn quán rượu bên cạnh, ở đây đều là quán rượu sang trọng, mấy quán rẻ tiền gần trường sao có thể so sánh. Dù là mấy đám bạn học có điều kiện gia đình tốt ở trường cũng không mấy khi tới đây tiêu xài. Nhất định phải uống rượu ở đây sao, đây có phải là nơi tốn nhiều tiền không? Tiêu Mẫu Đan lắc đầu rồi kéo em trai đi sang bên. Tiêu Thiên Vũ muốn tránh khỏi tay chị gái, nhưng bà chị lại không hề chú ý. Chị, thế giới này rất phong phú, chị đúng là ếch gồi đáy giếng. Tiêu Thiên Vũ hừ một tiếng. Trước đây vốn nghĩ huyện thành Hoa Lâm đã tốt, nhưng đến Ninh Lăng thì chị mới biết Hoa Lâm lạc hậu, nghèo khó như thế nào. Sau này em nhất định nghĩ biện pháp ở lại Ninh Lăng, không muốn về Hoa Lâm. Nhưng chị nghe nói em khi tốt nghiệp phải được phân công về địa phương sao? Tiêu Mẫu Đan không hiểu tâm lý của thằng em. Hừ, có quan hệ thì xác định phân công rồi cũng không cần về. Tiêu Thiên Vũ oán giận nói. Chuyện này có nhiều mà. Nhưng mà nhà ta đâu có quan hệ gì. Tiêu Mẫu Đan lo lắng nói. Thiên Vũ, em đừng nghĩ nhiều làm gì, còn 2 năm cơ mà. Cố gắng học tập nghiêm chỉnh đi. Tiêu Thiên Vũ đang định phản đối thì nghe thấy tiếng xe dừng ngay bên cạnh. Mẫu Đan, cô làm gì ở đây? Tiêu Thiên Vũ có chút kinh ngạc nhìn thanh niên ngồi trong xe kia. Gọi chị mình như vậy, là bạn trai của chị mình sao? Chị chưa nói gì với mình mà. Thanh niên này trông rất oai, đi xe xịn, xe màu xanh biếc tỏa sáng dưới ánh nắng. Đối phương mặc áo sơ mi trắng, đeo cà vạt, đeo kính râm. Chủ tịch Triệu, sao ngài lại ở đây? Tiêu Mẫu Đan có chút hốt hoảng mà nói. Ha ha, cô có thể lên Ninh Lăng, sao tôi không thể lên? Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Sao lại đột nhiên lên Ninh Lăng thế? Cô không phải không hay ra ngoài sao? Em lên thăm em trai và mang theo vài thứ. Tiêu Mẫu Đan cố ưỡn ngực lên, hoàn toàn không chú ý Triệu Quốc Đống dừng lại trên ngực cô. Đây là em trai em học ở trường sư phạm Ninh Lăng. Đây là em trai cô. Triệu Quốc Đống nhìn thanh niên đứng cạnh Tiêu Mẫu Đan, hai người trông khá giống nhau. Vâng, năm ngoái nó thi vào sư phạm Ninh Lăng. Tiêu Mẫu Đan nở nụ cười đầy tự hào. Ồ, sư phạm Ninh Lăng à? Triệu Quốc Đống cũng mơ hồ nghe Tiêu Mẫu Đan nói trình độ của cô bình thường, em cô còn đi học, cô thôi học đi làm. Ừ, cũng được, nhà cô bây giờ coi như có sinh viên đại học. Vâng, thành tích em trai em rất tốt, ngày sau có thể lưu lại Ninh Lăng. Được đó. Ninh Lăng là nơi rất tốt, có thể ở lại Ninh Lăng đương nhiên tốt rồi. Triệu Quốc Đống nói. Hai người đi đâu vậy? Em và em trai đi dạo trên bờ sông, nghe nói ở đây là đẹp nhất Ninh Lăng. Tiêu Mẫu Đan cười cười đầy hạnh phúc. Đúng rồi, Chủ tịch Triệu lên Ninh Lăng làm gì? Tôi vừa ăn ở khách sạn Ninh Lăng, tối còn có chút việc nên phải ở lại Ninh Lăng. Triệu không có việc gì nên định ra bờ sông uống rượu. Sao? Nếu không có việc gì thì cô cùng em cô ngồi với tôi một chút.
Triệu Quốc Đống cười nói. Tiêu Mẫu Đan nghe vậy liền vội vàng lắc đầu nói. Không được, Chủ tịch Triệu, em sao có thể uống rượu với ngài? Em không biết uống rượu, em trai em không uống, nó còn đi học. Sinh viên đại học mà không uống rượu. Ai nói em không biết uống? Chị, người khác mời như vậy thì chúng ta phải đi chứ. Tiêu Thiên Vũ nhìn chiếc xe mà thấy rất hâm mộ. Y từ nhỏ đã thích xe hơi, chiếc xe này thì y đã thấy trên tạp chí ô tô, nhưng đây là lần đầu tiên thấy nó ở khoảng cách gần như vậy. Tiêu Mẫu Đan giật mình nhìn Tiêu Thiên Vũ. Cô không biết sao Tiêu Thiên Vũ lại đột nhiên nói như vậy, điều này làm cô rất khó hiểu. Vậy lên xe đi, đi đâu? Triệu Quốc Đống thấy hai chị em Tiêu Mẫu Đan không nhất trí với nhau. Hắn cũng có thể nhận ra Tiêu Thiên Vũ rất hâm mộ chiếc xe của mình. Quán rượu Hồng Nguyệt Lượng là quán khá sang trọng ở khu vực này. Căn nhà hai tầng làm toàn bằng gỗ đầy phong cách phương Tây. Buổi chiều không quá đông khách, cả quán chỉ có một bàn hai người. Triệu Quốc Đống lên tầng 2 chọn bàn gần cửa sổ nhìn ra ngoài. Mẫu Đan, em cô tên gì? Triệu Quốc Đống vốn gọi Tiêu Mẫu Đan là Tiểu Tiêu, nhưng lúc ấy hắn nghĩ Tiêu Mẫu Đan lên gặp bạn trai nên gọi là Mẫu Đan. Bây giờ hắn lại thấy Mẫu Đan dễ nghe hơn Tiểu Tiêu, nên cứ thế mà gọi. Em tên Tiêu Thiên Vũ, học khoa lịch sử, sư phạm Ninh Lăng. Tiêu Thiên Vũ có chút sụt rè, nhất là sau khi biết Triệu Quốc Đống là cán bộ từ trên tỉnh phái xuống là phó chủ tịch huyện Hoa Lâm thì càng rụt rè hơn. Ừ, tôi cũng gọi cậu là Thiên Vũ. Mẫu Đan, xem ra em trai cô không nhỏ hơn cô là bao. Triệu Quốc Đống ra hiệu nhân viên phục vụ mang một chai VSOP Napoleon. Thiên Vũ chỉ kém em một tuổi. Tiêu Mẫu Đan cũng dần bình tĩnh lại. Triệu Quốc Đống không hề ra vẻ gì cả, hơn nữa Triệu Quốc Đống khá tùy tiện, Tiêu Mẫu Đan không coi hắn là lãnh đạo. Đến mấy hôm trước Mã Bản Quý nhắc hai cô phải phục vụ tốt vị phó chủ tịch huyện này, còn thần bí nói với hai cô là vị trưởng phòng Ngưu, phòng giao thông kia bị chủ tịch Triệu đuổi đi, lúc này Tiêu Mẫu Đan mới thấy khác. Chủ tịch Triệu, xe này của ngài có phải là xe Toyota Nhật Bản trên tạp chí không? Tiêu Thiên Vũ nhìn chiếc xe bên dưới rồi hâm mộ nói. Chắc phải 600-700 ngàn, đủ mua hai xe Audi. Đừng gọi tôi là chủ tịch Triệu, nghe khó chịu lắm. Tôi cũng chỉ hơn cậu vài tuổi, cậu gọi tôi là Triệu ca đi. Cậu thích xe hơi à? Vâng, em thích Mercedes, Benz cùng BMWs, còn cả Lincoln của Mỹ. Ồ, Mercedes, Benz cùng BMWs, Lincoln. Triệu Quốc Đống có chút buồn cười, cậu ta đây không phải là thích xe mà là thích thương hiệu. Cậu thích Mercedes, Benz là loại nào? Lincoln có phải là loại ba cửa không? Đúng, chính là loại xe Lincoln này, xe dài, ngồi xuống nhất định rất thích. Tiêu Thiên Vũ trong trường cũng đọc một vài tạp chí xe hơi, các thương hiệu xe sang làm y si mê. Chỉ tiếng là không có cơ hội gặp. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng. Xem ra Tiêu Thiên Vũ này hơn phân nửa là hay xem tạp chí xe hơi mà thích. Mẫu Đan, cô phải bảo Thiên Vũ học chăm vào. Tranh thủ ngày sau được đi xe Lincoln ba khoang. Triệu Quốc Đống trêu chọc nói. Chẳng qua xe Lincoln này có yêu cầu khá cao. Đừng nói là Ninh Lăng, chỉ sợ ở Ando cũng không có mấy đường thích hợp với nó. Triệu ca, xe này của anh rất được, xe Việt dã loại mới nhất của Toyota. Nghe bạn học em nói ở Ninh Lăng không có mấy chiếc. Hoa Lâm có nhiều tiền như vậy mà mua xe này sao? Tiêu Thiên Vũ cẩn thận nhấp một ngụm rượu. Rượu VSOP không dễ uống, nhưng lại coi như là loại kiểu mẫu. Rượu này khó uống quá. Chủ tịch Triệu, Thiên Vũ, rượu này có phải có vấn đề không? Tiêu Mẫu Đan có phải có vấn đề không? Chị không biết đừng nói linh tinh, rượu Tây đều có mùi này. Tiêu Thiên Vũ hơi mất mặt, chị mình đúng là. Ha ha, Mẫu Đan, đây là do cô không quen, quen thì sẽ tốt hơn. Lúc đầu tôi mới uống cũng khó, lâu dần thì quen. Triệu Quốc Đống bỏ thêm viên đá vào chén cho Tiêu Mẫu Đan mà nói. Thêm đá vào uống dễ hơn. Ồ, xe ai đây? Đẹp quá. Không phải xe Ninh Lăng, là xe bên ngoài, từ biển là biết ngay. Ôi, loại này mới có mà, nhìn xe cũng biết là xe mới. Một loạt âm thanh ồn ào vang lên, Triệu Quốc Đống nhìn xuống thì thấy một đám sinh viên đang đi lên. Ông chủ, trên tầng còn bàn không? Sao lại không còn? Chiều có mấy ai uống đâu. Trần Phong, nếu không bao cả tầng 2 đi. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 19 của Lục Nhị, có người ngoài sẽ không tiện. Không cần, bảo người trên tầng 2 rời đi là được. Bảo Xuân Hành, ông nói người ta đi.
người ta cũng bỏ tiền ra cơ mà. Hừ, Hồ Diễm, ông có tin không? Tôi làm được đó. Sau đó có 5-6 nam nữ đi lên. Ồ, đúng là có người, Bảo Xuân Hành, xem ông đó. Triệu Quốc Đống nhíu mày, lại là sinh viên. Chẳng lẽ nói sinh viên bây giờ tiêu xài nhiều như vậy sao? Ồ, Lục Nhị. Tiêu Thiên Vũ, sao bạn cũng ở đây? Cô gái đứng giữa khá đẹp kinh ngạc nói. Mà Tiêu Thiên Vũ cũng rất kích động đứng lên đi tới. Thằng này là ai? Là bạn cùng lớp bọn tôi, Tiêu Thiên Vũ, trông đẹp trai đó chứ. Một cô gái cười hì hì nói. Tiêu Thiên Vũ, sao ông biết chúng tôi muốn mừng sinh nhật Lục Nhị ở đây? Hôm nay là sinh nhật Lục Nhị. Tiêu Thiên Vũ kinh ngạc nói. Hắn nhìn cô gái có chút mất tự nhiên gật đầu nói. Ừ, mình vốn không định nói cho bọn họ, đều do hiểu đồng nhiều chuyện, bọn họ cứ đòi đến đây chúc mừng mình. Tiêu Thiên Vũ nhìn vào tên thanh niên đang ôm chiếc bánh mừng sinh nhật lớn, đường kính phải hơn 80cm, làm chiếc bánh này ít nhất cũng trên 100 tệ. Thấy Tiêu Thiên Vũ mặt mày hơi cứng lại, cô gái có lẽ thấy không ổn nên vội vàng nói. Thiên Vũ, hay là chúng ta cùng chúc mừng? Lục Nhị, sao không giới thiệu một chút, đây là bạn học của em sao? Thanh niên ôm chiếc bánh có chút khinh thường nhìn bộ quần áo bình thường của Tiêu Thiên Vũ. Đây là biến hóa cùng lớp em, Tiêu Thiên Vũ. Cô gái có chút lo lắng nhìn thanh niên kia. Thiên Vũ, đây là Bảo Xuân Hành, học năm ba trường ta. Tiêu Thiên Vũ hơi tái mặt, y sớm biết không chỉ có Trần Phong cùng lớp theo đuổi Lục Nhị, nghe nói vài tên con nhà giàu có ở năm ba cũng theo đuổi Lục Nhị. Trần Phong rất có tiền, nghe nói trong nhà có vài xe tải chở hàng, điều này đã làm hắn cảm thấy áp lực. Lục Nhị, bạn thật sự thích cách chúc mừng như vậy sao? Tiêu Thiên Vũ cố nhịn cơn tức giận trong lòng mà nói. Trước mặt Lục Nhị thì dù tức đến đâu hắn cũng không dám phát tác. Thiên Vũ, bọn họ chỉ là chúc mừng mà thôi, đều là bạn học mà. Lục Nhị cẩn thận nhìn mấy người rồi nói. Tiêu Thiên Vũ không nói gì mà lặng lẽ đứng đó. Triệu Quốc Đống đứng xa xa nhìn thì thấy đáng thương cho kẻ thất bại trước quyền, tiền. Lục Nhị kia tất nhiên có một đoạn tình cảm với Tiêu Thiên Vũ, có lẽ đang khá thân thiết nhưng tên ôm bánh và một tên nhét tay trong túi quần kia nhất định là kẻ có tiền. Tiêu Mẫu Đan cũng thấy rõ cảnh này, nhưng cô chỉ có thể bất lực nhìn, không dám nói gì. Lục Nhị cuối cùng đã cùng mấy bạn học đi sang chỗ khác, thi thoảng nhìn Tiêu Thiên Vũ với đầy vẻ áy náy. Cậu tên Tiêu Thiên Vũ, xem ra cậu cũng muốn theo đuổi Lục Nhị. Tên thanh niên nhét tay vào túi quần khinh thường nói. Tôi đã sớm nghe nói có một thằng theo đuổi Lục Nhị, là cậu hả? Cậu cảm thấy viết vài bài thơ, được đăng trên báo trường là giỏi sao? Tiêu Thiên Vũ mặt xanh mét lại, hai tay nắm chặt, cả người run lên. Mày chẳng qua chỉ là một tên hướng nghiệp ở Hoa Lâm điều lên, tốt nghiệp là về nông thôn ở Hoa Lâm dạy học, chẳng lẽ nói mày cảm thấy Lục Nhị sẽ cùng mày tới Hoa Lâm sống cả đời? Thằng thanh niên châm biếm. Mày cả đời chịu khổ ở núi thì cũng không lên kéo người khác chứ? Tiêu Thiên Vũ căm tức nói. Anh cho rằng nhà mình có quyền, có thế là muốn làm gì cũng được sao? Nhà tao có quyền thế không phải lỗi của tao, tao cũng không làm gì mà, tao không bắt ép Lục Nhị. Tao và Trần Phong lớp mày là công bằng cạnh tranh, Lục Nhị chọn ai thì chưa xác định mà. Tao chỉ là nói với mày, không nên lãng phí thời gian, tiền bạc vào trò chơi này. Nghe nói mày nhịn ăn mà mua tặng Lục Nhị một đôi giày da. Không cần phải như vậy đâu. Trần Phong có thể bỏ ra vài trăm mua một đôi giày, màu được không? Tao có thể giúp Lục Nhị tốt nghiệp ở lại Ninh Lăng, tao có thể khiến phòng giáo dục Phong Đình thả Lục Nhị ra, mày làm được không? Tên thanh niên nói làm Tiêu Thiên Vũ bị đả kích mạnh. Y lo nhất là sau khi tốt nghiệp sẽ được phân công tới đâu thì không thể tự quyết định, sao có thể lo cho Lục Nhị? Ai không muốn ở lại Ninh Lăng cơ chứ? Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nhìn tên thanh niên kia. Tên thanh niên còn rất phong độ vỗ vỗ vai Tiêu Thiên Vũ rồi đi sang bàn khác. Nhìn Tiêu Thiên Vũ mặt mày tái mét về bàn, ngơ ngác nhìn chai rượu, sau đó giơ lên mà uống ửng ực. Tiểu Tam, em đừng uống vậy, không chịu được đâu. Tiêu Mẫu Đan giữ tay Tiêu Thiên Vũ lại mà nói. Cút, chị đừng lo cho tôi. Triệu Quốc Đống không ngờ Tiêu Thiên Vũ lại vô dụng như vậy. Bị đả kích mà dùng rượu để phát tiết, mượn rượu quên sầu. Còn lạnh lùng nói với chị gái như vậy. Triệu Quốc Đống thầm khinh bỉ nhưng thấy Tiêu Mẫu Đan tái mặt sắp khóc nên không đành lòng mà giữ tay Tiêu Mẫu Đan lại. Mẫu Đan, cô đừng để ý tới cậu ta. Loại người không chịu nổi đả kích thì bị người ta đá là phải.
nếu tôi là cô gái kia cũng không chọn cậu ta. Anh nói gì? Tiêu Thiên Vũ uống rượu đến độ mặt đỏ bừng. Tôi nói người như cậu không đáng để đồng tình, thoáng bị ngăn cản một chút là thành như vậy. Ngay cả chị gái cũng không quý trọng, chẳng lẽ nói một người phụ nữ sẽ làm cậu chết đi sống lại sao? Triệu Quốc Đống từ tốn nói. Vừa nãy người kia nói rất đúng, cạnh tranh là công khai, công bằng. Cậu ta cũng không ép cô gái kia, quyền lựa chọn là do chính cô gái đó. Chỉ cần cậu có thể có bản lĩnh như đối thủ, có chỗ dựa hơn đối thủ, có tiền hơn Trần Phong kia, vậy cô gái kia không phải ngoan ngoãn về bên cạnh cậu sao? Anh nói thì dễ, y là con nhà quyền quý, Trần Phong kia nhà có vài trăm ngàn, tôi lấy gì so sánh với bọn họ. Anh cũng nghe hắn nói đó, tôi đã cố gắng, bàn thơ, văn tôi viết được đăng lên báo, nhưng tiền nhuận bút chỉ có vài chục tệ. Tôi làm bài văn phát biểu đăng trên báo trường chỉ được vài câu khen ngợi, làm như vậy thì có lợi lộc gì, tất cả đều phí công. Tiêu Thiên Vũ mặt mày hung dữ gần như là quát lên với Triệu Quốc Đống. Vậy cậu dù tức giận nhưng cũng cam tâm tình nguyện để người khác cướp bạn gái trong tay mình đi sao? Triệu Quốc Đống không khỏi nhớ lại tình cảnh của mình. Đường Cần cũng là như vậy, mình lúc ấy có thật sự cố gắng hết mức không? Nếu như lúc đầu mình không hề giữ lại mà thể hiện ra, vậy Đường Cần có thể rời khỏi mình không? Nhất định không, Triệu Quốc Đống thầm trả lời chính mình, nhưng làm như vậy có ý nghĩa và giá trị gì không? Nếu như không có vậy Tiêu Thiên Vũ thật sự đoạt lại trái tim cô gái Lục Nhị kia thì có ý nghĩa gì? Vậy anh muốn tôi nên làm như thế nào? Tiêu Thiên Vũ đau đớn đấm vào ngực mình như một con khỉ. Nếu tôi có thể giúp cậu, cậu cảm thấy như thế nào? Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Anh giúp tôi như thế nào? Tiêu Thiên Vũ đột nhiên đứng bật dậy giống như lúc này y mới nhớ người đàn ông trước mặt là lãnh đạo từ tỉnh phái xuống, làm phó chủ tịch huyện Hoa Lâm. Triệu ca, anh có thể giúp em, có phải không? Anh có thể giúp em, anh nhất định có thể giúp em, phải không? Tôi có thể giúp cậu, tôi tin nếu mình giúp cậu thì Lục Nhị kia sẽ trở về bên cậu. Nhưng cậu cảm thấy Lục Nhị về bên mình có ý nghĩa gì không? Cậu và cô ta có tình yêu trong sáng không? Cậu có thể dễ dàng tha thứ cho sự phản bội của cô ấy không? Có lẽ cậu sẽ nói cô ấy cũng không làm gì. Cơ thể của Lục Nhị có lẽ không phản bội cậu, nhưng tình của cô ta thì sao? Trái tim của cô ta thì sao? Trái tim và tình cảm của cô ta đã bị dây bẩn, hơn nữa sự ô uế này vĩnh viễn không thể rửa sạch. Cậu có tin là một khi có cơ hội thì cô ta sẽ lại một lần nữa phản bội cậu không? Lời nói sắc bén của Triệu Quốc Đống làm cho những điều không muốn nghĩ tới của Tiêu Thiên Vũ đã xuất hiện, nó giống như vết thương vừa liền miệng lại vỡ ra, đau đớn đến độ Tiêu Thiên Vũ không thể thở nổi. Tiêu Thiên Vũ gần như muốn gào lên. Không, không, anh nói không đúng. Cô ấy không khuất phục bọn họ chỉ là muốn dụ dỗ cô ấy có thể kiên trì được. Cô ấy nói với tôi là cô ấy xem thường mấy thứ dung tục đó. Triệu ca, anh phải giúp tôi. Triệu Quốc Đống ngửa đầu thở dài một tiếng, mấy thứ dung tục thường lại có sức hấp dẫn và ăn mòn lớn nhất. Dù là đàn ông, phụ nữ một khi đã hưởng thụ thì khó có thể chống đỡ. Mà đối phó mấy thứ dung tục thì biện pháp đơn giản nhất là càng dung tục hơn. Được rồi, cậu tìm cơ hội nói với cô gái đó, chiếc xe dưới tầng là của tôi làm ở trên tỉnh, cậu là em vợ tôi. Sau khi cậu tốt nghiệp sẽ trực tiếp được điều lên một cơ quan nhà nước ở thành phố Ando. Cậu hỏi cô ta sau khi tốt nghiệp có muốn lên thành phố Ando hay không? Nếu cô ấy không tin, cậu có thể mang cô ta tới đây, tôi nói với cô ta. Nhưng tôi nhắc cậu, Tiêu Thiên Vũ, tất cả là hiện tượng bề ngoài, dùng cách này sẽ giúp cậu thằng, kéo được tình yêu thần thánh của cậu về, nhưng như vậy có đáng hay không, điều này cậu tự suy nghĩ. Triệu Quốc Đống lạnh lùng nói. Tôi không cần biết, tôi không thể mất Lục Nhị, chỉ cần cô ấy bây giờ không bị mấy tên kia mê hoặc. Cô ấy nhất định có thể trở lại với tôi, đi đến cuối cùng với tôi. Đi đến cuối cùng ư? Không đợi Tiêu Thiên Vũ nói xong, Triệu Quốc Đống lạnh lùng nói. Đã như vậy thì cậu sang đó đi, chú ý đừng ra vẻ buồn bã, chua xót đó, phải tỏ khí thế của đàn ông. Thua gì cũng được nhưng không được thua ở khí thế. Quyển 5, chương 39, sụp đổ. Thiên Vũ lắc đầu, hít sâu một hơi rồi từ từ đi sang bên kia. Tiêu Mẫu Đan có chút lo lắng nhìn theo Tiêu Thiên Vũ nhưng bị Triệu Quốc Đống xua tay chặn lại. Để cậu ta đi đi, mặc dù tôi không thích tình cảm của bọn họ, nhưng để cậu ta được an ủi một lát cũng được, tránh cho canh cánh trong lòng. Tiêu Mẫu Đan nghe ra vẻ châm chọc trong lời của Triệu Quốc Đống nên có chút xấu hổ nói. Chủ tịch Triệu,
Thiên Vũ chưa có kinh nghiệm ở việc này cho nên không thể bỏ được. Hừ, có phải mỗi người đều cần kinh nghiệm mới đối mặt được sự thật không? Triệu Quốc Đống khẽ lắc đầu. Em cô có lẽ phải bị thiệt thòi thì mới có thể hiểu được điều này. Triệu Quốc Đống vẫy vẫy bảo nhân viên phục vụ lấy thêm rượu. Hắn rót cho Tiêu Mẫu Đan rồi nói. Đừng lo, đối phương rất bình tĩnh, hơn nữa cũng không coi em cô vào đâu, bọn họ sẽ không làm gì đâu. Ngoài dự kiến của Triệu Quốc Đống là Tiêu Thiên Vũ rất nhanh kéo được cô gái kia về. Tiêu Thiên Vũ này đúng là giỏi, nhanh như vậy đã thuyết phục được cô gái. Chẳng lẽ cô gái tin dễ như vậy, hay là thật lòng thích Tiêu Thiên Vũ? Nhưng thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Tiêu Thiên Vũ, Triệu Quốc Đống biết mình đoán không đúng. Nghe Thiên Vũ nói anh muốn tìm em. Cô gái rất bình tĩnh và kinh ngạc làm Triệu Quốc Đống cảm thấy mình đã xem thường cô ta. Mẫu Đan, cô và Thiên Vũ sang chỗ khác ngồi, tôi muốn cùng cô Lục Nhị này nói chuyện. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Tiêu Mẫu Đan còn định nói gì nhưng đã bị Tiêu Thiên Vũ kéo đi. Cô là bạn học của Thiên Vũ, đều là sinh viên hướng nghiệp. Triệu Quốc Đống cười cười làm Lục Nhị có chút tò mò. Người đàn ông này nhìn qua chỉ hơn cô vài tuổi nhưng lại có một khí chất khác đám sinh viên, rất khó hình dung. Ừ, có lẽ là sự trầm ổn, chín chắn và cảm giác khống chế mọi thứ. Vâng, em nghe Thiên Vũ nói Triệu ca đến từ tỉnh thành. Triệu Quốc Đống không thể không thừa nhận trên người cô gái có một khí chất khá ưu nhã, thêm khuôn mặt quyến rũ nên trông khá hấp dẫn. Ừ, tôi công tác ở Sở Giao thông, bây giờ được phái xuống huyện Hoa Lâm công tác 3 năm. Triệu Quốc Đống nói. Triệu ca có gì cần nói với em không? Lục Nhị càng lúc càng tò mò với người đàn ông trước mặt. Đối phương dù từ hành động, lời nói đều tỏ thái độ tự nhiên, dễ gần, nhưng lại làm người ta khó có thể chống cự. Ừ, Thiên Vũ là em của bạn tôi, xin thứ tôi nói thẳng. Tôi muốn hỏi giữa cô và Thiên Vũ có thật là yêu nhau không? Hay chỉ là giữa hai bên có chút tình cảm, chưa đến mức yêu nhau? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Cô gái vô thức nhìn Tiêu Thiên Vũ ngồi ở phía xa xa và buồn bã nói. Em không phủ nhận giữa em và Thiên Vũ đã từng có chút tình cảm, nếu nói đó là tình yêu, em chỉ có thể nói ngọn lửa tình yêu của bọn em không có đủ không khí và nhiên liệu để đốt, không thể duy trì trong xã hội thực tế này. Triệu Quốc Đống gật đầu, cô gái này rất tỉnh táo, bình tĩnh, thông minh hơn Tiêu Thiên Vũ ngu ngốc kia nhiều. Cô cần không khí và nhiên liệu gì? Tôi thử xem mình có thể cung cấp giúp Tiêu Thiên Vũ không? Lục Nhị có chút kinh ngạc nhìn Triệu Quốc Đống, giống như hoang mang vì lời Triệu Quốc Đống nói. Nhưng nhìn ánh mắt của Triệu Quốc Đống, cô lại có chút do dự, mấp máy môi không biết trả lời như thế nào. Lục Nhị, cô không cần phải che giấu hoặc xấu hổ. Tiêu Thiên Vũ sẽ không biết chuyện chúng ta nói. Tôi tin cô có thể nhìn ra, cô bây giờ bảo cậu ta nhảy từ tầng 2 xuống, cậu ta cũng sẽ nhảy. Triệu Quốc Đống cười nói. Cậu ta yêu cô, mà cô cũng có chút tình cảm với cậu ta. Tôi chỉ muốn mình nỗ lực để hai người có kết quả tốt. Mà tất cả cậu ta sẽ không biết. Thấy cô gái nhíu mày, Triệu Quốc Đống nói thêm. Tôi cũng không yêu cầu kết quả gì, tình cảm là thứ nói rõ nhất, không ai có thể đảm bảo tình cảm không thay đổi. Cung cấp một chút không khí và nhiên liệu không có nghĩa khiến ngọn lửa tình yêu cháy mãi không thôi. Hoặc là nói bây giờ bốc cháy nhưng chỉ cần một cơn gió lớn là nó sẽ tắt mà, phải không? Triệu Quốc Đống nói như vậy làm Lục Nhị cười hì hì nói. Triệu ca, không ngờ anh lại nói triết lý như vậy. Nhà em ở Phong Đình, bố là giáo viên, Phong Đình là nơi như thế nào thì anh cũng biết, em không muốn về đó. Nhưng anh cũng biết em và Thiên Vũ đều là sinh viên hướng nghiệp, phải về. Em không muốn về đó, càng không muốn tới Hoa Lâm nghèo khó. Em nghĩ anh khác những người khác, có thể hiểu được khó xử trong lòng em. Tôi hiểu, cô muốn ở lại Ninh Lăng, nếu có thể thì tôi sẽ điều được cả cô và Thiên Vũ đến An Đô. Thấy Lục Nhị có vẻ không tin, Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Tôi biết cô cũng không tùy tiện tin người, cô xem như vậy có được không? Tôi chỉ hy vọng cô tiếp tục giữ việc qua lại với Thiên Vũ, về phần người khác cô cứ gặp, đó là tự do của cô. Tôi tin cô là cô gái thông minh nên hiểu lời tôi nói. Cô gái đỏ mặt rồi gật đầu nói. Cảm ơn Triệu ca đã nhắc nhở. Dù sau này em và Thiên Vũ tiến đến đâu thì em cũng cảm ơn Triệu ca đã làm vì bọn em. Được rồi. Tôi hy vọng thấy kết quả đáng mừng. Triệu Quốc Đống đứng dậy đưa tay ra. Có cơ hội có thể gặp mặt nói chuyện. Trong mắt cô gái hiện ra một tia vui vẻ. Cô gật đầu rồi xoay người rời đi. Thấy cô gái đã đi, Tiêu Thiên Vũ và Tiêu Mẫu Đan vội vàng về.
Tiêu Thiên Vũ nói. Triệu ca, sao rồi? Cô bé rất thông minh, tôi nói thì có lẽ cô ta nghe được một phần nhưng chưa chắc đã tin hết. Chẳng qua tôi nói chắc cô ta cũng động tâm, cô ta không chính thức từ chối cậu. Về phần sau này cô ta làm gì thì còn phải dựa vào cậu. Tôi cho cô ta một hy vọng, cũng là cho cậu một cơ hội. Triệu Quốc Đống nói như vậy làm Tiêu Thiên Vũ không nghe ra có gì không đúng, chỉ cần Lục Nhị có thể cho y một cơ hội, Tiêu Thiên Vũ tin mình đánh bại được hai thằng kia. Y lo nhất là mình không thể cùng công khai cạnh tranh với đối thủ. Mà bây giờ Triệu Quốc Đống cho y bậc thang rồi cơ mà. Vậy em bây giờ? Tiêu Thiên Vũ có chút buồn bực vì không biết mình nên làm gì. Triệu Quốc Đống thầm than đầu óc của Lục Nhị và Tiêu Thiên Vũ ở cấp độ khác nhau. Hơn nữa Lục Nhị suy nghĩ chín chắn hơn tuổi nhiều. Đừng nói là Tiêu Thiên Vũ, theo Triệu Quốc Đống thấy thì dù là Bảo Xuân Hành và Trần Phong kia cũng đều là do cô đùa giỡn. Nhưng mình có thể làm gì? Mọi người có lựa chọn khác nhau mà. Giống như lúc trước hắn chấp nhận bỏ Đường Cẩn, mà Tiêu Thiên Vũ lại lựa chọn tiếp tục. Là cố chấp hay ngu xuẩn thì bây giờ vẫn không thể kết luận. Đây là 1.000, coi như chỉ cậu vay tôi thấy cậu bây giờ cũng khá cần. Hôm nay là sinh nhật Lục Nhị kia, cậu phải thể hiện một chút. Con gái đều thích quà và lời ngon ngọt, tự cậu tính. Triệu Quốc Đống đưa tiền cho Tiêu Thiên Vũ, ngay cả hắn cũng không biết mình làm như vậy là giúp hay là hại Tiêu Thiên Vũ. Chẳng qua hắn nghĩ đánh bại Bảo Xuân Hành và Trần Phong kia và đạt thắng lợi thì dù dùng lực lượng gì cũng nên cho Tiêu Thiên Vũ đi thử. Triệu Quốc Đống rất hy vọng thấy kết quả cuối cùng. Thấy Tiêu Thiên Vũ vui vẻ đi sang chỗ khác, Tiêu Mẫu Đan cảm thấy rất buồn bực và khó hiểu. Chỉ trong một buổi chiều mà cô đã phát hiện em trai mình đã thay đổi thành người khác. Tình yêu có lẽ đã thay đổi tất cả, tự trọng, tự tin đều vứt ra sau. Quyển 5, chương 40, thị sát. Thái Chánh Dương gọi tới nói với Triệu Quốc Đống là tối mình có thể gặp Kỳ Dư Hồng nên kế hoạch gặp Triệu Quốc Đống không thực hiện được. Triệu Quốc Đống ăn tối xong liền lái xe về Hoa Lâm. Vì tiết kiệm tiền xe nên Tiêu Mẫu Đan thành hành khách duy nhất. Triệu Quốc Đống vẫn đang suy nghĩ việc hôm nay mình làm, Tiêu Thiên Vũ chết sống thì kệ nó, chuyện này diễn ra thường xuyên trong trường học. Trước mặt tiền, quyền thì tình yêu đáng là gì? Ngay cả tình yêu giữa hắn và Đường Cẩn còn bị yếu tố bên ngoài làm lạnh nhạt. Huống chi là Tiêu Thiên Vũ và Lục Nhị, đây chính là lâu đài xây bằng cát. Nhưng Triệu Quốc Đống vẫn chọn nhúng tay vào. Hắn muốn xem sau khi mình cung cấp ủng hộ về tài chính và quyền cho Tiêu Thiên Vũ có thể tìm được tình yêu không? Hắn thậm chí còn có suy nghĩ xấu xa là lúc quan trọng nhất sẽ tới thử thách tình yêu và tình người. Chủ tịch Triệu, ngài nói em của em và cô gái kia có hy vọng không? Tiêu Mẫu Đan từ lúc lên xe vẫn im lặng, hơn 2 tiếng trôi qua. Gần vào địa phận Hoa Lâm thì cô mới sợ sệt nói. Mẫu Đan, mọi người có đường đi của mình, cô không thể lo cho em trai cả đời. Chuyện giữa Tiêu Mẫu Đan và Lục Nhị thì không ai quyết định được, chỉ do chính bọn họ. Tôi chỉ giúp Tiêu Thiên Vũ một chút, nhưng chỉ có thể như vậy, kết quả chính thức phải dựa vào bọn họ. Triệu Quốc Đống nhìn Tiêu Mẫu Đan bây giờ mà có chút buồn cười. Không biết em nghĩ như thế nào nữa, cứ muốn ở thành phố là sao, huyện có gì không tốt chứ? Tiêu Mẫu Đan lắc đầu nói. Điện, tivi, điện thoại, còn có cả ga, còn có nước sạch, nó nếu có thể phân về huyện thì mỗi tháng sẽ có tiền lương cố định, làm giáo viên còn được nghỉ đông, tốt biết mấy. Triệu Quốc Đống không nói gì, mỗi người có cảm nhận khác nhau về hạnh phúc của Bill Gates và một tên ăn mày có gì khác nhau. Barack Obama và dân tị nạn ở khu chiến sự có cảm nhận hạnh phúc giống không? Không, hoàn toàn không thể. Hoàn cảnh sống khiến quan niệm người ta khác nhau. Xe tiến vào nhà khách huyện ủy thì đã hơn 10 giờ tối. Cửa nhà khách lúc hơn 10 giờ sẽ đóng, Triệu Quốc Đống vừa vặn về kịp. Thường Quế Phân nhìn qua cửa sổ thấy xe của Chủ tịch Triệu dừng trong bãi đỗ xe, ánh đèn sáng choang đã được tắt. Nhưng từ trong bóng tối lại có Mẫu Đan đi ra, điều này làm Thường Quế Phân rất kinh ngạc. Sao muộn như vậy mà Mẫu Đan lại chui ra từ xe của Chủ tịch Triệu? Vô số câu hỏi xuất hiện trong đầu Thường Quế Phân, một cảm giác không nói thành lời làm Thường Quế Phân lén trốn vào sau cửa sổ quan sát. Theo Mẫu Đan đi ra, Chủ tịch Triệu cũng đi ra, nhưng hình như lại về xe, hình như Chủ tịch Triệu có gì đó không tiện. Đều nói đàn ông sau khi làm cái kia sẽ có chút không tiện, chẳng lẽ là Mẫu Đan và Chủ tịch Triệu. Thường Quế Phân nghe tiếng bước chân ở hành lang liền vội vàng nằm lên giường giả vờ xem tivi. Ồ, Quế Phân, chị xem kênh này sao? Quảng cáo có gì hay mà xem. Mẫu Đan đẩy cửa vào và kinh ngạc nói. Hả, mới có quảng cáo,
chị chưa kịp đổi kênh. Thường Quế Phân vội vàng ấn sang kênh khác. Mẫu Đan, sao muộn như vậy mới về? Em đi thăm em trai nên ngồi lâu một chút. Mẫu Đan không muốn nói chuyện hôm nay, nhưng không ngờ câu này càng làm Thường Quế Phân thêm nghi ngờ. Em trai em vẫn ổn chứ? Thường Quế Phân nói. Vẫn được à? Mẫu Đan không hề thấy Thường Quế Phân có gì lạ nên nói. Hôm nay ngồi xe nhiều nên em đi tắm trước đây. Chị Quế Phân, chị mang nước nóng sang cho Chủ tịch Triệu. Chị biết rồi. Thường Quế Phân bĩu môi, còn giả vờ trước mặt mình, không chừng bị Chủ tịch Triệu phá trinh nên mới phải đi tắm. Triệu Quốc Đống có chút mệt mỏi ngồi trên giường chừng 10 phút ISS tỉnh táo lại. Mai Thái Chánh Dương và Hầu Tuyết Phong sẽ xuống Hoa Lâm kiểm tra hệ thống giao thông. Thưa các vị lãnh đạo, từ núi Kinh Bồng Tân Châu tới Hoa Lâm, tàu tập, Ninh Lăng chỉ có 184 km. Nhưng bây giờ từ Tân Châu tới Ninh Lăng mà đi đường thủy sẽ dài 260 km. Đi đường bộ lại vòng qua Vĩnh Lương thì mất 286 km. Hoàng Thiết Thần nói, đi bên này có thể tiết kiệm 100 km, hơn nữa trên đường có thể thông 5 quận, huyện Ninh Lăng, Hoa Lâm, Bồng Sơn, Tào Tập, Tân Châu. Tào Tập là huyện sản xuất trọng điểm của Ninh Lăng chúng tôi, cũng là huyện lớn về sản lượng nông nghiệp, cây tinh dầu. Hoa Lâm chúng tôi có phong cảnh tuyệt đẹp, suối nước nóng, suối lạnh, rừng nguyên sinh, chùa miếu nổi tiếng, trà đen. Phong cảnh có thể không kém gì Hoàng Sơn, Bồng Sơn. Nếu con đường này làm tốt thì từ Tân Châu đến Ninh Lăng chỉ mất có 3 tiếng, rất nhiều hàng hóa có thể dễ dàng đưa ra ngoài. Mà đi qua Vĩnh Lương ít nhất mất trên 5 tiếng, thời gian gần gấp đôi. Triệu Quốc Đống phát hiện mình bây giờ càng lúc càng giỏi nói chuyện với lãnh đạo. Ha ha, thị trưởng Mạch, phó thị trưởng Hàn, bí thư Châu, chủ tịch La, xem ra phó chủ tịch Triệu và trưởng phòng Hoàng cố ý muốn hại sở giao thông chúng tôi. Bọn họ nói như vậy, nếu con đường này không được làm thì sở giao thông chúng tôi không phải tội nhân của lịch sử sao? Kinh tế mấy huyện không phát triển được sẽ do chúng tôi bị tiếng xấu. Thái Chánh Dương vừa cười vừa nói. Chẳng qua phó chủ tịch Triệu, trưởng phòng Hoàng, cơm phải ăn từng miếng, hệ thống giao thông Ninh Lăng vốn lạc hậu, muốn một lần là xong là không thể. Trên tỉnh sẽ nhất định giúp Ninh Lăng cải thiện vấn đề giao thông, nhưng cần một quá trình. Thị trưởng Mạch, phó thị trưởng Hàn nói có đúng không? Nơi càng khó khăn thì tỉnh sẽ càng hỗ trợ, chính sách cũng sẽ nghiêng về nơi đó. Nếu không Hoa Lâm chúng tôi càng bị các khu vực phát triển bỏ xa hơn. Giám đốc Thái, ngài biết giao thông có tầm quan trọng như thế nào với phát triển kinh tế mà, nếu không kịp tiến bước thì sẽ bị bên ngoài bỏ quên. Triệu Quốc Đống nói. Giám đốc Thái, Tiểu Triệu nói đúng. Cậu ta là người từ sở giao thông đi ra, cảm thấy lo lắng vì hệ thống giao thông xuống cấp của Ninh Lăng chúng tôi. Hoa Lâm cùng Thương Hóa đi trong chiều nay là hai huyện có kinh tế chậm phát triển nhất thị xã Ninh Lăng, mà giao thông chính là ngăn cản sự phát triển của bọn họ. Dân chúng khát vọng cải thiện hệ thống giao thông đã vài chục năm, tôi là thị trưởng mà cũng thấy thẹn với bọn họ. Mạch Gia Huy nói, thị trưởng Mạch, mong các vị hiểu nỗi khó xử của chúng tôi. Bây giờ Thiên Châu, Thông Thành, Ninh Lăng đều đưa ra yêu cầu cải thiện hệ thống giao thông, cung cấp hoàn cảnh thuận lợi cho phát triển kinh tế, tài chính cần rất nhiều. Thái Chánh Dương suy nghĩ một chút rồi nói. Chẳng qua con đường này đúng là có khả năng phát triển, nhất là có tác dụng lớn thúc đẩy kinh tế hai bên đường. Sở về nguyên tắc đã thông qua việc hỗ trợ tài chính cho đường từ Tân Bình đến thị trấn Thành Quan, về phần từ thị trấn Thành Quan tới Hà Khẩu dài 35 km, muốn làm theo tiêu chuẩn quốc lộ cấp 2 thì với tình hình tài chính hiện nay của sở là không thể thực hiện, mọi người bỏ qua cho. Mạch Gia Huy và Hầu Tuyết Phong vốn không hy vọng sở giao thông có thể ủng hộ quá nhiều tài chính cho Ninh Lăng. Dù sao cả tỉnh có 13 thành phố, thị xã đều mong vào khoản tiền này. Mà hệ thống giao thông Thiên Châu còn kém hơn Ninh Lăng. Dù Triệu Quốc Đống từ sở giao thông đi ra thì kiếm được 2, 3 triệu đã là tốt. Bây giờ đường Tân Hoa làm theo tiêu chuẩn quốc lộ cấp 2 thì cần gần chục triệu. Ngoài tiền thị xã và huyện bỏ ra thì sở giao thông cũng phải gánh vác 6 triệu. Điều này làm Mạch Gia Huy và Hầu Tuyết Phong đánh giá khá cao tầm ảnh hưởng của Triệu Quốc Đống ở sở giao thông. Hơn nữa bữa ăn hôm trước Thái Chánh Dương còn gọi Triệu Quốc Đống sang ngồi cùng bàn mình, điều này có vấn đề gì thì mọi người đều rõ. Đây là sở giao thông coi trọng bồi dưỡng Triệu Quốc Đống, điều tới Ninh Lăng là có ý đồ. Không chừng lời đồn một lãnh đạo tỉnh ủy nào đó chú ý tới Triệu Quốc Đống là thật. Cảm ơn Giám đốc Thái đã ủng hộ. Dân chúng Hoa Lâm và Ninh Lăng sẽ không quên sự quan tâm của sở giao thông đối với chúng tôi. Lão Châu, chưa bố trí ở đâu, chiều nay Giám đốc Thái còn phải tới Thương Hóa.
Mạch Gia Huy vội vàng nói, có thể kiếm được 6 triệu là tốt lắm rồi. Mặc dù nói sở giao thông sẽ giám sát nghiêm ngặt khoản tiền này, cục giao thông thành phố muốn chia chén canh cũng khó. Nhưng dù sao cũng dùng cho Hoa Lâm, ít nhất năm sau có thể giảm bớt tiền dành cho Hoa Lâm. Thị trưởng, huyện đã bố trí ăn đồ chay ở Kỳ Lân Quan, uống rượu hoa quả đặc sản của Hoa Lâm chúng tôi, đảm bảo lãnh đạo hài lòng. Quyển 5, chương 41, Ám Phong. Đi cùng đám người Thái Chánh Dương, Mạch Gia Huy, vẻ mặt của Châu Trì Trường và La Đại Hải đều khá tốt. Nghĩ tới con đường Tân Hoa này coi như được quyết định xây dựng, nó còn được làm thành đường quốc lộ cấp 2. Nghĩ tới từ Tân Bình đến huyện thành có lẽ chỉ mất 20 phút, dân chúng hai bên không ngừng khen ngợi. Có lẽ còn có tấm bia kỷ niệm, cảm giác này làm người ta rất vui mừng. Dù là Châu Trì Trường biết mình nhanh chóng được điều đi nhưng khi về thị xã vẫn có người khen ngợi mà. Quốc Đống, nếu giám đốc Thái và thị trưởng Mạch đã tỏ thái độ khi ăn cơm, bản đồ thiết kế thi công cũng sớm có. Tính tích cực chính quyền bên dưới rất cao, đơn vị thi công về cơ bản đã được xây dựng, chúng ta cần chọn ngày đẹp để khởi công. Châu Trì Trường vừa đi vừa nói. Giám đốc Thái nói đúng, cậu muốn làm con đường Hà Hoa, Hà Khẩu tới huyện thành là tốt. Nhưng tính ra cả con đường này ít nhất hơn 10 triệu, chúng ta không thể quá tham lam. Ha ha, Bí Thư Châu, trẻ khóc mới có sữa ăn. Anh không mở miệng lớn một chút có lẽ tài chính cho Hoa Lâm chỉ có từng đó. Bây giờ Sở Giao thông mặc dù từ chối suy nghĩ làm đường Hà Hoa, nhưng ở đường Tân Hoa lại không tiện khấu trừ nhiều mà. Triệu Quốc Đống cười nói. Tài chính của Sở Giao thông cho Thiên Châu cũng là cấp cho Thông Thành cũng là cấp cho Hoa Lâm chúng ta cũng là cấp mà. Chủ yếu xem thần thông của nhau mà thôi. Bí Thư Châu, Chủ tịch Triệu nói đúng. Mặc kệ Sở Giao thông suy nghĩ như thế nào, chúng ta cứ làm như vậy đi, cần kêu phải kêu, dù thêm một đồng cũng giảm chút áp lực tài chính cho Hoa Lâm mà. Bây giờ Lão Liêu đã không chịu được, giáo viên hàng tháng phải trả lương, lương cán bộ cũng không tiện kéo quá lâu. Năm nay hơi đen, có một đồng chí về hưu bị ung thư, phải lên tỉnh chữa trị. Bệnh này không để người ta đi là không được. Làm cho anh ta đi thì cần tiền, vừa há mồm là 1-20 ngàn, vài lần là một khoản dự tính hồi đầu năm của chúng ta coi như bay, còn phải mong các đồng chí về hưu khác không xảy ra chuyện. Nếu thêm 1-2 đồng chí thì đúng là kêu trời. La Đại Hải nói, Liêu Vĩnh Trung cũng cảm thấy chức phó chủ tịch thường trực không dễ làm. Chức này khác với các phó chủ tịch huyện khác, nghe thì oai nhưng đối với Liêu Vĩnh Trung đã hơn 50 thì chức phó chủ tịch thường trực không có sức hấp dẫn quá lớn. Nhất là Hoa Lâm lại có tài chính khó khăn, y đúng là rất mệt. Châu Trì Trường nhíu mày không nói gì. Tài chính Hoa Lâm vốn khó khăn, cả Ninh Lăng không chỉ có riêng Hoa Lâm, các huyện khác như Thương Hóa, Phong Đình, Khuê Dương, Thổ Thành, Vân Lĩnh đều khó khăn mà. Ngoài quận Ninh Lăng và huyện Tào Tập tốt hơn chút, 6 huyện còn lại đều rất khó khăn. Hàng năm huyện nào cũng nói phải phát triển công nghiệp, buôn bán, cây nông nghiệp đặc sản. Nhưng đều là nói giỏi, làm kém. Đúng như Triệu Quốc Đống nói, người ta dựa vào cái gì mà tới đây xây dựng công ty, anh có thể mang chỗ tốt gì cho bọn họ. Tài nguyên không có, phương diện trụ cột không, nhà kinh doanh không phải làm từ thiện, bọn họ không có nghĩa vụ ném tiền vào hang sâu này. Làm thế nào để phát triển công thương nghiệp, làm thế nào tăng tài chính? Theo lý thuyết là cải thiện hoàn cảnh đầu tư, tăng hiệu suất hành chính, tạo không khí thân thiện, có lợi cho nhà đầu tư. Nhưng khi làm thì ai cũng tròn mắt. 2 năm trước việc thu hút đầu tư được đẩy mạnh, nhưng ra ngoài vài chuyến tiêu không ít tiền mà chẳng có công ty nào vào. Tài chính hàng năm tăng lên ít một cách đáng thương. Châu Trì Trường nhìn La Đại Hải, tên này xem ra cũng chịu sức ép rất lớn. Không có Điền Ngọc, Liêu Vĩnh Trung không phải đại tướng tiên phong, đối phương làm chủ tịch huyện cũng không vui vẻ gì. Tài chính của Hoa Lâm rất khó khăn, hàng năm cứ như vậy sẽ không phải biện pháp. Chúng ta phải nghĩ cách thu hút đầu tư để tăng nguồn thu thuế mới được. Tôi nghe nói một nhà máy sản xuất thức ăn gia súc đang tiếp xúc với sở chăn nuôi gia súc tỉnh, chuẩn bị tới tỉnh ta nuôi trâu thịt. Nhà máy này rất có quy mô ở phía Bắc, không biết chúng ta có thể liên lạc một chút không, xem bọn họ có hứng thú tới Hoa Lâm ta không? Triệu Quốc Đống nói. Ồ, Chủ tịch Triệu, cậu phụ trách mảng thu hút đầu tư, đây là thuộc phạm vi chức quyền của cậu. Cậu có thể thử xem, cần gì thì huyện toàn lực ủng hộ. Châu Trì Trường nói. Tôi cũng dự định nhưng bây giờ con đường này chưa được xác nhận, tôi không dám chạy. Thứ nhất là không yên tâm, thứ hai nếu đối phương thật sự muốn tới Hoa Lâm phát triển thì khi đường bắt đầu khởi công thì tôi nói chuyện cũng dễ hơn. Triệu Quốc Đống gật đầu nói, Châu Trì Trường này đứng nói chuyện đúng là không đau lưng,
câu đầu tiên đã ném nhiệm vụ lên vai mình. Tiểu Triệu, cần tiêu tiền phải tiêu, ra ngoài làm việc kiểu gì cũng phải dùng tiền. Chỉ cần là vì việc công thì huyện khó khăn hơn nữa cũng giải quyết giúp cậu. La Đại Hải nói, cậu phụ trách mảng này nghe thì oai nhưng huyện ta đúng là không có hiệu quả gì về thu hút đầu tư. Nhưng đúng như cậu nói, Hoa Lâm nếu muốn phát triển thì chỉ có thể phát triển các công ty. Chỉ dựa vào nông nghiệp thì khó có thể phát triển nhanh được. Châu Trì Trường cũng hiểu lời mình vừa nói là hơi quá, mà La Đại Hải nói lại khá đẹp. Nếu như là người khác có lẽ không vì lời mình mà động tâm. Nhưng Triệu Quốc Đống còn trẻ, hai bên so sánh thì khó nói sẽ suy nghĩ. Quốc Đống, lão La nói đúng, có khó khăn gì thì cứ nói, người không đủ thì cậu có thể điều động ở các phòng ban chuyên môn. Nếu là hạng mục của sở chăn nuôi gia súc thì cậu có thể lấy người từ phòng chăn nuôi gia súc, chiêu thương, kế hoạch đầu tư đi cùng, việc bình thường có thể giao cho bọn họ, đừng có việc gì cũng phải tự làm. Ha ha, cảm ơn hai vị lãnh đạo quan tâm, cần lấy người tôi sẽ không khách khí, nếu như có vị trưởng phòng nào không vui thì hai vị lãnh đạo phải ủng hộ tôi đó. Triệu Quốc Đống cười nói, hắn nói là có ý đồ, trưởng phòng kế hoạch Mạc Tuệ Cường là đồng chí nhiều năm kinh nghiệm, cũng khá kiêu căng như Ngưu Đức Phát trước đây, hơn nữa quan hệ với Ngưu Đức Phát khá tốt. Nghe nói sau khi Ngưu Đức Phát bị điều khỏi phòng giao thông thì hai tên này thường xuyên ăn cơm, hơn nữa còn nói cái gì tiểu nhân đắc chí. Hừ, nếu ai chống đối thì bảo kẻ đó tìm tôi. Châu Trì Trường lạnh nhạt nói. Mình không làm việc còn không để người khác làm sao, huyện ủy sẽ hủy tư cách làm việc của y. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng không nói gì. Hắn không biết Châu Trì Trường có nghe ra ý trong lời mình không. Quan hệ giữa Mạc Tuệ Cường với Phương Trì Quốc khá thân thiết. Ngưu Đức Phát chẳng qua chỉ làm chiến hữu với Phương Trì Quốc một năm là ra, nhưng Mạc Tuệ Cường và Phương Trì Quốc lại cùng đội đến tận khi xuất ngũ. Mà Châu Trì Trường lại có quan hệ mật thiết với Phương Trì Quốc. Ngày 22 tháng 5, quốc lộ Tân Hoa chính thức khởi công bằng cách chia làm 3 đoạn, kế hoạch làm xong trong 10 tháng. Sau khi lễ khởi công kết thúc, Triệu Quốc Đống hoàn toàn giao công việc cho Hoàng Thiết Thần làm vì khá yên tâm. Nhất là việc xử lý cạnh tranh của 3 công ty xây dựng trên thị xã, Hoàng Thiết Thần làm rất tốt. Vừa trấn an được 2 công ty có lai lịch, lại coi như áp chế được công ty nhận thầu. Trong hội nghị của Tổ Chỉ huy xây dựng giao thông, Hoàng Thiết Thần đã mời Ủy ban Kỷ luật huyện phái nhân viên tham gia giám sát tài chính và chất lượng công trình. Chiêu này rất được Triệu Quốc Đống ủng hộ. Ủy ban Kỷ luật huyện vì vậy phái ra 2 người thường trú ở các công trình, phụ trách giám sát khiến 3 công ty nhận thi công vừa bực vừa hận. 2 đồng chí lão thành của Ủy ban Kỷ luật dầu mỡ không vào làm 3 công ty xây dựng rất đau đầu. Nhất là thường xuyên đại biểu Tổ Chỉ huy công trình đến kiểm tra tài liệu, thúc tiến độ thi công khiến 3 công ty thấy áp lực. Quyển 5, chương 42, dụ dỗ. Triệu Quốc Đống cười cười nhìn 2 người đàn ông trước mặt. Chủ tịch Triệu, sao dám phiền ngài đó chứ? Đây là việc chúng tôi nên làm mà. Lão Bồ, anh nói có đúng không? Người đàn ông béo ra vẻ sợ sệt, chẳng qua Triệu Quốc Đống biết đây là hiện tượng bề ngoài mà thôi. 2 người đàn ông này có lai lịch không nhỏ. Lần này công ty bọn họ không nhận thầu được quốc lộ Tân Hoa nên rất khó chịu. Nếu không phải Hoàng Thiết Thần khéo lừa thì đúng là không tiện đuổi 2 công ty này đi. Đúng thế, dù như thế nào thì Chủ tịch Triệu cũng là cha mẹ cung cấp áo cơm cho chúng ta. Nếu như nói ngài mở miệng ở quốc lộ Tân Hoa thì chắc trưởng phòng Hoàng đã cho chúng tôi cơ hội. Lão Bồ nói. Ha ha, hai ông anh đừng hại thằng em như vậy. Chuyện quốc lộ Tân Hoa thì thằng em bây giờ không muốn nhiều lời, tin rằng hai ông anh có tin tức nhạy bén trong ngành này, trong này có vấn đề gì thì hiểu mà. Triệu Quốc Đống cười nói. Trưởng phòng Hoàng lúc trước đã nói với hai anh quốc lộ Tân Hoa chỉ là bước đầu tiên của Hoa Lâm. Sang năm và năm sau nữa sẽ là những năm làm quốc lộ chưa từng có trong lịch sử Hoa Lâm. Huyện đã có kế hoạch, tiến hành hoàn thiện đường quốc lộ liên huyện trong 3 năm. 2 người kia nhìn nhau mà cười cười. Bọn họ cười về cách nói chuyện của Triệu Quốc Đống. Xây dựng quốc lộ mới là bước đầu, lời nói thì ai chẳng có thể nói được. Xem ra hai ông anh không tin tôi. Đúng thế, bây giờ Hoa Lâm bỏ ra 10 triệu để làm đường Hà Hoa là không thực tế. Tài chính Hoa Lâm sao gánh chịu được nhiều như vậy? Chẳng qua tôi cũng không hy vọng lấy tài chính từ Hoa Lâm, nó giống như đường Tân Hoa vậy. Triệu Quốc Đống nói như vậy làm 2 người kia phải chú tâm. Đường Hà Hoa nhất định sẽ làm chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Thời gian trước Giám đốc Thái Sở Giao thông đến thì 2 vị cũng biết. Giám đốc Thái mặc dù không đồng ý năm nay khởi công đường Hà Khẩu, nhưng không nói năm sau không làm mà. Ý của tôi là cùng với sang năm làm,
không bằng năm nay. Chủ tịch Triệu, xin thứ tôi nói thẳng, nếu anh định làm đường Hà Hoa năm nay thì tài chính từ đâu? Đây không phải con số nhỏ. Người đàn ông béo nói. Không chỉ là đường Hà Hoa, còn cả đường từ Hoa Lâm tới Bồng Sơn. Triệu Quốc Đống nói. Cái gì, Hoa Lâm tới Bồng Sơn? Hai người đàn ông nhìn nhau, vị chủ tịch Triệu này có phải có vấn đề không? Một phó chủ tịch huyện mà có thể quản được việc bên Tân Châu sao? Sẽ làm đoạn đường đó theo tiêu chuẩn quốc lộ cấp 2. Triệu Quốc Đống cười cười gật đầu. Hai người này hít sâu một hơi. 60 km đường theo tiêu chuẩn quốc lộ cấp 2, vậy đầu tư phải tầm 20 triệu. Đây chính là hạng mục rất lớn đối với Ninh Lăng. Tôi đã liên lạc với Tân Châu, bọn họ cũng có ý làm con đường này, vấn đề duy nhất là tài chính. Tôi dự định sẽ do Ninh Lăng và Tân Châu liên kết thành lập một công ty giao thông, công ty này sẽ lấy quyền thu phí con đường mà vay tiền ngân hàng. Triệu Quốc Đống nhấp ngụm nước rồi nói. Thu phí quốc lộ. Hai người kia giật mình và hiểu ra. Quốc lộ cấp nào đối với bọn họ là không quan trọng, nhưng vấn đề là ở chỗ nguồn tài chính để làm đường. Bọn họ có thể nghe ra ý trong lời của Triệu Quốc Đống, chính là tung mồi, muốn cho các công ty xây dựng chấp nhận làm đường trước, thanh toán sau. Dù sao chuyện làm toàn tuyến không phải lúc nào cũng gặp được. Bọn họ lo nhất là tài chính địa phương không chống đỡ nổi, kéo dài mấy năm không trả tiền thì công ty sẽ xong đời. Nhưng bây giờ lấy tiền thu phí quốc lộ để vay vốn hệ thống ngân hàng, như vậy đó là con đường tốt. Tôi đã liên quan với mấy phòng ban chuyên môn của Sở Giao thông, Sở Tài chính. Cách này mặc dù cũng là mới ở tỉnh An Nguyên, nhưng cao tốc An Quế cùng cao tốc An Du đều dùng cách này, chẳng qua là cách liên doanh, quy mô lớn hơn. Chủ tịch Triệu, anh nói thẳng đi, anh hy vọng chúng tôi làm gì? Người đàn ông béo đã không thể bình tĩnh, nếu là như vậy thì vấn đề tài chính không quá lớn. Lấy tiền thu phí quốc lộ để vay vốn đã có tỉnh khác làm. Nói cách khác lo lắng duy nhất đã bỏ. Con đường quốc lộ dài 60 km với số tiền đầu tư trên 20 triệu chính là trái bánh làm người ta thèm muốn. Đừng nói lấy hết, dù được 1/3 cũng quá tốt rồi. Rất đơn giản cục trưởng lý đều là cấp trên của chúng ta. Ngày sau Hoa Lâm cũng có nhiều việc cần nhờ bọn họ. Lần này vay tiền thì phải tìm giám đốc Lữ, cho nên tôi lộ tin trước với hai vị. Về phần thực hiện như thế nào là do hai vị. Vì liên quan tới hai thị xã nên có lẽ phải do Cục Giao thông thành phố ra mặt phối hợp. Nhưng tôi đề nghị hai vị chuẩn bị trước. Đây là công trình lớn nên nhiều người nhìn chằm chằm. Làm tốt công tác chuẩn bị thì khi đưa ra ngoài cũng có nhiều lợi thế. Triệu Quốc Đống nói rất mơ hồ để hai người kia suy nghĩ. Một người là anh họ của Giám đốc Ngân hàng Công Thương Ninh Lăng, một người là cháu họ của Cục trưởng Cục Tài chính Ninh Lăng, Lý Đỉnh Nam. Sau lưng hai công ty này đó đều có lực lượng. Để hai bên này làm đường thì vừa hóa giải oán hận vì không nhận được đường Tân Hoa, vừa có thể lợi dụng lực lượng của bọn họ. Chủ tịch Triệu, hạng mục thu phí quốc lộ sợ rằng không dễ phê chuẩn, chỉ sợ thị xã cũng không có quyền này, phải trên tỉnh mà. Lão Bồ hút một hơi thuốc rồi nói. Đương nhiên cần tỉnh phê duyệt, nếu như nói tôi không có cửa thì việc gì phải nói với hai vị nhiều như vậy. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng. Tôi không dám nói khác nhưng ở trên tỉnh thì tôi có cửa. Tôi làm ở Sở Giao thông đang tốt thì việc gì phải tới nơi quỷ quái Ninh Lăng này? Không phải là lấy chút thành tích về để có cơ hội lên làm lãnh đạo sao? Thủ tục phê duyệt hạng mục trên tỉnh thì hai ông anh không cần quan tâm, tôi phụ trách. Chủ tịch Triệu, tôi thấy anh có phải nói ra chút ý tưởng không, cũng để hai chúng tôi tiện tham khảo. Lão Bầu nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống mà nói. Ý tôi là hai ông anh có thể ký hợp đồng trước với Huynh, tiến hành xây dựng đường Hà Hoa. Hạng mục vừa được phê duyệt tiền tiến thành, hạng mục như vậy được phê duyệt thì hai công ty đã khởi công. Tôi nghĩ thị xã cũng không đến mức đổi đơn vị xây dựng mà. Triệu Quốc Đống cười nói. Nếu như hạng mục không được tỉnh phê duyệt thì sao? Chúng tôi lấy ai mà đòi tiền? Huyện Hoa Lâm ư? Lão Bồ cười lạnh nói. Vậy hai vị có thể chờ hạng mục được phê duyệt rồi cạnh tranh. Chẳng qua đến lúc đó hạng mục này sẽ nhiều người chú ý, trên tỉnh có không ít người biết. Đến lúc đó thị xã sao có thể chịu được áp lực trên tỉnh và đưa công trình cho công ty khác thì đừng trách tôi không nhắc hai vị. Giám đốc Lữ và cục trưởng Lý cũng không thể nói được tôi. Người đàn ông béo và lão Bồ đều hơi tái mặt một chút. Hai công ty này tuy có chút sức ảnh hưởng ở Ninh Lăng, nhưng chỉ trong phạm vi Ninh Lăng mà thôi. Con đường kia có liên quan tới hai thị xã, dính tới cả Tân Châu, quá trình phê duyệt cần báo lên tỉnh. Như vậy trên tỉnh có nhân vật lớn muốn nhúng vào thì chỗ dựa của bọn họ không làm gì được.
thị xã có chịu được áp lực không cũng khó nói. Nhưng như lời Triệu Quốc Đống nói, nếu hai công ty ký trước nhận đoạn bên Hoa Lâm, hơn nữa chính thức thi công thì dù là ai cũng không thể yêu cầu hai công ty dừng làm. Nhưng nó lại có nguy hiểm, Hoa Lâm nhất định yêu cầu bỏ tiền ra làm trước. Một khi việc thu phí quốc lộ không được thông qua, như vậy tất cả tài chính do hai công ty chịu trách nhiệm. Chính quyền Hoa Lâm trả được bao nhiêu là phải do chính Hoa Lâm quyết định. Dù dùng sức ảnh hưởng sau lưng cũng chưa chắc nhận được hết. Người đàn ông béo và lão bồ phải suy nghĩ rất cẩn thận về việc này. Chủ tịch Triệu, tôi muốn hỏi một vấn đề, anh cảm thấy hạng mục thu phí quốc lộ có bao khả năng thành công? Người đàn ông béo cắn môi nói. Tôi thấy nắm chắc 60%, dù sao Hoa Lâm là huyện nghèo, tài chính có hạn. Đây là thí điểm, đương nhiên nếu hai vị có thể thông qua con đường khác giúp một chút thì tôi nghĩ vấn đề không lớn, hơn nữa tài chính cũng không quá nhiều. Triệu Quốc Đống rất tự tin nói. Chủ tịch Triệu, tôi nghĩ chúng tôi sẽ suy nghĩ hai ngày, hai hôm sau trả lời anh được không? Lão bồ cũng khó có thể quyết định. Có thể, hai vị có thể suy nghĩ vài ngày. Nhưng tôi nhắc hai vị một khi tôi báo cáo kế hoạch lên tỉnh thì tin tức khó có thể giữ bí mật, nhiều người nhúng tay vào thì sẽ khó làm. Triệu Quốc Đống cười cười đầy thành ý mà nhắc nhở. Tôi lần này coi như thành tâm nói chuyện với cục trưởng Lý và giám đốc Lữ, tránh cho sau này bọn họ gặp và mắng tôi. Quyển 5, chương 43, dụ dỗ 2. Châu Trì Trường và La Đại Hải nhận được không ít cuộc điện của lãnh đạo gọi tới làm bọn họ vừa vui mừng vừa có chút lo lắng. Triệu Quốc Đống sớm đã báo cáo kế hoạch này với hai người. Lợi dụng phương thức công ty xây dựng bỏ tiền để làm đường Bồng Hoa, Hoa Lâm tới Bồng Sơn cũng không có gì mới mẻ, vấn đề là ai muốn làm. Ai cũng biết của Hoa Lâm Bồng Sơn đều không phải huyện giàu có, dù hai huyện muốn làm cũng không có nhiều tiền như vậy. Mà việc bỏ vốn ra làm trước thì đến bao giờ mới nhận được tiền. Nhưng Triệu Quốc Đống vừa đẩy chuyện này ra đã có không ít lãnh đạo quan tâm hỏi tới. Ý tưởng hạng mục thu phí quốc lộ mà Triệu Quốc Đống đưa ra khá tốt. Lợi dụng tiền thu phí mà vay vốn ngân hàng, như vậy khả năng thành công là rất lớn. Cục Giao thông hai thị xã thành lập một công ty đảm nhiệm việc này, xin tỉnh phê duyệt việc thu phí quốc lộ, sau đó sang vay vốn ngân hàng. Cứ như vậy vừa có thể lấy được tài chính đầu tư, mà hệ thống ngân hàng bỏ tiền thì chính quyền gặp ít nguy cơ hơn. Đương nhiên trong này cũng có hai điểm khó khăn. Một là việc tỉnh phê duyệt thu phí quốc lộ. Hai là hệ thống ngân hàng định giá hạng mục kia. Cái trước khó khăn lớn hơn, dù sao tỉnh An Nguyên bây giờ chưa có nơi nào làm. Về sau thì hệ thống ngân hàng trực thuộc quốc gia, thông qua hoạt động thì có lẽ vẫn được. Lão Châu, Lão Cơ, hai anh cảm thấy việc này thế nào? Lão Lữ bên ngân hàng công thương đã hỏi tôi hai lần. Tôi bảo y lên tỉnh mà tìm hiểu, y nói tỉnh chưa có tiền lệ, hơn nữa lại không phải do thị xã báo cáo lên. Mạch Gia Huy cười hì hì nói. Thị trưởng Mạch, chuyện này đúng là khó nói. Cục giao thông chúng tôi là đơn vị chủ quản cũng không biết cơ mà. Cơ nhân Phượng hừ một tiếng rồi nói. Bí thư Châu, vị phó chủ tịch Triệu Hoa Lâm các anh có phải là miệng hơi lớn không? Quốc lộ Tân Hoa vừa khởi công đã làm lớn như vậy, y nghĩ mình là giám đốc sở giao thông sao? Ha ha, cục trưởng Cơ, sao anh lại có thể nói như vậy? Tôi thấy đầu óc Triệu Quốc Đống rất được, hơn nữa rất năng động, chịu làm việc. Có động tĩnh lớn như vậy, huyện tôi không phải bỏ ra đồng nào mà làm được đường là quá tốt. Làm không được chúng tôi cũng không tổn thất gì mà. Ha ha! Châu Trì Trường cười ha hả nói. Nhưng y cũng không thể vứt cục giao thông chúng tôi sang bên mà tự ý làm như vậy chứ. Đây có phải không coi cơ quan chủ quản cấp trên vào đâu không? Cơ nhân Phượng tức tối mà nói. Có thể do cậu ta thấy mới bắt đầu làm, còn phải chờ đến khi gần xong thì mới báo cáo với anh. Châu Trì Trường có chút đắc ý mà nói, cơ nhân Phượng này thường xuyên ra vẻ với y, Triệu Quốc Đống làm chiêu này quá ổn. Gần xong mới báo cáo với tôi. Cơ nhân Phượng nói, Lão Châu, anh đừng trách tôi không nhắc anh, nếu Hoa Lâm các anh cứ như vậy thì dù họ Triệu là người từ sở giao thông xuống thì tôi cũng không cho y mặt mũi. Cục trưởng Cơ, đừng có chấp nhặt thanh niên, Triệu Quốc Đống vừa xuống, nhiều quy định chưa rõ. Tôi được biết không phải là do tài chính quốc lộ Tân Hoa thì bên cục giao thông các anh không có chất béo nào nên mới tức giận phải không? Nhưng Hoa Lâm chúng tôi quá nghèo, anh bỏ qua cho Hoa Lâm chúng tôi được không? Châu Trì Trường châm chọc mà nói. Anh! Cơ nhân Phượng tức giận nói. Châu Trì Trường, anh có ý gì? Cục giao thông tôi chú ý tới tài chính chuyên biệt của Hoa Lâm bây giờ. Anh phải nói rõ cho tôi. Có ý đồ hay không thì tự biết.
Châu Chỉ Trường không hề khách khí mà nói. Đừng nghĩ tôi không biết cục giao thông định làm trò gì. Năm trước Điền Ngọc lấy được tiền sửa đường nguy hiểm trên tỉnh về không phải mất đi 200 ngàn sao, chẳng lẽ nói tiền nó tự bay? Châu Chỉ Trường, anh còn tính cái này với tôi ư? Không có tôi đứng giữa tranh thủ giúp Hoa Lâm có thể lấy được 800 ngàn đó sao? Nói cho các người cũng không sợ, tiền đó là mua một xe Cherokee cho cục trưởng Tào đó. Cơ nhân Phượng lạnh lùng nói. Đủ rồi, tôi tìm hai người tới hỏi chuyện, không phải nghe cãi nhau. Mạch Gia Huy đập bàn làm chén trà nhảy lên, bắn nước xuống đất. Xem hai anh đi, một là bí thư huyện ủy, một là cục trưởng cục giao thông mà như vậy sao? Cơ nhân Phượng và Châu Chỉ Trường đành phải ngậm miệng lại. Triệu Quốc Đống làm rất tốt, lão cơ, anh cũng đừng không phục, cục giao thông các anh lúc nào cho Ninh Lăng 5-6 triệu. Đừng nói là người từ sở giao thông xuống, tôi thấy dù là người khác cũng chưa chắc được nhiều như vậy. Còn quốc lộ Bồng Hoa thì không cần biết dùng biện pháp gì, y chỉ cần làm người ta ngoan ngoãn làm đường là được. Nếu không lão cơ anh nghĩ biện pháp cho tôi, nghĩ biện pháp để người ta đến làm đường cao tốc từ Ninh Lăng tới An Đô. Không nói là làm, chỉ cần anh khiến tỉnh lập hạng mục, tôi và lão Kỳ sẽ xin thành phố đề cử anh làm phó thị trưởng. Nghe Mạch Gia Huy nói như vậy, cơ nhân Phượng vội vàng cúi đầu không dám nói. Xem tình hình giao thông Ninh Lăng mấy năm nay xem, lại so sánh với Vĩnh Lương bên kia xem chênh lệch thế nào. Tôi thấy đây không phải vấn đề tài chính, mà là vấn đề về tư tưởng và quan niệm. Mạch Gia Huy càng lúc càng tức giận, nghĩ tới Kỳ Dư Hồng được điều từ Vĩnh Lương sang đây làm bí thư thị ủy, còn không phải do 2-3 năm qua Vĩnh Lương phát triển tốt sao. Bây giờ Hoa Lâm có thể nghĩ biện pháp tự giải quyết vấn đề, cục giao thông không giúp còn ngồi đó mà nói này nói kia. Anh có thấy nóng mặt không? Mạch Gia Huy rất tức giận nói. Tôi không cần biết Triệu Quốc Đống dùng biện pháp gì, y chỉ cần có thể làm tốt đường Bồng Hoa, đó là thành tích rất lớn, không phải thành tích cá nhân Triệu Quốc Đống, còn là thành tích lớn của huyện ủy, ủy ban huyện Hoa Lâm. Dân chúng sẽ nhớ kỹ các anh hiểu không? Con người của tôi khi làm việc ai làm tốt người đó là làm tốt. Đến bây giờ tôi vẫn muốn nói Điền Ngọc đã cống hiến nhiều cho Hoa Lâm. Mặc dù y có vấn đề nhưng trẻ tuổi thì ai không có khuyết điểm. Lão Châu, anh là bí thư thì nên giúp đỡ, chỉ bảo nhiều. Nhưng phải bảo vệ sự tích cực trong công việc, phải mạnh mẽ ủng hộ. Tôi thấy ý tưởng của Triệu Quốc Đống rất tốt, chính là muốn mượn gà đẻ trứng. Được rồi, cục giao thông thành phố và huyện ủy, ủy ban huyện Hoa Lâm phải toàn lực ủng hộ làm tốt việc này. Triệu Quốc Đống cũng không biết hai công ty kia sẽ tính toán như thế nào, hoặc là nó chiếm được tin tức gì đó. Nhưng một tuần sau khi Nhật báo Ninh Lăng thông báo việc chính quyền huyện Hoa Lâm kêu gọi các nhà đầu tư tới xây dựng đoạn đường Hà Hoa, hai công ty này đã lập tức ký hợp đồng với Ủy ban huyện Hoa Lâm. Hợp đồng quy định hai công ty sẽ hoàn thiện đường quốc lộ cấp 2 trong vòng một năm, Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lâm sẽ trả 20% tiền xây dựng trong thời gian thi công. Trong vòng 4 năm sau, mỗi năm sẽ thanh toán 20%. Điều kiện hà khắc như vậy làm cho không ít công ty sợ hãi. Hai công ty kia thuận lợi lấy được hợp đồng, cũng tỏ vẻ sẽ tiến hành khởi công đoạn từ xã Kỳ Lân tới huyện thành Hoa Lâm trong vòng một tháng. Gần một tháng sau khi Tân Hoa được khởi công, đoạn Hà Hoa của quốc lộ Bồng Hoa được khởi công. Tin này không những chấn động cả huyện Hoa Lâm, hơn nữa còn mang tới ảnh hưởng khá lớn đối với Ninh Lăng, thậm chí mấy thành phố xung quanh. Hai công ty này sao lại chấp nhận điều kiện khắt khe như vậy là điều mọi người phải bàn tán. Nếu nói hai công ty xây dựng này thuộc địa bàn Hoa Lâm còn có thể hiểu, nhưng bọn họ đến từ Ninh Lăng cơ mà. Ngay cả Viên Kiến Bân và Khúc Vân Phong ở tận Thương Hóa, Thổ Thành cũng gọi tới hỏi tình hình. Nhưng Triệu Quốc Đống cũng lấy lý do đây là do lãnh đạo huyện ủy, ủy ban huyện quyết định mà giải thích. Làm xong việc này, Triệu Quốc Đống đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Thành công kéo hai công ty này xuống nước, còn lại nên là lúc bọn họ giục mình, không phải mình phải giục bọn họ. Hai công ty này cũng có lai lịch, ít nhất có quan hệ với Ngân hàng Công Thương và Cục Tài chính Ninh Lăng, vấn đề tài chính chắc không lớn. Nói cách khác trong vòng mấy tháng thì bọn họ không lo vấn đề tài chính. Hình thức giám sát cũng làm theo quốc lộ Tân Hoa. Chẳng qua ủy ban kỷ luật không nhiều người như vậy, chỉ có thể lấy người từ ủy ban kỷ luật của hai xã, thị trấn mà con đường đi qua, do hai đồng chí của ủy ban kỷ luật huyện dẫn theo đến giám sát. Ba tháng làm được hai hạng mục xây dựng quốc lộ. Đường dài 58 km theo tiêu chuẩn quốc lộ cấp 2 được tiến hành. Dù là dân chúng bình thường hay cán bộ trong huyện ủy, ủy ban huyện đều phải bàn tán. Bọn họ bắt đầu bàn tán rất nhiều về Phó Chủ tịch huyện Triệu Quốc Đống.
Quyển 5, chương 414, túi to. Triệu Quốc Đống giơ súng lên bắn, một con gà rừng ngã trong bụi cỏ. Chủ tịch Triệu bắn giỏi quá. Một giọng từ sau lưng truyền tới, Triệu Quốc Đống không nhìn cũng biết là ai. Lão Vương, đây mà là giỏi ư? Dùng súng này thì đâu thể biết là giỏi hay không? Anh có phải trêu tôi không? Ha ha, ở đây sớm đã cấm săn bắn, dù là súng săn cũng là do tôi tìm từ dưới mới có. Tôi không phải lo lắng hình tượng của lãnh đạo sao? Chẳng may ai thấy chúng ta cầm súng săn ở khu vực cấm săn bắn thì có phải là xấu hổ không? Vương Nhị Khải cười nói. Đây không phải là mã thủ nên cẩn thận vẫn hơn. Ừ, được rồi, chơi ở đây cũng thoải mái. Tôi cũng không mong săn được gì, chỉ là tìm cảm giác mà thôi. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Lão Du, anh chơi có vui không thế? Bỏ đi, Chủ tịch Triệu, tôi không giỏi mấy thứ này. Du Minh Phú vội vàng lắc đầu, trong tay đang cầm cái túi to. Trong này chỉ có gà rừng, thỏ hoang, chẳng qua Triệu Quốc Đống lại thích thưởng thức hương vị thôn quê. Lão Vương, điểm ranh giới giữa xã Kỳ Lân các anh và thị trấn Mã Thủ là ở đâu? Triệu Quốc Đống trèo lên một ngọn đồi nhìn ra xung quanh. Ở đây không dễ phân chia, cũng không có ai mà, toàn là núi. Ngoài chút kiểm lâm ra thì chẳng có ai. Vương Nhị Khải cười nói. Tôi chỉ biết bên này núi có mấy hộ là người xã Kỳ Lân, bên kia núi là người thị trấn Mã Thủ. Chẳng qua tôi đều quen bọn họ. Triệu Quốc Đống đứng trên núi hít sâu một hơi, không khí núi rừng đúng là làm người ta thoải mái. Nhất là đứng trên cao nhìn núi non trùng điệp, hắn cảm thấy ở đây không kém gì núi Nga Mi, Võ Đang. Ngoài không nổi tiếng bằng ra thì ở đây lại hơn chỗ chưa được khai thác. Lão Vương, thung lũng dưới kia tên gì? Triệu Quốc Đống chỉ một thung lũng dưới chân núi, ở đó cây cối tùm, đưa mắt nhìn thì đúng là khá đẹp. Ha ha, Chủ tịch Triệu, anh hỏi đúng rồi. Đó gọi là thung lũng Huyền Âm, hoặc gọi là Âm Bình Đạo. Ở dưới đáy thung lũng có con sông ngầm, nghe nói chạy thẳng tới Ma Thiên Lĩnh. Vương Nhị Khải cười nói. Chủ tịch Triệu có lẽ chưa kết hôn phải không, chẳng qua chắc cũng đã từng, nơi này có phải hơi giống chỗ đó của phụ nữ không? Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng. Nơi này nhìn kỹ cũng thấy giống, ở đó có cây cối tùm, còn có một khe sâu như ẩn như hiện. Mà đứng trên đây nhìn đúng là giống chỗ kín của phụ nữ. Ừ, đúng như tên gọi, chỉ là chỗ này hơi lớn thôi. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Đi qua đây chính là núi Hốt Luân, suối nước nóng ở khắp nơi, trên núi lại có suối lạnh, tất cả chạy xuống tạo thành dòng sông ngầm của thung lũng Huyền Âm, sau đó chảy trên mặt đất qua sau lưng xã Kỳ Lân. Con đường này quá đẹp. Không khai thác là quá phí. Chủ tịch Triệu, trước đây không ai coi trọng là vì đường của hai xã, thị trấn không thông. Bây giờ quốc lộ Bồng Hoa đã khởi công, xã Kỳ Lân chúng tôi lại làm trước. Tôi đã bàn với Lão Quế, thời gian này có nhiệm vụ quan trọng nhất là hỗ trợ công ty thi công, nhanh chóng hoàn thành 9 km này. Đúng thế Chủ tịch Triệu, Bí thư Triệu và tôi còn đánh cuộc, nói nếu ngài có thể làm tốt đường từ huyện tới xã Kỳ Lân chúng tôi, ngài bảo Lão Vương làm gì cũng được. Cho dù ngài bảo đi giết người cũng được. Quế Toàn Hữu cười ha hả nói. Vương Nhị Khải trừng mắt nhìn Quế Toàn Hữu. Quế Toàn Hữu không sợ mà cười hì hì nhìn Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nói. Lão Vương, anh dựa vào cái gì mà không tin tôi có thể làm được 9 km đường này? Ha ha, Chủ tịch Triệu, Hoa Lâm chúng ta bao năm không làm đường chứ? Quốc lộ Bồng Hoa đã làm bao lâu rồi, theo tôi nhớ thì ngay khi tôi vừa xuất ngũ. Vậy tầm 16 năm rồi. Vậy mà nó cứ như vậy. Vương Nhị Khải thở dài một tiếng rồi nói. Đường không phải nói làm là có thể làm, phải có tiền mặt mới nói chuyện được. Tài chính Hoa Lâm như thế nào thì tôi hiểu rõ. Quốc lộ Tân Hoa đã mất gần chục triệu, tôi dù như thế nào cũng không ngờ Chủ tịch Triệu còn có thể làm được quốc lộ Bồng Hoa. Vương Nhị Khải tôi phục, Chủ tịch Triệu có bố trí gì thì Vương Nhị Khải tuyệt đối làm theo. Triệu Quốc Đống cười cười nhìn Vương Nhị Khải rồi nói. Ừ, tôi bây giờ chưa nghĩ ra, chẳng qua Lão Vương đã coi nhẹ năng lực của tôi, điều này làm tôi rất không hài lòng. Tôi chỉ muốn làm được việc thật cho dân chúng. Có ba anh ở đây tôi có thể nói rõ, muốn nói tới tiền thì họ chịu không thiếu, muốn nói làm quan thì tôi có quan hệ không kém ở sở giao thông. Làm vài năm lên cấp phó giám đốc sở cũng không nói chơi, nhưng tôi không muốn như vậy. Tôi không muốn ngồi mãi ở văn phòng, như vậy không thích. Đến cơ sở làm việc tốt cho dân chúng. Đồng thời rèn luyện mình, tạo điểm sáng cho mình, đó là điều tôi muốn làm. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi rồi nói.
tôi không muốn chọc ai, đến Ninh Lăng là muốn làm việc. Nhưng đừng ai mong có thể ngăn đường tôi làm việc. Được, Chủ tịch Triệu, tôi thích người như ngài. Có gì thì nói, không giống những kẻ toàn đâm sau lưng người khác. Muốn làm thì quang minh chính đại mà làm, muốn gái thì cứ thoải mái mà ôm ngủ. Đàn ông thì có gì không dám làm chứ? Vương Nhị Khải đỏ mặt lên mà nói. Chủ tịch Triệu, ngày sau ngài nếu có việc gì cần tôi làm thì cứ nói, chỉ cần tôi có thể làm thì không nói nhiều. Chuyện riêng của tôi tuyệt đối không nhờ các vị, có thể nhờ các vị đều là việc công. Tôi còn phải ở Hoa Lâm 3 năm, cũng muốn làm việc gì đó cho đồng chí Hoa Lâm, cũng hy vọng các vị có thể giúp tôi, làm cho tôi có thể thuận lợi làm việc. Chủ tịch Triệu, ngài nói gì vậy chứ? Quế Toàn Hữu tôi không nói gì, có lãnh đạo toàn tâm toàn ý làm việc vì dân chúng như Chủ tịch Triệu, chúng tôi còn có thể nói gì? Đúng như Bí Thư Vương nói đó, có gì cần ngài cứ bố trí. Nếu chúng tôi làm tốt sẽ không hai lời. Quế Toàn Hữu mặc dù nhìn như văn nhã nhưng lúc xúc động cũng rất bốc đồng. Cách làm việc của y khác hẳn Vương Nhị Khải, hai người phối hợp là rất thích hợp. Đi, mấy anh em chúng ta tới Kỳ Lân Quan làm vài bình, nói chuyện. Triệu Quốc Đống hét lên. Nếu uống phải uống cho đã. Lão Du, anh hôm nay giữ một chút lái xe cho tôi. Để tôi xem trình độ của hai vị đây. Đồ ăn chay của Kỳ Lân Quan rất ngon, đây là món mà Triệu Quốc Đống thích nhất khi tới Hoa Lâm. Ngay cả mấy tên đạo sĩ cũng quen mặt với Triệu Quốc Đống. Nhất là khi biết Triệu Quốc Đống rất tự tin có thể khiến Kỳ Lân Quan được công nhận, bọn họ càng nịnh nọt Triệu Quốc Đống hơn. Triệu Quốc Đống buông tay buông chân mà đấu rượu, Vương Nhị Khải uống cũng giỏi, Quế Toàn Hữu cũng không kém, ba người ngồi một chỗ ăn mấy con vật săn được hôm nay, cộng thêm đồ ăn chay của Kỳ Lân Quan, bữa rượu hôm nay uống rất nhiều. Rượu bích ngọc, Kỳ Lân Quan uống vào mới đầu không có cảm giác gì, nhưng vào miệng lại rất ngọt, uống một chén không sao, lại càng làm người ta thấy ngon miệng. Sau một phen đấu rượu không có bên nào thắng hay thua, chỉ là ba bình đã hết. Sau khi đưa Vương Nhị Khải và Quế Toàn Hữu về trụ sở chính quyền xã, Triệu Quốc Đống vẫn rất tỉnh táo. Tâm trạng của hắn hôm nay khá được, biểu hiện của Vương Nhị Khải và Quế Toàn Hữu làm hắn rất hài lòng. Nhất là hai người đều có năng lực mạnh, Vương Nhị Khải làm việc tinh tế, tính cách hào sảng, nhưng không thiếu kỹ xảo. Triệu Quốc Đống ở xã Kỳ Lân cũng mơ hồ hiểu người trong xã đánh giá Vương Nhị Khải khá cao. Chỉ là y có vẻ không hòa hợp với Châu Trì Trường nên không có hy vọng lên chức. Quế Toàn Hữu lại trầm ổn, làm việc cẩn thận, kiên định, chuyện giao cho y thì có thể làm một cách hoàn thiện, là cấp dưới đáng tin cậy. Du Minh Phú cũng được, y không ngừng chạy trên đoạn đường quốc lộ Tân Hoa và đoạn từ Hà Khẩu tới huyện thành mới làm, rất vất vả nhưng không hề oán than. Có lẽ do nhàn lâu nên bây giờ cũng muốn làm việc thật sự. Đây có phải bộ máy đầu tiên mà mình gây dựng không? Triệu Quốc Đống ngồi ở bên ghế phụ mà suy nghĩ, có phải đây là nhân vật trong chiếc túi lớn của không không? Quyển 5, chương 45, cẩn thận có nguy hiểm. Du Minh Phú rất cẩn thận lái xe, mặc dù chiếc xe Cherokee do Sở Giao thông cấp đã được chuyển sang Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân, nhưng chiếc xe Santana cũ của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân cũng chuyển sang cho Ủy ban huyện. Chẳng qua Ủy ban huyện thấy Triệu Quốc Đống mượn được chiếc Toyota liền tự động quên Phó Chủ tịch huyện Triệu Quốc Đống. Du Minh Phú mặc dù có thể lái xe nhưng trước đây chỉ chạy con xe Jeep 212 cũ kỹ của Ủy ban huyện, đã lâu không chạy. Triệu Quốc Đống uống nhiều rượu nên không thể lái xe. Du Minh Phú đành phải làm người lái xe, y cắn răng lái xe về nhà khách huyện ủy. Mặc dù trong xe có điều hòa khá mạnh nhưng chạy trên con đường đang thi công cũng làm Du Minh Phú đổ mồ hôi. Dừng xe trong nhà khách, Triệu Quốc Đống mới thấy người nóng lên, hơi men bốc lên nhưng cả người nhũn ra, đầu óc cũng mơ hồ. Lão Mã, Lão Mã. Du Minh Phú thấy Triệu Quốc Đống như vậy thì đoán hắn uống hơi nhiều. Sao thế, sao thế? Mã Bản Quý vội vàng lao ra, thấy Du Minh Phú dìu Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống có vẻ muốn vùng khỏi Du Minh Phú để tự đi, nhưng hai chân đang lảo đảo. Không sao, hôm nay Chủ tịch Triệu khá vui nên uống nhiều một chút. Để Chủ tịch Triệu vào phòng ngủ đi, anh bảo người chuẩn bị nước nóng, rửa mặt là tốt mà. Du Minh Phú nói, là ai vậy, Chủ tịch Triệu uống giỏi như vậy mà cũng bị chuốc đến mức này. Mã Bản Quý có chút kinh ngạc nói, không phải hai tên Vương Nhị Khải và Quế Toàn Hữu thì còn ai chứ? Du Minh Phú loáng thoáng cảm thấy Mã Bản Quý rất tận tâm phục vụ Triệu Quốc Đống, mà Triệu Quốc Đống cũng yên tâm với Mã Bản Quý, nhiều chuyện cũng không giấu Mã Bản Quý.
Du Minh Phú mặc dù không rõ Triệu Quốc Đống dùng cách nào mà thu phục Mã Bản Quý nhưng như vậy sẽ tiện hơn nhiều. Lại là hai vị này, xem ra bọn họ rất hợp với Chủ tịch Triệu. Mã Bản Quý ngẩn ra rồi nói. Vương Nhị Khải uống đúng là không chịu thua ai bao giờ. Chủ tịch Triệu và y đấu sao? Tiêu Mẫu Đan cùng Thường Quế Phân nghe thấy tiếng kêu của Mã Bản Quý liền vội vàng từ trong phòng chui ra. Trời nóng, Chủ tịch Triệu ra ngoài từ sáng, chưa không về ăn, các cô vốn nghĩ có thể trốn trong phòng cho mát, không ngờ vừa nằm đã nghe Mã Bản Quý quát lên. Quế Phân, cô đỡ Chủ tịch Triệu vào phòng. Mẫu Đan, cô mau lấy nước nóng, rửa mặt cho Chủ tịch Triệu, rồi lấy chén trà nóng. Mã Bản Quý quát lên. Không cần như vậy, để tôi nghỉ một chút là được. Triệu Quốc Đống xua tay cố nhịn mà nói. Rót cho tôi cốc nước. Thường Quế Phân vội vàng dìu Triệu Quốc Đống vào phòng. Chủ tịch Triệu, ngài cẩn thận một chút, đừng ngã. Triệu Quốc Đống cao to, Thường Quế Phân lại nhỏ nhắn, cô dìu Triệu Quốc Đống đúng là hơi cố sức, cũng may cũng chỉ có vài bước là tới. Mã Bản Quý cùng Du Minh Phú thấy Triệu Quốc Đống đi lảo đảo nhưng vẫn đi được. Thường Quế Phân dìu thì chắc không vấn đề. Hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tránh văn phòng Du, hôm nay hai người đi xem quốc lộ bồng hoa. Ừ, xem công tác chuẩn bị thế nào. Chủ tịch Triệu làm việc thì anh cũng biết đó, đã làm là phải nhanh chóng. Mà sao anh lại bố trí mấy nhân viên phục vụ như vậy, không sợ bị giống Chủ tịch Điền trước đây sao? Đâu phải, Hà Xuân Mai kia có quan hệ với Chủ tịch Điền từ trước rồi mới tới nhà khách tôi. Chuyện nào ra chuyện đó mà. Hơn nữa hai cô gái phục vụ Chủ tịch Triệu đều cẩn thận lựa chọn. Mã Bản Quý có chút buồn bực nói. Anh không thể để tôi chọn mấy người vừa già vừa xấu tới nhà khách chứ. Vậy lãnh đạo không mắng chết tôi mới là lạ. Du Minh Phú suy nghĩ một chút thấy cũng đúng. Đường đường là nhà khách huyện ủy, nhân viên phục vụ mà vừa già vừa xấu thì lãnh đạo sao có thể đồng ý. Chỉ là Chủ tịch Triệu còn trẻ như vậy, lại chưa kết hôn, ở đây tận 3 năm. Không có chỗ phát tiết mà xung quanh đều là các cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Nhất là bây giờ mùa hè, mặc quần áo ít, xảy ra chuyện gì thì sao? Mấy cô gái thì mong như vậy, nhưng đối với Chủ tịch Triệu thì lại không tốt. Chẳng qua Du Minh Phú nghĩ chuyện này ở huyện Hoa Lâm cũng không ít gặp mà. Điền Ngọc kia nếu không phải làm người ta có thai, có con, còn dám đưa cô ta vào nhà khách thị ủy làm việc thì chỉ sợ không ai buồn quản. Triệu Quốc Đống mà xảy ra chuyện thì hắn cũng chưa lấy vợ mà. Người khác cũng không thể nói gì được. Du Minh Phú lo không phải không có lý. Có lẽ ngay cả y cũng không ngờ Triệu Quốc Đống đang bị quấy nhiễu tình dục. Thường Quế Phân vừa tắm xong, cô thay bộ đồ cộc màu trắng hay mặc khi hết giờ làm. Nhân lúc Triệu Quốc Đống không ở đây, hai cô chuẩn bị nằm trên giường nghỉ một chút, nhưng không ngờ lúc này Triệu Quốc Đống lại về. Bình thường Triệu Quốc Đống về cũng lặng lẽ vào phòng ngủ, không ngờ hôm nay hắn lại uống say không tự về được. Hơn nữa Mã Bản Quý lại gặp nên hét ầm, hai cô muốn lười cũng không được, vội vàng chạy ra. Dìu Triệu Quốc Đống, Thường Quế Phân mới thấy mình sơ sót. Cô mặc áo cộc, áo lót chưa kịp mặc đã chạy ra, bên dưới cũng chỉ là chiếc váy ngủ đơn sơ. Dìu Triệu Quốc Đống vào, Triệu Quốc Đống mặc áo cộc tay trực tiếp dựa vào ngực Thường Quế Phân. Bên dưới áo là cặp vú trần, vừa va chạm làm Triệu Quốc Đống thấy không đúng. Hắn nghiêng mắt nhìn thì thấy đường vòng cung đẹp lộ ra. Thậm chí ngay cả điểm cao vút kia cũng rất sống động. Trong rượu Kỳ Lân Quan bỏ thêm không ít thứ bổ dương như nhân sâm, khóa dương. Đây vốn là rượu bổ cơ mà, nên nhấm nháp từng chút một nhưng mấy người Triệu Quốc Đống lại uống hết 3 bình. Vương Nhị Khải và Quế Toàn Hữu có lẽ về phải giải quyết vấn đề ngay. Triệu Quốc Đống bây giờ bị Thường Quế Phân kích thích nên trong lúc nhất thời không thể khống chế. Thường Quế Phân lại không nghĩ nhiều như vậy. Mặc dù cảm thấy có chút không ổn nhưng nghĩ dìu Triệu Quốc Đống lên giường là xong. Nhưng cô đâu ngờ cặp vú đầy đặn của cô lại hấp dẫn Triệu Quốc Đống nhiều tháng không ăn thịt. Mặc dù chỉ là vài bước ngắn ngủi nhưng Triệu Quốc Đống lại cảm thấy mình như trong lò lửa, bên dưới dựng lên. Triệu Quốc Đống cắn môi mới tỉnh lại một chút rồi vội vàng ngã xuống giường. Nếu không phải nghe thấy Du Minh Phú và Mã Bản Quý còn bên ngoài, Triệu Quốc Đống đúng là không biết mình có thể khống chế được không, có xử tử con thỏ trắng trước mặt không. Thấy Triệu Quốc Đống nằm trên giường, Thường Quế Phân thở dài một tiếng. Cô vội vàng cởi giày, tất cho Triệu Quốc Đống, một bên muốn lật hắn lại. Chỉ là Triệu Quốc Đống sao dám quay người lại, bên dưới đang phồng lên, lật lại không phải mất mặt sao. Thường Quế Phân không biết nên ra sức muốn lật Triệu Quốc Đống lại. Mà Triệu Quốc Đống cũng biết nằm trên giường không phải biện pháp hay, hắn không biết làm gì,
may là bên cạnh có chăn nên vội vàng đắp nó lên. Thường Quế Phân mất nhiều công sức mới lật được Triệu Quốc Đống lại, gối đầu cho hắn, rồi định giật khăn lại thì thấy Triệu Quốc Đống thở hổn hển, mắt nhìn chằm chằm vào ngực cô. Cô lúc này mới phát hiện cổ áo mở rộng, cặp vú trắng nõn rơi vào mắt Triệu Quốc Đống. Quyển 5, chương 46, cạm bẫy. Thường Quế Phân mặc dù chưa có quan hệ nam nữ nhưng cũng biết cái gì là quan hệ. Cô bị Triệu Quốc Đống kéo ngã xuống giường, một tay hắn sớm bịt miệng cô, tay kia không nhịn được chui vào trong cổ áo. Vừa chạm vào cặp vú mềm mại làm lửa nóng của Triệu Quốc Đống bốc lên bừng bừng. Hắn ra sức vuốt ve khiến vú Thường Quế Phân cứng lên. Mà Thường Quế Phân lại nằm trên giường thở hổn hển, trong mắt vừa mang theo một tia sợ hãi, lại có một tia vui mừng. Chẳng qua một tia vui sướng của Thường Quế Phân làm Triệu Quốc Đống chấn động. Tay đưa vào dưới váy của đối phương, tìm tới quần lót đã dừng lại. Vui mừng, Thường Quế Phân này sao lại vui mừng, cảm thấy có thể dựa vào mình hay có ý đồ gì khác. Là cạm bẫy sao, tay trái Triệu Quốc Đống mặc dù vẫn đang vuốt ve vú đối phương, nhưng ngọn lửa dục của Triệu Quốc Đống đã bị chặn lại, bàn tay phải cũng chuyển sang mông đối phương. Cô gái chưa bao giờ qua tay đàn ông đúng là rất hấp dẫn, hơn nữa còn tư thế mập mờ như vậy chính là thử thách quá lớn đối với mọi người đàn ông. Chẳng qua Triệu Quốc Đống đã không còn là thằng thanh niên bốc đồng, tham ăn mà không suy nghĩ thì phải trả giá rất lớn. Triệu Quốc Đống cũng không tin bản thân Thường Quế Phân có thể làm gì. Theo cách nói thô tục của Mã Bản Quý chính là dù phá trinh các cô gái là để mắt tới bọn họ. Huyện Hoa Lâm có nhiều các cô gái muốn thoát khỏi miền quê nghèo, hiến dâng cơ thể không có gì là lạ. Hà Xuân Mai vì sao có thể vào nhà khách làm việc, cô ả lại còn được người khác rất hâm mộ. Nếu như chỉ là ý riêng của Thường Quế Phân thì Triệu Quốc Đống không lo lắng, cùng lắm tìm một đường ra cho cô ta là được. Hoa Lâm không tiện thì đưa lên Ninh Lăng, An Đô cũng không có gì khó. Nhưng nếu cô ta có người sai khiến thì hắn phải rất cẩn thận. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, là XX. Triệu Quốc Đống có chút vui mừng, thoáng cái hóa giải được nguy cơ. Thường Quế Phân cũng tỉnh lại, bị Triệu Quốc Đống vân vê làm cô sướng run lên, một cảm giác chưa từng có bao phủ toàn thân, làm cô đột nhiên có cảm giác làm phụ nữ. Mà trước đó cô phát hiện mình như một cô bé không hiểu gì. Thường Quế Phân đỏ mặt đứng dậy chỉnh lại quần áo. Thường Quế Phân nhìn Triệu Quốc Đống với ánh mắt kỳ quái. Lúc này Triệu Quốc Đống đã thu tay lại, còn xấu hổ đưa lên mũi ngửi làm Thường Quế Phân run lên. Cô chỉ cảm thấy bên dưới của mình hơi ẩm ướt. Quế Phân, chị lau mặt cho chủ tịch Triệu. Mẫu Đan, em làm đi, chị đi pha trà. Thường Quế Phân cố nhịn cảm giác ẩm ướt bên dưới rồi lắc mông rời đi. XX đến làm Triệu Quốc Đống thở phào nhẹ nhõm. XX mặc tuy mỏng nhưng bên dưới cũng có áo lót. Thường Quế Phân lặng lẽ về phòng, cởi quần lót mới thấy nó đã ẩm ướt, cô xấu hổ thay và rửa mặt bằng nước lạnh thì mới tỉnh táo lại. Nhớ tới cảnh xấu hổ vừa rồi, Thường Quế Phân lại thấy mong chờ. Có lẽ giống như người kia nói, Chủ tịch Triệu từ tỉnh tới, sớm muộn sẽ rời khỏi huyện, nếu có thể nhân dịp 2 năm nay Chủ tịch Triệu ở Hoa Lâm mà có thể được nhận vào làm nhân viên chính thức, chuyển thành người của huyện, tìm một người đàn ông trong huyện mà lấy thì tốt quá. Triệu Quốc Đống nằm trên giường mà thiếp đi. Chẳng qua hắn ngủ đến sáng hôm sau mới thức dậy. Triệu Quốc Đống đúng là lâu rồi không thưởng thức lại mùi thịt. Từ Tết đến giờ Khổng Nguyệt duy trì quan hệ lạnh nhạt với hắn. Điều này làm Triệu Quốc Đống vừa buồn vừa thấy quyến luyến. Hắn thực ra có không ít bạn gái nhưng hắn coi như một thanh niên khá thuần khiết. Ngoài Đường Cẩn và Khổng Nguyệt ra thì hắn chưa có quan hệ với ai mà. Cổ Tiểu Âu, muốn trộm mà lại không có gan, Cổ Chí Thường ở đó làm cho Triệu Quốc Đống cảm thấy run run. Nhất là khi hắn không định cưới cô bé này. Vậy còn Đồng Mạn, hắn có thể nhẫn tâm sao? Một cô gái khá được, nếu như hắn làm con sói ăn cô thì lại không đành lòng. Hàn Đông, quan hệ hai người vẫn không đột phá được làn tơ mỏng đó, cứ kéo dài như vậy làm hắn cũng thấy mệt mỏi. Nên giữ tình bạn hay tiến thêm một bước, nếm thử xem quan hệ của hai người đến tận đâu. Chỉ tiếc cả hắn và Hàn Đông đều e ngại không muốn tiến tới bước đó. Lam Đại, có lẽ đây là cô gái hắn không thấy có lỗi nếu ăn. Xinh đẹp, người ổn, lên giường là quá tuyệt. Hơn nữa Lam Đại có nói cô vay hắn hơn 100.000 đủ để mua nhiều cô gái mà ngủ, cô tình nguyện mà. Nhưng Triệu Quốc Đống lại không muốn nhận cuộc giao dịch này. Cù Vận Bạch, hắn không muốn phá vỡ tình cảm đẹp đó. Từ Xuân Nhạn, nếu nói về sức hấp dẫn của cơ thể thì Từ Xuân Nhạn quá tuyệt, đó sẽ như mồi lửa khiến lửa dục trong lòng hắn dâng trào, làm hắn như một con thiêu thân lao vào cô.
chẳng qua bây giờ hắn và cô mà qua lại với nhau có thích hợp không? Có phải nhân lúc người ta nguy mà lấn tới không? Có đôi khi Triệu Quốc Đống cảm thấy mình là lưu manh, mãi không quên cơ thể của Từ Xuân Nhạn, vậy khác gì hùng quý nhân? Có đôi khi Triệu Quốc Đống lại thấy mình như vị thánh, ngay cả Cổ Tiểu Âu cùng Lam Đại Tự đưa lên miệng mà có thể nhịn được. Hắn tính toán một chút thì thấy số cô gái bên cạnh đủ nhiều, nhưng người có thể thích hợp làm vợ của hắn chỉ có một là Đường Cẩn, số khác đều không thích hợp. Triệu Quốc Đống không khỏi cười khổ một tiếng, tình đầu đúng là khó quên nhất, mà Đường Cẩn không chỉ là tình đầu, hơn nữa còn cùng trao cho nhau, từ ngây thơ không biết gì đến si mê, một thời gian tốt đẹp không ngừng xuất hiện trong đầu hắn. Triệu Quốc Đống đứng trong sân suy nghĩ đến thất thần, đến khi Tiêu Mẫu Đan gọi hắn vào ăn sáng thì hắn mới tỉnh táo lại. Khi ăn sáng, mắt Thường Quế Phân thi thoảng lại lóe lên làm Triệu Quốc Đống thấy có vấn đề. Chẳng qua hắn vẫn rất bình tĩnh giống như chưa có gì xảy ra. Theo địa vị của hắn dần củng cố ở ủy ban huyện, lại có người ủng hộ thì kiểu gì chẳng có kẻ ghen ghét. Mặc dù bây giờ không có dấu hiệu nhưng Triệu Quốc Đống có thể khẳng định có người đang muốn tìm sơ hở của mình. Tháng 6 ở Hoa Lâm tốt hơn An Đô hay Trùng Khánh nhiều. Mặc dù trời cũng nắng nhưng không khí tươi mát làm người ta thấy thỏ ai mái. Trong hội nghị thường trực ủy ban huyện, La Đại Hải đang nhíu mày nghe các phó chủ tịch huyện báo cáo về mảng mình phụ trách, từng chuyện buồn bực không ngừng xuất hiện. Thuế thu được không cao, tài chính gặp nhiều lỗ hổng, hai ngôi trường bị nứt cần phải sửa trong kỳ nghỉ, đây là khoản tiền không hề nhỏ. Nhưng nó liên quan đến an toàn của giáo viên, học sinh nên không thể không làm. Vụ đông xuân đã thu hoạch xong, nhưng các xã, thị trấn thu thuế nông nghiệp, thủy lợi đang chậm. Mặc dù huyện đã phái mấy tổ đôn đốc nhưng hiệu quả không cao. Các xã, thị trấn cũng phái lực lượng xuống thôn, xóm nhưng mùa xuân năm nay thiếu nước, thu hoạch không cao, giá vật tư tăng, nông dân lỗ là chắc chắn. Một loạt mâu thuẫn ở nông thôn xuất hiện, xã, thị trấn phái lực lượng cảnh sát đến với danh nghĩa duy trì an ninh trật tự, nhưng thực tế là lợi dụng lực lượng cảnh sát mà thu thuế, điều này làm nông dân rất khó chịu. Năm nay thu thuế nông nghiệp và thủy lợi rất khó khăn. Nông dân giảm thu nhập nhưng thuế vẫn như cũ, nếu như không phải hai con đường quốc lộ khởi công khiến nhiều nông dân tới đó làm thuê, tôi thấy vấn đề còn nặng nề hơn. Xã Cử Thủy xuất hiện việc hộ nông dân không nộp nổi thuế, cán bộ đi bắt lợn khiến người vợ của hộ nông dân này uống thuốc trừ sâu, may là kịp thời phát hiện, không tạo hậu quả nặng nề, nhưng đủ để chúng ta chú ý. Vi biểu buồn bực mà nói, phụ trách mảng nông nghiệp, y mới cảm nhận đây là việc khó giải quyết. Hệ thống thủy lợi lạc hậu khiến khó chống lại hạn hán, trời mà không mưa thì việc bơm nước sẽ rất khó khăn, khiến cho chống hạn càng khó hơn nữa. Quyển 5, chương 47, đối thủ. Hệ thống thủy lợi huyện ta đã xuống cấp trầm trọng, không ít mương, cống các nơi làm cách đây nhiều năm, hư hại lớn. Có những chỗ nhiều năm không sửa, đều đang đợi tài chính mà duy tu, cải tạo. Tôi đề nghị huyện nên lo lắng một phần tài chính để sửa các khu vực mương, cống bị hư hại nghiêm trọng. Nếu không tiền nợ thuế nông nghiệp, thủy lợi của Hoa Lâm chúng ta càng lúc càng nhiều. Vi biểu thở dài một tiếng mà nói. Lại là một người há mồm đòi tiền. La Đại Hải sa sầm mặt lại. Nông nghiệp vốn được đầu tư ít một chút, điểm này y là chủ tịch huyện mấy năm cũng rõ. Liêu Vĩnh Trung trước đó phụ trách mảng nông nghiệp thì cũng đã nghĩ cách vay tiền và kéo chỗ này bù chỗ kia. Không phải Liêu Vĩnh Trung không nghĩ biện pháp giải quyết mấy vấn đề này. Nhưng tài chính của huyện chỉ có từng đó, cho bên này thì bên kia ít đi. Đây là bỏ tường Tây, sửa tường Đông mà hình dung. Phó Chủ tịch Miêu, bên chị thì sao? Chủ tịch La, tôi đã sớm báo cáo tình hình của mình với ngài. Tiền lương của giáo viên nhất định phải đảm bảo, đây là lệnh của thị ủy và ủy ban thị xã. Về phần trường học xuống cấp cũng cần phải sửa gấp, nếu không tháng 9 khai giảng chính là màu mưa, nếu xảy ra chuyện thì chúng ta không thể chịu nổi trách nhiệm. Về phần xây dựng thì cải tạo huyện thành đã nói từ lâu nhưng mãi vẫn không thể khởi động, nguyên nhân chính là vấn đề tài chính. Bây giờ huyện thành Hoa Lâm có thể nói là huyện thành cũ nát nhất cả thị xã. Mặc dù trong quy hoạch của huyện nói muốn di chuyển huyện thành tới khu vực trống trải, cung cấp nước, điện tiện hơn. Nhưng xây dựng cầu Quế Khê cần ít nhất 10 triệu. Vào lúc này thì Hoa Lâm chúng ta sợ rằng 3, 5 năm cũng không thể gom góp đủ tài chính xây dựng cầu Quế Khê này. Miêu Nguyệt Hoa lắc đầu nói. Tình hình này không chỉ có mình Hoa Lâm chúng ta, cả Ninh Lăng đều như vậy. Ví dụ cầu Tú Hà không tìm được công ty thi công vì vấn đề tài chính không được xác thực nên không có nhà đầu tư nào dám nhận. Cho nên khu phía đông của Ninh Lăng phát triển rất chậm, cầu thông giữa hai bên là cầu cũ xây từ những năm 60,
chỉ có thể cho hai xe cùng qua, không cẩn thận là hỏng. Cuối cùng lại là tiền, mặt La Đại Hải xa sầm lại. Y viết viết vài chữ gì đó trên sổ. Lão Tân, bên anh thì sao? La Đại Hải ngẩng đầu lên nói. Bên tôi cũng tương đương như vậy. Tôi chỉ nhắc một chút là còn có hơn tháng nữa là tới tháng 8, tiền an ủi, tiền trợ cấp thì tài chính huyện vẫn chưa cho phòng dân chính, đến lúc đó không thực hiện được thì không phải trách nhiệm của tôi. Tân Tồn Hoán nói rất đơn giản, y cũng biết La Đại Hải bây giờ không dễ dàng, nhưng mình phụ trách công việc đó thì không thể không nói ra. La Đại Hải bỏ bút xuống rồi nói. Phó Chủ tịch Triệu, bên cậu thì sao? Bên tôi cũng còn được, quốc lộ Tân Hoa tiến triển thuận lợi. Tài chính của tỉnh cũng dần dần tới. Đoạn mã thủ trong quốc lộ Bồng Hoa đã triển khai toàn diện, theo tiến độ hiện nay thì 9 km đoạn Hà Hoa sẽ cơ bản làm xong trước mùa mưa vào tháng 10. Triệu Quốc Đống nói, tôi cũng đã tiếp xúc với tập đoàn Đại Hoa 2 lần. Sở chăn nuôi gia súc tỉnh đề cử bọn họ xây dựng trụ sở nuôi gia súc ở mấy khu vực đồi núi tại Thiên Châu, Thông Thành và thị xã Ninh Lăng chúng ta, tiến hành theo hình thức công ty kết hợp hộ nông dân. Tôi thấy hình thức này có thể áp dụng ở giai đoạn hiện nay, khá thích hợp với khu vực nhiều đồi núi hoang như Hoa Lâm chúng ta. Nhất là khu vực phía Bắc như Cử Thủy, Tân Bình, Cổ Hà, Lôi Pha có mấy vùng núi hoang thích hợp phát triển chăn nuôi gia súc. Công ty Đại Hoa cũng đã đồng ý tới đây khảo sát, nghiên cứu việc có thể tiến hành thành lập nhà máy ở Hoa Lâm chúng ta hay không. Tôi đã cùng Phó Chủ tịch Vi liên lạc với Sở Nông nghiệp tỉnh, tranh thủ nhanh chóng đưa mấy loại cây phù hợp loại đất ở huyện ta tới trồng trên đồi núi hoang. Một khi thích hợp thì có lẽ sẽ hấp dẫn được bên Đại Hoa. Trụ sở thí nghiệm của Học viện Nông nghiệp thì chủ yếu do bọn họ tự khảo sát và quyết định. Chúng ta sẽ giúp đỡ việc giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở vật chất. Lúc Triệu Quốc Đống còn ở Sở Giao thông thì cũng thường xuyên tụ tập với mấy nhà kinh doanh chiết giang như Chu Quốc Bình, Hoa Hành Vân, có đôi khi hắn còn kéo thêm cả Cù Vận Bạch đi cùng. Những phân tích của Triệu Quốc Đống về xu thế phát triển kinh tế Trung Quốc rất phù hợp với sự nhạy cảm về kinh tế của nhà đầu tư Chiết Giang, hai bên nói chuyện khá hòa hợp. Sau khi Triệu Quốc Đống tới Ninh Lăng, hai bên vẫn thường xuyên gọi điện trao đổi với nhau. Triệu Quốc Đống cũng đã mời bọn họ tới Ninh Lăng một chuyến. Làm việc bận rộn thì cũng nên thư giãn một chút, coi như điều hòa sinh hoạt. Còn một phương diện khác đó là Triệu Quốc Đống biết có không ít nhà kinh doanh Chiết Giang ở tỉnh An Nguyên. Hơn nữa ý thức đầu tư rất mạnh. Chỉ cần bọn họ cảm thấy ngành sản xuất có lợi cho mình thì sẽ không ngại thử một phen. Thị xã Ninh Lăng về tổng thể mà nói vẫn còn trong trạng thái nguyên thủy chưa khai thác. Nếu như có thể hấp dẫn tài chính của các nhà đầu tư Chiết Giang tới, như vậy sẽ khiến cho kinh tế Ninh Lăng phát triển, đồng thời thay đổi về quan niệm. Cho nên Triệu Quốc Đống cũng cố ý nói về việc này với đám người Chu Quốc Bình, Hoa Hành Vân, bảo cho bọn họ bây giờ mình phụ trách mảng thu hút đầu tư của huyện Hoa Lâm. Mời bọn họ cùng các nhà kinh doanh, bạn làm ăn Chiết Giang tới xem tình hình một chút, xem có cơ hội nào thích hợp để đầu tư không. Nhà máy của Chu Quốc Bình và Hoa Hành Vân ở khu khai phát Giang Khẩu đã được xây dựng xong, cũng bắt đầu sản xuất thiết bị cho công ty ô tô liên doanh An, Hàn, hơn nữa còn có hợp tác cung cấp hàng hóa cho mấy công ty ô tô xung quanh các thành phố lân cận như Trùng Khánh, Trường An. Việc kinh doanh của nhà máy đã tiến vào giai đoạn phát triển thực chất, hơn nữa hoạt động khá hiệu quả. Hai người bây giờ đã nhàn hơn khi bắt đầu xây dựng nhà máy nhiều, cũng có thể dành thời gian ra ngoài một chút. Nhất là nghe Triệu Quốc Đống muốn mời các bạn làm ăn của bọn họ tới nữa. Bọn họ cũng biết Triệu Quốc Đống muốn đạt thành tích ở Ninh Lăng cho nên cũng cố gắng giúp đỡ Triệu Quốc Đống liên lạc các bạn làm ăn đang rảnh rỗi mà tới Ninh Lăng, Hoa Lâm. Triệu Quốc Đống đang ngồi trong phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Mã Bản Quý lén lút tiến vào mà cười nói. Chủ tịch Triệu. Ừ, lão Mã ngồi đi. Chuyện kia điều tra đến đâu rồi? Ha ha, không tiện điều tra mấy. Các cô gái trong nhà khách hầu hết đều ở xã lên, nhưng ngài cũng biết đây là việc bao người mong chờ, nếu không có lãnh đạo nào nói một tiếng thì không thể vào. Quế Phân vào là thông qua phó chánh văn phòng Khâu Chí Bảo giới thiệu mới vào được nhà khách huyện ủy. Nghe nói vợ của Khâu Chí Bảo có quan hệ họ hàng với Quế Phân, chắc là không vấn đề gì. Chỉ như vậy thôi sao? Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Ừ. Tôi còn biết trong thời gian này Quế Phân qua lại với ai. Ngoài mẫu Đan ra thì chính là Mâu Kim Phượng trong nhà khách. Mâu Kim Phượng thường xuyên tới phòng Quế Phân nói chuyện gì đó, xem ra hai người này có quan hệ khá tốt. Mâu Kim Phượng ư? Triệu Quốc Đống không có ấn tượng gì về người này. Ừ, chính là một người phụ nữ mông to, biết cách ăn mặc và khá đẹp đó. Chồng cô ta làm ở trạm thủy điện thuộc Cục Lâm nghiệp thành phố.
Nghe nói Mâu Kim Phượng là cháu của chủ tịch Miêu. Mã Bản Quý rất cẩn thận mà nói. Miêu Nguyệt Hoa. Triệu Quốc Đống run lên một chút, hắn suy nghĩ mà nói. Cô ta không phải người Hoa Lâm ư, không phải nói là điều từ nơi khác đến đây đó chứ. Quyển 5, chương 48, khách không mời. Nhà chủ tịch Miêu ở thị trấn Hà Khẩu, nhưng công tác bên Phong Đình, khi Bí Thư Châu điều sang Hoa Lâm thì mới điều chị ta về đây. Mã Bản Quý nói. Ồ, tôi biết rồi. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Lão Mã vất vả rồi, giúp tôi quan sát thường Quế Phân. Chủ tịch Triệu, hay là điều cô ta đi? Không, đừng đổi, nếu người ta có ý thì dù anh đổi người, người ta sẽ có cách khác, như vậy mới phiền phức. Bây giờ chúng ta nếu đã biết thì không sợ, tôi còn phải để bọn họ trộm gà không được còn mất nắm gạo. Triệu Quốc Đống hừ nhẹ một tiếng. Miêu Nguyệt Hoa, xem ra huyện Hoa Lâm thiếu một thường vụ khiến nhiều người động tâm này. Cho đó chỉ đám đàn bà mới làm ra mà thôi. Chủ tịch Triệu, tôi thấy thường Quế Phân không giống người như vậy. Lúc ấy khi chọn tôi đã kiểm tra tâm lý, cô ta và mẫu đàn đều thành thật. Mã Bản Quý có chút không cam tâm, Triệu Quốc Đống bảo y điều tra thường Quế Phân, y chỉ biết có chuyện không đúng. Nhưng Triệu Quốc Đống không nói gì, chỉ bảo y tìm hiểu thường Quế Phân bình thường qua lại với ai. Tên Mâu Kim Phượng kia suốt ngày lắc lắc mông đi dụ dỗ người, vừa nhìn là biết không đúng cho nên y mới đẩy cô ta ra ngoài, không cho cô ta vào bên trong này. Không ngờ thường Quế Phân còn qua lại với cô ta, xem ra cũng không đơn giản. Nếu chỉ riêng Mâu Kim Phượng và thường Quế Phân cũng không tạo được sóng gió gì, nhưng nếu như thêm Miêu Nguyệt Hoa kia thì lại khác. Tôi biết, cô bé như thường Quế Phân thì biết gì chứ? Còn không phải là bị người lợi dụng, bị người bán còn đếm tiền cho người ta, không phải tham một con đường ra sao? Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tôi mới tới Hoa Lâm chưa lâu mà đã có người nhìn chằm chằm vào, mỹ nhân kế cũng làm ra được. Ha ha, thường Quế Phân mà gọi là mỹ nhân ư. Cũng chỉ là một cô bé trông trẻ trung, xinh đẹp một chút, người như vậy thì ở Hoa Lâm chúng ta có nhiều. Mã Bản Quý lắc đầu nói. Nói tới mỹ nhân thì đều ở mấy phòng như tài chính, công an, thuế rồi. Triệu Quốc Đống nghe ra lời mập mờ trong câu của Mã Bản Quý nhưng không muốn hỏi nhiều. Được rồi, chuyện này anh đừng để ai khác biết. Ha ha, chủ tịch Triệu yên tâm, tôi mặc dù nhiều chuyện nhưng cái gì cần hỏi, cái gì cần phải nói, cái gì lãnh đạo không hỏi không nói, cái gì đánh chết cũng không thể nói. Tôi biết chừng mực. Mã Bản Quý cười hì hì nói. Ừ, được rồi, anh kín miệng là được. Triệu Quốc Đống cười nói. Du Minh Phú vốn có chút lo lắng về Mã Bản Quý, chẳng qua Triệu Quốc Đống hiểu rõ chỉ cần khống chế vận mệnh con trai đối phương, Mã Bản Quý cũng chỉ có thể một lòng làm việc cho hắn. Mã Bản Quý đặt hy vọng cả đời vào con, chỉ bằng điểm này Triệu Quốc Đống sẽ không lo Mã Bản Quý bán đứng mình. Khi nhận được điện của Cù Vận Bạch, Triệu Quốc Đống đã sớm chờ ở trong nhà khách. Hắn cũng không muốn làm lớn chuyện vì thế bảo đám người Cù Vận Bạch trực tiếp đến nhà khách. Sau đó hắn xin nghỉ phép rồi về gặp, nhưng hắn không ngờ lại có một vị khách không mời tới, làm cho hắn phải há hốc mồm. Sao, cậu không chào đón à? Ha ha, sao có thể không chào đón? Chỉ sợ gót ngọc của chị khó đi, cho nên tôi không dám mời chị tới núi làm khách. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Giả mù sa mưa, cậu có lúc nào nhớ tới mà mời tôi? Bên này không khí tươi mát, đập vào mắt đều là màu xanh, vừa vào Hoa Lâm đã thấy tâm trạng vui vẻ, đây rõ ràng là không muốn tôi tới. Sau khi Triệu Quốc Đống lên sở giao thông, Cù Vận Bạch không gặp hắn. Hai người chỉ gọi điện trao đổi mà thôi. Nhất là một hai tháng nay Triệu Quốc Đống rất bận, hai người gọi điện càng lúc càng ít. Hôm nay đột nhiên gặp làm hắn cảm thấy động tâm. Triệu Quốc Đống đã đen đi không ít, xem ra hai ba tháng nay hắn rất mệt. Triệu Quốc Đống gọi điện nói về mảng công việc mà hắn phụ trách, đều là công việc khó giải quyết nhất. Khu đồi núi muốn thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp cũng đâu được như Giang Khẩu. Anh nếu muốn thu hút đầu tư thì không biết phải chạy bao đường vòng, tốn bao nước miếng. Được rồi, Quốc Đống, cậu đừng lo nói chuyện với chủ nhiệm cũ của mình, có nhiều thời gian mà. Bên này có mấy người bạn sợ là cậu không quá quen, tôi thay cậu giới thiệu một chút. Cù Vận Bạch và Hoa Hành Vân cười cười đi tới cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Xin lỗi bạn của hai anh, tôi là Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống nhìn Cù Vận Bạch với vẻ xin lỗi, sau đó đi về phía Cù Vận Bạch và Hoa Hành Vân. Đoàn có 11 vị khách, ngoài hai người Cù Vận Bạch, Hoa Hành Vân và Cù Vận Bạch ra, còn 8 người. Có 4 người Triệu Quốc Đống đã gặp khi hắn làm ở sở giao thông,
lần đó Cù Vận Bạch gọi hắn ra uống rượu. Ngoài ra còn vài người hắn không nhận ra. Theo Cù Vận Bạch giới thiệu và làm quen, Triệu Quốc Đống rất nhanh biết lai lịch bọn họ. Mặc dù không rõ mấy vị này làm ngành gì nhưng từ thái độ và biểu hiện của đối phương thì xem ra cũng có chút thân phận. Triệu Quốc Đống dùng mắt nháy nháy ra hiệu với Cù Vận Bạch. Cù Vận Bạch hiểu ý mà đi cùng xe với hắn. Quốc Đống, sao cậu không được cấp xe ư? Hoa Lâm làm ăn kiểu gì vậy? Xe của mình đi cũng được mà, nếu không xe kia thì đủ người mượn thì sao? Cuộc đời phải đấu với trời, đấu với đất, đấu với người. Trong đó đấu với người là thích thú nhất, cả đời nếu không có đủ phân lượng đấu với người thì thật là nuối tiếc. Triệu Quốc Đống cười nói. Quốc Đống, xem ra cậu tới đây đã hiểu ra rất nhiều. Cù Vận Bạch liếc nhìn Triệu Quốc Đống mà nói. Cậu có vẻ càng lúc càng thích cuộc sống ở đây. Sai rồi Cù tỷ, không phải thích mà phải quen. Cù tỷ nghiêm túc nói. Em không thể không thích ứng, nếu không em sẽ bị đào thải. Em chẳng những phải thích ứng, em còn phải tiến hóa, vận dụng đủ loại lực lượng để tiến hóa, làm cho em càng lúc càng mạnh hơn, chỉ như vậy em mới có thể thắng trong tranh đấu. Cù Vận Bạch nhìn Triệu Quốc Đống mà không nói gì. Cù tỷ, có phải chị thấy em đã thay đổi không? Triệu Quốc Đống cũng nhận ra thay đổi trong suy nghĩ của Cù Vận Bạch. Ừ, có chút thay đổi nhưng nằm trong dự đoán của chị. Cậu vốn không phải người thích sự tịch mịch, nói cậu thích đấu thì hơi quá nhưng nếu gặp chuyện thì cậu tuyệt đối không sợ hãi. Cù Vận Bạch thở dài nói. Như vậy có gì không tốt chứ? Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nhìn Cù Vận Bạch. Em tưởng rằng đây là phong cách của một người đàn ông mà. Có lẽ. Cù Vận Bạch cười nói. Đây là con đường nhất định để đàn ông trưởng thành phải không? Cù Vận Bạch hỏi khá đột ngột làm Triệu Quốc Đống run lên, nhất là hai chữ trưởng thành làm hắn suy nghĩ rất nhiều. Cù Vận Bạch rất thành thục, quyến rũ là điều mà Thường Quế Phân như quả táo xanh sao có thể so sánh được. Cù Vận Bạch mặc chiếc váy màu trắng, bên dưới là cặp chân dài đẹp mắt, ngón chân mượn mà đầy đặn, chiếc váy hợp người đã lộ rõ đường cong tuyệt đẹp của Cù Vận Bạch lên. Hai bên vú cao vút, chiếc cổ trắng nõn không đeo đồ trang sức gì, nó giống như đóa hoa sen làm người ta cảm thấy không thể đùa bỡn. Cù Vận Bạch chú ý thấy Triệu Quốc Đống nhìn vào mình nên làm nũng gõ gõ đầu hắn một chút. Cẩn thận nhìn đường đi, cậu phải chịu trách nhiệm an toàn của chị đó. Triệu Quốc Đống thầm hít sâu một hơi, sự thân mật ở Hồ Thanh Ngoã đã từ từ quay lại trong xe. Cù Vận Bạch không hề vì thời gian mà thay đổi, vẫn quyến rũ như vậy. Cô rụt rè mà không thiếu tình cảm, cô như pho tượng nữ thần lẳng lặng đứng bên cạnh hắn. Triệu Quốc Đống phát hiện hắn không thể tự kiềm chế mà đắm chìm vào đó. Cảm giác này làm hắn cảm thấy thời gian quay trở lại. Xe cuối cùng đã tiến vào con đường nhỏ chạy tới Kỳ Lân Quan. Triệu Quốc Đống đã giới thiệu lai lịch Kỳ Lân Quan này cho Cù Vận Bạch nghe, cùng với cả suối lạnh, suối nước nóng trên núi Hốt Luân làm cho Cù Vận Bạch rất hứng thú. Cô không ngờ ở huyện Hoa Lâm còn có cả suối nóng, lạnh, rừng rậm nguyên thủy làm người ta thấy thoải mái. Bốn chiếc xe dừng lại trước bãi đất trống của Kỳ Lân Quan. Vương Nhị Khải và Quế Toàn Hữu đã sớm cùng trụ trì Kỳ Lân Quan, Minh Hư chờ ở trước cửa. Quyển 5, chương 49, người hiểu mình. Cù Vận Bạch rất khó hiểu vì bí thư đảng ủy và có thể xã Kỳ Lân lại cung kính và ân cần với Triệu Quốc Đống như vậy. Ân cần còn có thể giải thích, Triệu Quốc Đống dù sao là phó chủ tịch huyện, có thể giúp được lãnh đạo xã nhiều, bọn họ muốn nhờ Triệu Quốc Đống cũng là bình thường. Nhưng sự thân cận và tôn kính thật lòng kia làm Cù Vận Bạch có chút tò mò. Từ lời nói làm Cù Vận Bạch hiểu rõ một chút về hai người Vương Nhị Khải và Quế Toàn Hữu. Hai người mặc dù có tính cách khác nhau nhưng năng lực và trình độ lại rất tốt, không phải loại cán bộ xã dựa vào nịnh bợ lãnh đạo mà lên. Mà hai người tôn trọng Triệu Quốc Đống lại không phải giả vờ. Cù Vận Bạch tự nhận cảm giác của mình không sai, cảm giác tôn kính thật lòng này không phải chỉ nói ngoài miệng là được, hơn nữa đối phương còn là lãnh đạo xã. Vương Nhị Khải và Quế Toàn Hữu cũng cảm thấy người phụ nữ xinh đẹp như hoa sen này có quan hệ mật thiết với Chủ tịch Triệu, nhất là Chủ tịch Triệu đi cùng đối phương luôn tỏ vẻ thân mật khiến hai người mơ hồ có cảm giác, cho nên khi nói chuyện cũng không e ngại nhiều. Cù Vận Bạch không ngờ Triệu Quốc Đống chỉ trong vòng 2-3 tháng ngắn ngủi có thể đồng thời xây dựng hai đường quốc lộ. Khi tới Hoa Lâm, cô đã thấy việc xây dựng quốc lộ Tân Hoa. Mặc dù đang trong giai đoạn thi công nhưng có thể tưởng tượng khi nó hoàn thành thì đường tiến vào Hoa Lâm sẽ khai thông. Mà đoạn từ huyện thành Hoa Lâm tới xã Kỳ Lân cũng bắt đầu thi công. Mặc dù Cù Vận Bạch mơ hồ cảm thấy nó có quan hệ với Triệu Quốc Đống, nhưng bây giờ nghe Vương Nhị Khải và Quế Toàn Hữu chính miệng khen Triệu Quốc Đống thì cô rất giật mình.
Nếu nói quốc lộ Tân Hoa là do Sở Giao thông trợ cấp tiền mà làm, như vậy quốc lộ Bồng Hoa khởi công thì có chút khó hiểu. Ai chịu bỏ hơn 25 triệu ra làm đường mà phải 5 năm mới nhận hết tiền? Chỉ riêng đoạn ở Hoa Lâm đã trên 14 triệu, điều này quá khó tin. Nhưng Triệu Quốc Đống lại có thể thành công hoạt động. Cù Vận Bạch biết trong này nhất định có điều kỳ quái, nhưng Vương Nhị Khải và Quế Toàn Hữu cũng đều không hiểu nguyên nhân trong đó. Bọn họ chỉ biết đoạn Hà Hoa đã tiến vào giai đoạn thi công, đây là thật. Có thể làm được bước này đã đủ để bọn họ tâm phục khẩu phục. Phong cảnh ở Kỳ Lân Quan rất đẹp, vào mùa hè có nhiều cây cối nên sự nóng bức biến mất. Những bức bia đá cũ kỹ làm người ta cảm thấy về với quá khứ. Thiên Sư Điện và Lão Quân Điện giữ gìn khá tốt. Đáng tiếc ở đây lại có nhiều điện bỏ hoang và không được sửa chữa. Đây là no dồn, đói góp, nhiều điện bị xuống cấp, hai nơi được giữ lại là may mắn rồi. Bây giờ nơi này chưa được chính thức công nhận cho nên mặc dù có không ít tín đồ muốn hy vọng trùng tu mấy điện kia, nhưng xem ra phải đợi Chủ tịch Triệu xin được công nhận rồi mới có quyết định. Đám người Triệu Quốc Đống, Chu Quốc Bình và Hoa Hành Vân đi quanh mà xem. Hắn không ngờ đám người Chu Quốc Bình lại có hứng thú với văn hóa đạo gia. Đạo trưởng Minh Hư mặc dù đã hơi cao tuổi nhưng cũng là người có văn hóa, nghe nói những năm 50, 60 đã học cấp 2, sau đó do nhà có biến mà lên núi học đạo, từng đi qua không ít nơi, cuối cùng đặt chân ở Kỳ Lân Quan. Đạo trưởng Minh Hư không nên nói như vậy, tôi nếu đã đáp ứng thì nhất định sẽ làm được, tôi đã thông qua Chủ tịch Tân mà đưa tài liệu sang phòng tôn giáo, còn cần thông qua ban tôn giáo tỉnh, có lẽ còn cần một thời gian. Dù sao trên tỉnh cũng khá coi trọng mấy thứ này. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng, chỉ riêng việc đạo trưởng Minh Hư biết điều cũng đủ để cho hắn xúc tiến việc này. Hơn nữa nơi này có phong cảnh rất đẹp, nếu không phải trụ sở tôn giáo hợp pháp đúng là không còn gì để nói. Ha ha, nhờ phúc của Chủ tịch Triệu, nếu việc này có thể thành thì toàn bộ Kỳ Lân Quan đều cảm kích Chủ tịch Triệu. Đạo trưởng Minh Hư rất kích động mà nói. Trước đây Kỳ Lân Quan hoàn toàn bị coi là nơi bất hợp pháp, dù ai đến chặt cây cối thì đạo sĩ trong quan cũng không làm gì được. Nếu nói nặng thì người ta nói đây là nơi bất hợp pháp, vì thế anh chỉ có thể bó tay bó chân. Đạo trưởng Minh Hư tự tin Kỳ Lân Quan chỉ cần được phê duyệt thì với bản lĩnh của y thì nhiều lắm 3 năm sẽ khiến Kỳ Lân Quan thành thánh địa hương khóa trong phạm vi vài trăm km xung quanh. Không nói mấy huyện xung quanh Hoa Lâm, dù là Hồ Nam, Tân Châu, Vĩnh Lương, Thông Thành đều sẽ có một nhóm thiện nam tín nữ tới hương khói. Triệu Quốc Đống xua tay không nói nhiều. Kỳ Lân Quan này chẳng qua chỉ là một phần trong quy hoạch phát triển du lịch tại Mã Thủ của hắn mà thôi. Trong đoàn người Chu Quốc Bình có hai anh em họ Đào làm Triệu Quốc Đống có chút tò mò. Theo Chu Quốc Bình giới thiệu thì khách sạn 3 sao, Nhã Văn ở Miên Châu do hai anh em này kinh doanh. Ngoài việc này thì khu du lịch Lưu Hoa Cốc trong Miên Châu do hai anh em này kinh doanh. Bọn họ giành được quyền khai thác 3 năm trước, bây giờ bắt đầu thu lãi. Hai anh em này là nhân vật mà Triệu Quốc Đống chú ý tạo quan hệ. Theo quốc lộ Tân Hoa và đường Hà Hoa chính thức thông xe, khó khăn về giao thông của Hoa Lâm sẽ được phá vỡ, như vậy Hoa Lâm sẽ có điều kiện mà thu hút đầu tư. Thu hút các công ty, nhà máy ngành công nghiệp vào thì Triệu Quốc Đống không quá hy vọng, dù sao muốn một huyện không có trụ cột công nghiệp mà phát triển mạnh ngành này ngay là không thực tế. Chỉ có thể dùng chính tài nguyên hiện có của Hoa Lâm mà phát triển. Mà trong mắt Triệu Quốc Đống thì Hoa Lâm thích hợp nhất là phát triển du lịch. Nhất là con đường từ núi Hốt Luân tới Kỳ Lân Quan thì có thể coi là khu du lịch cấp quốc gia. Hơi cải tạo một chút là sẽ thành một khu du lịch rất tốt. Đồ ăn chay Kỳ Lân Quan làm người ta phải than thở, rượu bích ngọc nhũ được Kỳ Lân Quan làm theo bí pháp cổ truyền. Làm các vị khách vốn ăn thịt cá quen thấy lạ miệng, ăn rất ngon. Kỳ Lân Động, Thiên Vương Bình, mấy cảnh quan sau lưng Kỳ Lân Quan đang không ngừng được đạo trưởng Minh Hư và Triệu Quốc Đống giới thiệu. Những vị khách nghe mà muốn si mê. Hơn nữa việc chỉ mấy tấm bia đá cổ cũng đủ để đạo trưởng Minh Hư nói một lúc lâu. Nơi này đẹp thật. Cù Vận Bạch ăn xong liền cùng Triệu Quốc Đống đi dạo trên sườn núi phía sau Kỳ Lân Quan, cây cối rậm rạp, tiếng chim hót véo von, thi thoảng có mấy con động vật nhỏ chạy trong đám cỏ làm người ta thấy vui vẻ. Vẻ đẹp tự nhiên và vẻ đẹp văn minh dung hợp một cách phù hợp đó chính là vật báu vô giá mà ông trời và tổ tiên ban cho chúng ta. Nếu chúng ta không thể lợi dụng nó thì đó chính là lãng phí. Mà nếu như chúng ta không khống chế tư tưởng hưởng thụ thì đó lại là phạm tội. Có đôi khi em có chút mâu thuẫn, thấy dân chúng xung quanh rất nghèo, suốt ngày lo cho cuộc sống, em hạ quyết tâm tìm con đường thoát nghèo, làm giàu thích hợp với bọn họ. Nhưng nghĩ tới nơi này chỉ cần phát triển 10 năm, 20 năm thì bao phong cảnh sẽ không còn,
em không dám cam đoan ngày sau mọi người có thái độ như em không. Vì lợi ích trước mắt mà rất nhiều người không tiếc hủy đi báu vật quý giá mà tổ tiên lưu cho chúng ta. Cù Vận Bạch lẳng lặng lắng nghe Triệu Quốc Đống nói. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mà Triệu Quốc Đống đã như thay đổi hẳn. Nếu như nói lúc ở Sở Giao Thông còn không rõ ràng. Như vậy 3 tháng ở Hoa Lâm khiến cho sự xúc động trước đây của Triệu Quốc Đống không còn nữa. Cù tỷ, chị nói em nên làm gì bây giờ? Thích hợp khai thác, lợi dụng hợp lý. Cù Vận Bạch cười nói. Quyển 5, chương 50, tài nguyên du lịch. Nói thì dễ nhưng dù là nhà đầu tư hay lãnh đạo chính quyền bây giờ khó làm được như vậy. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Cậu đã ở đây thì có thể khiến mọi người làm theo ý mình mà. Chị tin theo thời đại phát triển thì sẽ nhiều người chú ý tới điểm này. Cù Vận Bạch gật đầu nói. Mắt Triệu Quốc Đống sáng lên nói. Sinh em ra là cha mẹ, người hiểu em là Cù Tỷ. Cù Vận Bạch liếc nhìn Triệu Quốc Đống đầy âu yếm rồi bĩu môi nói. Cậu tốt nhất là suy nghĩ xem làm như thế nào đánh động anh em Đào gia kia, chị thấy bọn họ có hứng thú với nơi này. Cù Tỷ cũng nhìn ra ý đồ của em. Nếu chị không biết cậu nghĩ gì, vậy đúng là uổng 1 năm đồng nghiệp. Cù Vận Bạch làm nũng mà nói. Không chỉ là đồng nghiệp phải không Cù Tỷ? Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Cù Vận Bạch đỏ mặt nói. Ba hoa. Triệu Quốc Đống cho đến bao giờ không phải người sợ đối đầu, thậm chí nhiều lúc còn hơi cản rỡ. Hắn tham lam chiếm lấy đôi môi anh đào của Cù Vận Bạch, lưỡi như con rắn tiến vào bên trong. Ngọn lửa tình như từ ngàn dặm xa xẹt đến khắp người Cù Vận Bạch. Cô vô thức ôm eo Triệu Quốc Đống, lúc này Cù Vận Bạch càng thêm dịu dàng, ngoan ngoãn hơn lần trước. 3 tháng xa cách, Cù Vận Bạch vẫn nhớ Triệu Quốc Đống, nhất là cô độc thân làm việc ở Giang Khẩu làm cho gặp áp lực rất lớn. Cô một lần nữa thấy cô đơn, mà giờ phút này ngọn lửa tình đã được bộc phát. Triệu Quốc Đống cũng không ngờ Cù Vận Bạch lại phối hợp với động tác của mình như vậy, hơi thở nóng ấm, hai má nóng bừng, đôi mắt đẹp đầy yêu thương làm cho hắn mừng như điên. Chỉ tiếc bộ váy của Cù Vận Bạch mặc đúng là không tiện, cởi khóa sau lưng càng làm Triệu Quốc Đống khó có thể đột phá, nếu không chắc chỉ có thể lột trần Cù Vận Bạch mới có thể đạt được mục đích. Cho nên Triệu Quốc Đống cũng không tham lam, chỉ là tận hưởng cảm giác dục vọng này mà thôi. Cù Vận Bạch dựa vào lòng Triệu Quốc Đống làm hắn thấy ngứa ngáy, khó có thể khống chế. Hắn liền đưa tay vào dưới váy, sờ sờ cặp mông căng tròn của Cù Vận Bạch, ngón tay lướt qua bên ngoài thung lũng làm Cù Vận Bạch run lên và cuộn mình vào lòng hắn. Triệu Quốc Đống lúc này mới hiểu được chinh phục tâm linh phụ nữ còn thích hơn là thân xác của cô. Lúc này Cù Vận Bạch không nói gì nhiều mà chỉ mê say nằm trong lòng hắn, cô như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn ngẩng đầu lên nhìn và bao phủ hết lý trí của Triệu Quốc Đống. Ha ha, anh hạ quá khen rồi. Chẳng qua Hoa Lâm do ở trong núi nên giao thông bế tắc, ít người biết đến. Kỳ Lân Quan chỉ là một bộ phận mà thôi, ngày mai chúng ta còn có thể đi về phía đông đến thung lũng Huyền Âm, Tê Ngưu Lĩnh, đến núi Hốt Luận. Trong đó có dòng sông ngầm, suối nước nóng, thung lũng kéo dài, tuyệt đối không kém gì Cửu Hoa Sơn, Thanh Thành. Triệu Quốc Đống cũng rất tôn trọng vị họ hạ này. Mặc dù Chu Quốc Bình cũng không nói rõ người này làm ở trong ngành gì. Nhưng Chu Quốc Bình chỉ nói người này giỏi về đầu tư, dù cho ngành sản xuất nào cũng có thể bóng dáng của y. Hơn nữa sau lưng y còn có một quần thể khá lớn mạnh. Chẳng những có nhiều họ hàng ở nước ngoài, hơn nữa họ hàng trong nước cũng kinh doanh nhiều năm. Vậy sao? Vậy ngày mai tôi phải sang đó mới được. Quốc Bình gọi tới thì tôi vốn nghĩ chẳng có gì để xem, không ngờ Hoa Lâm tôi chưa từng nghe đến lại có phong cảnh đẹp như vậy, đúng là làm tôi vui mừng. Chỉ là hệ thống giao thông ở đây hơi kém, nếu như sửa lại thì nhất định thành điểm nóng. Hạ Bách Linh không để ý đến vẻ mặt muốn nói lại thôi của anh em họ Đào mà tự nói việc của mình. Hai anh Đào đều là chuyên gia trong ngành này, không biết có ý kiến gì với tài nguyên du lịch Hoa Lâm chúng tôi không? Triệu Quốc Đống cười nói. Ha ha, anh Hạ vừa nãy đã khen ở đây tuyệt đẹp như vậy, hai anh em tôi còn có thể có gì để nói chứ? Chỉ riêng về phong cảnh và nhân văn thì đúng là được. Nhưng điều nuối tiếc duy nhất chính là điều kiện trụ cột quá kém. Tôi đã quan sát các cơ sở vật chất của Hoa Lâm. Tình hình huyện thành Hoa Lâm rất kém, giống như những năm 70 vậy. So sánh với mấy huyện bên Kiến Dương, Miên Châu thì kéo tầm chục năm. Cũng may đường quốc lộ vào Hoa Lâm đang được làm, nhưng ít nhất chúng ta có mấy km đường đất, hai bên đường không có bất cứ ngành phục vụ nào. Bản thân Kỳ Lân Quan cũng có nhiều công trình kiến trúc cần sửa, cho nên nếu muốn biến Kỳ Lân Quan thành thắng cảnh du lịch thì cần phải tốn nhiều tâm tư. Đào Tông Tinh nói rất thẳng,
không nghe ra khuynh hướng gì. Y chỉ ra vấn đề rất thực tế, phương tiện trụ cột không phải một hai ngày là giải quyết được, hơn nữa cả các ngành phục vụ, không phải một hai công ty du lịch là giải quyết được, còn cần quy hoạch và bố cục thống nhất. Không có kế hoạch lâu dài và tài chính sung túc đảm bảo thì tuyệt đối không thể thành công. Không khí du lịch của cả thị xã Ninh Lăng đều không phát triển, đây là một vấn đề rất quan trọng. Thiếu ý thức bồi dưỡng thị trường du lịch, trên đường chúng tôi đi tới thì phải nói Ninh Lăng có núi có sông, các huyện khác có lẽ cũng nhiều thắng cảnh du lịch đẹp, nhưng có vẻ như không ai có ý thức khai thác. Chủ tịch Triệu, anh có lẽ là ngoại lệ duy nhất thì phải. Thị xã Ninh Lăng vậy mà còn không có cục du lịch chuyên môn là có thể thấy được mà. Theo tôi biết không ít huyện có tài nguyên du lịch phong phú ở An Đô, Miên Châu, Kiến Dương đều đã thành lập phòng du lịch của bọn họ. Đào Tông Hán cũng nói thêm vào. Quan niệm của lãnh đạo quyết định việc tài nguyên du lịch một khu vực có thể được sử dụng và phát triển tốt hay không. Mà ngành du lịch, ngành bảo vệ môi trường là ngành sản xuất rất có tương lai phát triển. Thật khó tưởng tượng thị xã Ninh Lăng có nhiều tài nguyên du lịch như vậy mà lại còn suy nghĩ như vậy. Nói rất đúng, tôi nghĩ nếu như lãnh đạo thị xã có thể ở đây nghe hai anh phân tích như vậy thì có lẽ sẽ xúc động. Các khu vực khác tôi không quản được, nhưng ở huyện Hoa Lâm thì tôi đã suy nghĩ kỹ, tạo con đường du lịch từ Kỳ Lân Quan đến núi Hối Luân. Đây cũng là nguyên nhân tại sao tôi tốn nhiều công sức để thúc đẩy công trình quốc lộ Tân Hoa và quốc lộ Bồng Hoa. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Hai anh, tôi không thích giấu giếm gì, có gì nói thẳng. Lúc trước khi Chu Ca và Hoa Ca nói muốn tới đây thăm tôi liền nhờ hai anh này xem có bạn nào bên ngành du lịch thì mời tới cùng. Chu Ca đề cử hai vị với tôi, cho nên tôi nhờ Chu Ca cứ mời bạn tới đây xem. Thứ nhất bạn của Chu Ca, Hoa Ca thì chính là bạn của Triệu Quốc Đống tôi, làm quen một chút, cũng hy vọng bạn bè tới Hoa Lâm chơi nhiều hơn một chút. Thứ hai cũng hy vọng có thể có bạn làm trong ngành du lịch đến bàn bạc, đưa ra đề nghị và ý kiến cho chúng tôi. Dù không hợp ý cũng không sao, ngày sau có lẽ mọi người có nhiều cơ hội gặp mặt nhau mà. Ha ha, Chủ tịch Triệu quá khách khí rồi. Lão Chu và Lão Hoa là bạn nhiều năm với chúng tôi. Hai anh em chúng tôi mặc dù đang kinh doanh trong mảng du lịch, nhưng chỉ mới bước đầu lục lọi mà thôi, cũng không đạt đến tầm sâu. Chẳng qua làm vài năm nên có ý kiến của mình mà thôi. Đào Tông Tinh cười nói. Lão Chu cũng nói với tôi Chủ tịch Triệu còn trẻ mà có năng lực, người cũng chân thành, trượng nghĩ. Lão Chu nói như vậy chứng minh Chủ tịch Triệu đáng quan hệ. Nếu có cơ hội thì chúng tôi cũng rất sẵn lòng hợp tác với anh. Quyển 5, chương 51, Tài nguyên du lịch 2. Đào Tông Tinh nói chuyện rất có nghệ thuật, vừa không cố lộ ý của mình, vừa tỏ vẻ muốn hợp tác với Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống làm sao không nghe ra điều này. Ý của Đào Huynh tức là thắng cảnh du lịch Hoa Lâm chúng tôi rất đáng coi trọng nhưng muốn khai thác thì cần nhiều tài chính phải không? Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Đúng. Công ty Tinh Hán còn không có nhiều tài chính như vậy để một mình gánh vác. Đào Tông Tinh nói. Vậy nếu như kêu gọi thêm vài nhà đầu tư chiến lược vào thì có thể giải quyết được vấn đề không? Triệu Quốc Đống cười cười nhìn xung quanh mà nói. Ha ha, Chủ tịch Triệu rất thông minh, vừa nói đã chính xác. Đây cũng là mục đích của tôi và đám bạn tới đây. Bọn họ mặc dù không đi cùng tới Hoa Lâm nhưng cũng rất hứng thú với những thứ đáng giá đầu tư. Cho nên tôi cũng mời bọn họ tới xem có hứng thú không. Mắt Đào Tông Tinh sáng lên, Triệu Quốc Đống này đúng là rất khôn khéo, thoáng cái nghe ra mùi vị trong này. Ha ha, rất chào đón. Không cần biết các bạn có đầu tư hay không thì đều hoan nghênh. Triệu Quốc Đống cười nói. Không khí hòa hợp hơn nhiều, Triệu Quốc Đống cảm thấy anh em họ Đào rất coi trọng ý kiến của Hạ Bách Linh. Ngoài ra còn có họ Phong mặc dù không phát biểu ý kiến nhưng xem ra cũng có chút thực lực. Chẳng qua Triệu Quốc Đống tin rằng mình chỉ cần tỏ thái độ, hơn nữa ngày mai tới núi Hốt Luân thì những người này càng thích hơn nữa. Đương nhiên muốn có quyết định thì phải tìm hiểu kỹ hơn, đây cũng không phải chuyện một hai ngày là xử lý xong. Chỉ riêng bố trí của đạo trưởng Minh Hư là có thể nhìn ra người này hiểu rõ khu vực ra sao. Chẳng qua đúng như lời Đào Tông Tinh nói, chúng ta giai đoạn đầu cần đầu tư một con số khổng lồ, không có vài chục triệu là không thể. Cù Vận Bạch lúc này như một cô gái bé bỏng dựa vào lòng Triệu Quốc Đống. Mà Triệu Quốc Đống lại đang dựa vào cây cột, tay đang vuốt ve lưng đối phương. Ừ, đây là thử thách một nhà đầu tư có can đảm và ánh mắt không? Có thể bỏ ra 30, 50 triệu mà kéo dài 2 năm không thu lại vốn, không thấy hiệu quả, nhưng cũng có thể trong 3, 5 năm sau sẽ có thu hoạch rất lớn. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng mà nói.
công ty Tinh Hán không ăn hết cho nên mới yêu cầu kêu gọi thêm các nhà đầu tư khác. Em đã giao rất nhiều tài liệu cho Chu Quốc Bình, để y giao cho những nhà đầu tư khác và mời bọn họ tới khảo sát. Bảo sao chị nói Chu Quốc Bình tới thăm em mà lại có nhiều người không quen đi cùng như vậy? Cù Vận Bạch gật đầu nói. Chị đã đến Lưu Hoa Cốc, công ty Tinh Hán của anh em họ Đào đúng là có trình độ. Lưu Hoa Cốc chẳng qua chỉ là một thung lũng hẻo lánh của huyện An Sương, chỉ là vị trí tốt một chút mà thôi. Hai anh em bọn họ có thể biến đây thành thắng cảnh du lịch nổi tiếng của Miên Châu, không có chút bản lĩnh là không được. Nếu công ty Tinh Hán thật sự đầu tư vào đây, chị thấy đây là cơ hội hiếm có đối với Hoa Lâm. Chẳng qua chị sợ công ty Tinh Hán không có đủ tài chính để làm hạng mục này. Trong núi khá lạnh, tay Triệu Quốc Đống cố ý đưa vào dưới váy Cù Vận Bạch, khẽ nghịch ngợm bụng cô, sau đó tiến lên trên, một cặp vú cao vút mềm mại mà trơn bóng vào tay. Cù Vận Bạch xoay người trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống mặt vẫn rất bình tĩnh. Ừ, cho nên thu hút đầu tư là nhất định, hạng mục lớn như vậy làm tốt không nói trăm triệu nhưng ít nhất cũng phải bỏ 50, 60 ngàn vào. Hai tay Triệu Quốc Đống vẫn đang tranh thủ bóp vú đối phương, mặt đầy hưởng thụ mà nói. Chẳng qua em không lo vấn đề tài chính, Hạ Bách Linh và họ Phong kia có lẽ là mục tiêu của anh em họ Đào. Chị không nên coi thường nhà kinh doanh Chiết Giang, bây giờ mặc dù không có nhiều danh tiếng trong nước, nhưng ở khắp nơi tại quốc tế đều có bóng dáng bọn họ. Bọn họ là đám người có sức sống và nhạy bén với cơ hội nhanh nhất. Bọn họ nắm chắc cơ hội còn hơn cả người Quảng Đông. Đó không phải con số nhỏ, đối với một người trong ngành sản xuất này sợ rằng dù hào phóng đến đâu cũng không dễ dàng ra tay. Mà với biểu hiện của anh em họ Đào hôm nay thì nếu không có nhà đầu tư chiến lược thì chỉ sợ bọn họ không dễ nhận hạng mục này. Cù Vận Bạch mặc dù đã làm trưởng phòng du lịch Giang Khẩu gần năm, nhưng tài nguyên du lịch của Giang Khẩu kém xa Hoa Lâm, hơn nữa huyện không chú trọng, đưa cô lên vị trí này là cho có mà thôi. Nếu cô muốn làm được gì là không thể, lúc này đột nhiên chạm vào cơ hội thì đột nhiên khá hứng thú. Đúng, mặc dù anh em họ Đào có năng lực kinh doanh, nhưng người khác chưa chắc đã tin được. Tin cũng chưa chắc có hứng thú. Nếu là người nào đó đi trước thì còn có tác dụng. Triệu Quốc Đống vẫn đang suy nghĩ vấn đề này. Công ty Tinh Hán mở Lưu Hoa Cốc khá thành công, hợp tác tốt với chính quyền địa phương. Theo Triệu Quốc Đống hiểu thì lãi năm nay của bọn họ cao hơn năm trước 20%, nó cách khác không có bất ngờ xảy ra thì 5 đến 8 năm là thu được vốn, sau này chính là lãi ròng. Cù Vận Bạch rất thích nhìn Triệu Quốc Đống suy nghĩ, điều này làm cô có cảm giác như mình đang xem bức tượng nghệ thuật. Triệu Quốc Đống biết tài chính không phải khó giải quyết, công ty nước suối Thương Lãng làm nhà đầu tư chiến lược là quá đơn giản. Chẳng qua Triệu Quốc Đống không biết công ty nước suối Thương Lãng dính vào công việc của hắn. Hơn nữa nước suối Thương Lãng đang phát triển với tốc độ cao, không có tâm trí đâu mà đầu tư sang bên du lịch. Đầu tư có thể, nhưng ai thay mặt nước suối Thương Lãng mà giám sát quyền lợi bên này mới là quan trọng nhất. Vận Bạch, chỉ có phải không được thuận lợi ở Giang Khẩu. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Cù Vận Bạch run lên. Đây là lần đầu Triệu Quốc Đống gọi cô là Vận Bạch, trước đây đều gọi cô là Cù Tỷ, hoặc chủ nhiệm Cù. Đây có lẽ làm ám chỉ làm tim Cù Vận Bạch đập mạnh. Sao thế? Thấy Cù Vận Bạch mãi không trả lời, Triệu Quốc Đống hỏi. Không có gì, sao cậu đột nhiên lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ hy vọng chỉ tới Hoa Lâm làm trưởng phòng du lịch sao? Cù Vận Bạch cười hì hì mà nói. Ha ha, em không có ý đó, đến đây làm trưởng phòng du lịch thì có gì thích, chị đến làm chủ tịch huyện còn được. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Bây giờ không phải có thể xin ngừng công tác sao? Nếu chị thấy bên đó không thuận lợi thì xin ngừng công tác đi, tìm một việc mà làm. Chị còn tưởng cậu muốn chị thôi việc và nuôi chị. Cù Vận Bạch nũng nịu nói. Em cũng muốn, nhưng Vận Bạch có phải người như vậy không? Chị nuôi em còn được. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Phi, đàn ông mà nói như vậy sao? Cù Vận Bạch thở dài một tiếng nói. Chị ra thì làm gì? Tuổi chị không nhỏ, chị học toán đã sớm quên hết rồi. Em thấy Vận Bạch khá hứng thú với ngành du lịch, nếu không chị lại đây làm đi. Triệu Quốc Đống đề nghị. Em muốn chị tới công ty Tinh Hán của anh em họ Đào sao? Cù Vận Bạch nói. Làm thuê thì không phải, nếu thích hợp thì em định đầu tư vào hạng mục này ở Hoa Lâm. Chị có thể thay mặt em tiến vào làm cổ đông chiến lược. Triệu Quốc Đống nói rất bình tĩnh. Hắn đã nghĩ kỹ, du lịch không do hắn phụ trách, hắn chỉ làm việc dẫn mối, chi tiết cuối cùng là do lãnh đạo huyện phụ trách bàn bạc. Hắn cùng lắm chỉ nói ra ý kiến của mình mà thôi.
công ty kinh doanh nước suối Thương Lãng góp cổ phần là bình thường. Tầm 20 triệu đối với tài chính công ty đã không đáng gì. Hai hôm trước Trường Xuyên gọi điện tới nói cho hắn biết nước suối Thương Lãng không chỉ tiếp tục mở rộng ở thị trường An Nguyên, Trùng Khánh, Quảng Tây, còn phát triển mạnh ở Hồ Nam, Hồ Bắc cùng với Tứ Xuyên cùng Quý Châu. Nhà máy bây giờ sản xuất một ngày được 800.000 bình, tài chính tiến vào công ty hàng ngày đạt trên 3 triệu, chỉ một tháng năm mà tiền mặt về kết công ty đã đạt 24 triệu, có lẽ tháng 6, 7, 8 còn đạt con số kỷ lục lớn hơn nữa. Quyển 5, chương 52, Tài nguyên du lịch 3. Nước suối Thương Lãng tiêu thụ rất mạnh, tài chính vào quá lớn đã tạo thành tin tưởng cho Triệu Quốc Đống. Mặc dù hắn cũng đã tính tới đây là năm nước suối Thương Lãng tiến thêm, nhưng không ngờ lại phát triển mạnh như vậy. Nhất là Đức Sơn khai thác thị trường Hồ Nam, Hồ Bắc và Quý Châu lại thuận lợi như vậy. Đây một phần có nguyên nhân do nước suối Thương Lãng lên CCTV, đồng thời cũng liên quan tới năng lực của Đức Sơn. Chẳng qua Triệu Quốc Đống và Trường Xuyên hiểu nhà máy ở Thương Lãng chỉ mở rộng ra một giới hạn nhất định. Mấy tỉnh xung quanh đều nhét vào trong phạm vi, mà sản lượng một ngày 850.000 bình đã là công suất lớn nhất mà dây chuyền sản xuất đáp ứng được. Nếu mở rộng thì phải thêm dây chuyền sản xuất mới, hơn nữa sẽ ảnh hưởng tới nguồn nước. Nếu không tính tới khâu vận chuyển thì Triệu Quốc Đống đã tính sản lượng một ngày 2 triệu bình là cực hạn của nguồn nước, nhưng đây chỉ là con số lý thuyết. Trên thực tế Triệu Quốc Đống và Trường Xuyên đều không cho rằng ở đây đáng để mở rộng quy mô, đương nhiên tăng lên vừa phải là điều cần làm. Vậy cách tốt hơn là tìm nguồn nước mới ở Giang Tây hoặc An Huy, như vậy sẽ mở ra thị trường Hoa Đông. Tìm nguồn ở Thiểm Tây, Sơn Tây sẽ mở thị trường Tây Bắc. Mà công ty đã phái nhân viên kỹ thuật bắt đầu tìm nguồn nước thích hợp ở Cát Lâm, Trường Bạch Sơn, chuẩn bị mở thị trường Đông Bắc, Hoa Bắc, Kinh Tân. Theo Triệu Quốc Đống nhớ thì nước suối ở Trường Bạch Sơn được cho là nước tốt nhất của cả Trung Quốc, hơn nữa phân bố rộng, nguồn nước sung túc, đáng để đầu tư. Theo tình hình phát triển của công ty kinh doanh nước suối Thương Lãng, sau khi mùa tiêu thụ thịnh vượng kết thúc thì sẽ lãi tầm 80 triệu, đủ để xây dựng trụ sở ở Tân Châu, xây dựng nhà máy mới hoặc là ủng hộ công ty Thiên Phu. Thậm chí đầu tư tầm 20 triệu ở huyện Hoa Lâm cũng không vấn đề gì. Bây giờ nước suối Thương Lãng như một kho báu lớn, có thể vĩnh viễn cung cấp vàng trắng. Cù Vận Bạch nghe Triệu Quốc Đống nói như vậy mà ngẩn ra, đầu tư là sao? Cù Vận Bạch biết một chút tình hình về Triệu Quốc Đống, nhất là trước khi Triệu Quốc Đống làm phó chủ nhiệm khu khai phát, Ủy ban kỷ luật Giang Khẩu đã tiến hành điều tra về thu nhập của Triệu Quốc Đống. Cô mơ hồ biết hai em trai của Triệu Quốc Đống mở bãi cát ở bờ sông Giang Miếu, có lẽ kiếm được chút tiền. Chẳng qua bãi cát lãi được bao chứ? Cù Vận Bạch dám khẳng định tiền này còn kém xa so với số tiền đầu tư được vào công ty Tinh Hán. Triệu Quốc Đống cũng thấy vẻ mặt Cù Vận Bạch của nên nói. Đây là em dự định bảo công ty của em trai em bỏ tiền đầu tư góp cổ phần. Công ty em của cậu. Cù Vận Bạch gật đầu. Xem ra em của Triệu Quốc Đống không chỉ kinh doanh bãi cát, có lẽ đã thay đổi hạng mục công ty. Công ty của em trai em, hoặc là công ty của gia đình em. Chẳng qua do em làm trong nhà nước nên không nắm cổ phần. Chẳng qua em có quyền quyết định tuyệt đối. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng. Vậy ý cậu là muốn công ty gia đình đầu tư vào hạng mục này với công ty Tinh Hán nếu anh em đào ra muốn phát triển hạng mục này? Cù Vận Bạch thấy đầu mình to ra, công ty gia đình. Cô biết điều kiện gia đình Triệu Quốc Đống mà. Bố mẹ là công nhân của nhà máy dệt, nếu nói có công ty gia đình thì chính là Triệu Quốc Đống đứng sau làm nó phát triển. Vậy cậu thấy công ty của nhà mình có thể đầu tư bao nhiêu? Tầm 20 triệu. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Hắn biết lời mình nói sẽ làm Cù Vận Bạch cảm thấy phức tạp, mà hắn cũng cần thời gian giải thích nhiều chuyện. Cù Vận Bạch ngẩn ra. 20 triệu, nhân dân tệ hay là tiền trước giải phóng? Cù Vận Bạch đương nhiên hiểu rõ 20 triệu là như thế nào. Thu nhập một năm lương của cô, không ăn không uống thì phải 2-3 ngàn năm mới kiếm được. Nếu nói anh em Đào Gia hoặc Hạ Bách Linh, họ Phong kia đầu tư nhiều như vậy thì cô còn có thể chấp nhận. Nhưng chuyện này do Triệu Quốc Đống làm thì cô không thể tin. Cù Vận Bạch cảm thấy miệng khô khốc, tim đập rất mạnh, cô vô thức giãy ra khỏi lòng Triệu Quốc Đống nhưng lại bị hắn chặn đứng lại. Cù Vận Bạch thở dài một tiếng mà nhìn Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống vẫn rất bình tĩnh, mặt không hề có vẻ giả vờ hay là đắc ý, tự hào, trông tự tin mà. Có thể nói cho chị biết rõ không? Cù Vận Bạch nói, đương nhiên, em sớm muốn nói chuyện với chị nhưng không có cơ hội thích hợp. Thực ra cũng chẳng có gì đáng nói, em chỉ là nhìn xa một chút và may mắn thôi.
khi Triệu Quốc Đống nói từ việc làm bãi cát đến chơi cổ phiếu, đến thị trường chứng khoán Thượng Hải. Cù Vận Bạch đúng là vừa sợ vừa phục. Khi cô nghe Triệu Quốc Đống mở công ty kinh doanh nước suối Thương Lãng, Cù Vận Bạch không nhịn được mà nói. Em nói nước suối Thương Lãng là do em làm ra. Chính là nước suối Thương Lãng được quảng cáo trên đài CCTV. Chính là nước suối Thương Lãng mà chúng ta vẫn uống. Đúng thế, Vận Bạch, chị không cần có vẻ mặt như vậy chứ. Triệu Quốc Đống cười nói. Trên thực tế dùng hai chữ thành công không thể hình dung quá trình quật khởi của nước suối Thương Lãng. Nó đã thành ngọn cờ đầu trong ngành sản xuất thực phẩm đồ uống của tỉnh An Nguyên, nghiễm nhiên trở thành ngọn cờ đầu của ngành sản xuất đồ uống khu vực Trung Tây, nhất là chỉ trong 2 năm ngắn ngủi đã lặng lẽ thành một con quái vật khổng lồ, hơn nữa còn được lên giờ vàng của CCTV, đây là điều khiến người ta phải chú ý. Nếu không phải Trường Xuyên cố ý tránh né truyền thông, Đức Sơn ở công ty không nhiều mấy thì nước suối Thương Lãng còn nổi tiếng hơn nữa. Chẳng qua Triệu Quốc Đống đã sớm nói với Trường Xuyên bây giờ là lúc tạo hình ảnh sản phẩm và hình tượng công ty, không phải tạo uy tín cá nhân. Công ty do gia đình khống chế cổ phần, không phải công ty nhà nước, trên thực tế thuộc về tư nhân, quyền nằm trong tay mình. Không thể ngờ được, chị không thể ngờ được, nếu như không phải cậu nói dối thì tức là chị điên. Cù Vận Bạch bây giờ vẫn không thể tin, mặc dù cô biết Triệu Quốc Đống không thể trêu mình đến mức như vậy. Cảm nhận được Cù Vận Bạch vẫn muốn giữ khoảng cách nhất định với mình, Triệu Quốc Đống cười cười ôm chặt cô lại. Vận Bạch, chị không phải vì nguyên nhân này mà phải xác định lại quan hệ với em đó chứ. Em muốn chúng ta giữ được quan hệ mật thiết như bây giờ. Cù Vận Bạch hít sâu một hơi, cô thấy mình phản ứng đúng là hơi quá. Dù Triệu Quốc Đống có là Triệu Phú cũng có liên quan gì tới mình. Mình cũng không mong gì, cũng không mong thành người nhà của hắn, điểm này cô đã nói với hắn mà. Quốc Đống, chị càng lúc càng không nhìn rõ em. Nếu đúng như lời em nói, em có thể dễ dàng bỏ ra 20 triệu mà đầu tư. Vậy em không cần tới huyện Hoa Lâm này làm phó chủ tịch huyện làm gì chứ? Cù Vận Bạch biết mình hỏi như vậy không thích hợp, nhưng nếu Triệu Quốc Đống thật sự muốn kinh doanh thì có lẽ đã không tới sở giao thông, tiền hắn kiếm được đủ để tiêu mấy chục đời. Quyển 5, chương 53, hiểu nhau. Vận Bạch, nếu vì tiền thì em không cần phải ở lại Hoa Lâm này. Nếu thật lòng muốn giúp đỡ để thay đổi diện mạo huyện nghèo khó thì chị hoàn toàn có thể tạo ra nhiều của cải đến trợ giúp, em tin nếu làm vậy thì em làm được, nhưng hiệu quả chưa chắc đã tốt. Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút. Trung Quốc từ xưa tới nay vẫn dựa theo thể chế quan lại, rất nhiều chuyện nếu cơ quan chính phủ thúc đẩy thì sẽ có được tài nguyên mà không một xí nghiệp tầm thường hay một thương nhân nào có thể tưởng tượng được. Có lẽ chị cảm thấy chị có thể dùng sự thành công trong thương nghiệp để trợ giúp hoặc là thúc đẩy nhưng điều kiện tiên quyết thì vẫn phải thành lập dưới sự tán đồng của chính phủ. Đó cũng là ước nguyện ban đầu của em khi một lòng muốn dấn thân vào con đường làm quan, đương nhiên để tồn tại trong quan trường thì phải chịu rất nhiều hạn chế và ước thúc, nhất là khi anh muốn trả thù chính trị thì không thể không ẩn giật, nhẫn nại và tiếp nhận một số khái niệm không nhất trí với ý nguyện và ý tưởng nội tâm của anh, cái kiểu này có hương vị gián tiếp cứu nước. Nhưng nếu không vậy thì anh sẽ trở thành khác loài và khác loại, sẽ dần dần bị cô lập, cho nên em và chị đều phải làm một ít thỏa hiệp và nhượng bộ, áp dụng thủ đoạn sáng suốt hơn và sách lược hơn để đạt được mục đích của chúng ta, thực hiện ý tưởng của chúng ta. Sự thành công trên thương trường và làm ăn không thể đại biểu rằng anh cũng có thể thành công trên con đường làm quan, đương nhiên sẽ có những thời điểm sẽ có trợ giúp cho sự nghiệp của anh, nói thí dụ như ít nhất thì em không cần lo lắng về kinh tế nên sẽ không phạm sai lầm về kinh tế. Thậm chí có những lúc em có thể lợi dụng tài nguyên trong tay để trợ giúp nhưng kiểu này sẽ có tác dụng phụ, sẽ có một lúc nào đó lòng tốt hoặc là thiện ý của chị sẽ bị người khác coi như mục tiêu công kích. Triệu Quốc Đống mỉm cười. Tựa như khai phá một người phụ nữ, đương nhiên nếu như đối phương có thể làm cho chị lột xác biến thành một phụ nữ chân chính, hưởng thụ sự giao hòa tâm linh và dục vọng, thì tự nhiên chị sẽ vui lòng kính dâng và hưởng thụ. Triệu Quốc Đống nâng bờ mông tròn đầy của Cù Vận Bạch lên. Chiếc quần lót tơ tằm bó sát bị cởi xuống, những sợi lông như tơ nhung giống như bắt đầu khởi động cơn thủy triều, dưới ánh trăng một khối bạch ngọc tuyệt đẹp tựa như nữ thần lại hiện ra trên chiếc giường gỗ mộc mạc. Tuy rằng không phải là lần đầu tiên tiếp xúc với thân thể của Cù Vận Bạch nhưng sự vội vàng và mê loạn khiến lần đó cả hai người đều không được thực sự thản nhiên, không phải kiềm chế như lần này. Triệu Quốc Đống áp gò má lên vùng bụng bằng phẳng của Cù Vận Bạch, ngọc rốn như cơn xoáy, khu vực giữa hai chân đen như cỏ mực. Đôi chân dài cân xứng hơi cong lên dung hợp với eo thon thành một đường cong tuyệt mỹ, hai vú săn chắc ưỡn lên ngạo nghễ, sừng sững, khe rãnh mê hồn hồng hồng chợt tách ra dưới ánh trăng thả ra ma lực vô tận.
tình này, cảnh này có ai mà không say. Cái vật tràn đầy nam tính của Triệu Quốc Đống cũng hiện ra trước mắt Cù Vận Bạch, to dài nhưng cũng không hề quá khổ mà phối hợp cân xứng khiến cho nhìn từ trên xuống dưới chỗ nào cũng thoáng hiện sức hấp dẫn của cơ thể người đàn ông. Triệu Quốc Đống ôm lấy Cù Vận Bạch để cho cô ngồi xếp bằng trên người mình. Bốn mắt giao nhau, môi dính chặt vào nhau, chiếc lưỡi lập tức trở thành cầu nối trao đổi tình cảm giữa hai người. Dưới ánh trăng, Cù Vận Bạch mặc sức bày ra thân thể đầy đặn thành thục của mình, bỏ qua gánh nặng tâm lý, Cù Vận Bạch còn vui hơn bất kỳ người phụ nữ nào khác khi trước mặt mình là tình lang khiến mình rung động hiến dâng. Triệu Quốc Đống cố ngăn chặn cơn tình chiều vô biên trong nội tâm, đầu lưỡi lướt dọc cơ thể Cù Vận Bạch. Từ cổ đến xương quai xanh, sau đó từ từ đến hai gò thịt gồ ghề hiện đang căng mọng dưới bàn tay mình, tiết tấu khi day khi mút khiến cả người Cù Vận Bạch nhanh chóng nóng bừng lên. Cô chỉ có thể dùng sức ép chặt đầu Triệu Quốc Đống vào ngực mình nhưng mà vẫn không thể nào áp chế được sự bứt rứt của cơ thể do lửa tình thiêu đốt hừng hừng. Ngón tay của Triệu Quốc Đống chạy dọc theo háng Cù Vận Bạch chui vào trong bụi cỏ, khe thịt ẩm ướt nóng bỏng dường như cảm nhận được kẻ từ bên ngoài đến không có ý tốt nên khẩn trương co rút lại để tránh né sự xâm lấn của kẻ ngoại lại, nhưng đầu ngón tay lại vẫn linh hoạt nắm giữ thịt chai ấm áp trắng mịn kia. Đừng! Cù Vận Bạch ngượng ngùng giãy lên một cái. Lúc này cô tựa như một cô gái đôi mươi ngây ngô non nớt, phụng về ôm chặt lấy Triệu Quốc Đống đang trực bùng nổ. Cứ như vậy, đến đây đi. Triệu Quốc Đống hít một hơi thật sâu, hai tay nhấc mông Cù Vận Bạch lên đưa đúng vị trí rồi nhẹ nhàng buông tay ra, đồng thời hắn cũng hơi ưỡn hông lên tức thì cảm nhận được thằng em ăn kiếng suốt mấy tháng đâm vào một bí đạo lầy lộ. A! À, Cù Vận Bạch kêu lên một tiếng muốn giãy giụa thoát lên, nhưng lúc này đang không còn do cô có thể khống chế. Triệu Quốc Đống mạnh mẽ đỡ lấy mông của cô từ từ kéo xuống, cảm giác nếp thì ép sát sảng khoái dị thường giống như thủy triều bình thường bắt đầu quay cuồng. Một cái kẹp thịt khít chặt nóng như lửa khóa chặt thân thể Triệu Quốc Đống khiến hắn không nhịn nổi muốn rên to lên. Tăng thêm chút sức xuyên thấu tầng chướng ngại, rốt cuộc Cù Vận Bạch cũng cảm nhận được tư vị đau buốt cùng khoái hoạt khi lột xác thành đàn bà, chiếc gậy rắn chắc nóng như lửa cứ rút ra đâm vào trong cơ thể của mình, động tác tiếp xúc dịu dàng lúc đầu đã chuyển tiết tấu sang mãnh liệt và mang tính xâm lược. Khoái cảm cứ như con sóng sau cao hơn sóng trước từ từ tràn ngập mọi ngõ ngách trong cơ thể Cù Vận Bạch. Triệu Quốc Đống có phần kinh ngạc khi phát hiện biểu hiện của Cù Vận Bạch còn vụng dại và mới lạ hơn cả mình. Lúc ban đầu hắn còn tưởng rằng đối phương đã lâu không trải qua cảm giác này nhưng rồi hắn nhanh chóng phát hiện đối phương hoàn toàn là một gái tân. Theo lý thuyết thì một người phụ nữ thành thục tầm tuổi như cô hẳn là thoải mái dẫn dắt mình và cô bước tới đỉnh nhưng Triệu Quốc Đống lại phát hiện cô hoàn toàn mất phương hướng. Và mình lại dìu dắt cô hoàn thành một quá trình cũng không quá hoàn mỹ lắm. Nếu đây thực sự là lần đầu tiên của đối phương thì Triệu Quốc Đống có cảm giác mình phải có nghĩa vụ làm cho đối phương cảm nhận được đầy đủ sự khoái hoạt khi tâm linh và dục vọng giao hòa. Điều này cũng không có gì đáng ngượng ngùng cả, một đôi nam nữ trưởng thành cùng hưởng thụ khoái hoạt là điều hết sức bình thường. Cơn sóng tình mãnh liệt lần đầu tiên đã cuốn Cù Vận Bạch đi, cô hoàn toàn quên mất đang ở đâu, chỉ biết đuổi theo khoái cảm từ trên người đàn ông bên trên mình. Cô hoàn toàn đánh mất đi ý thức của mình, chỉ biết bị động mặc cho người đàn ông ít hơn mình vài tuổi này muốn làm gì thì làm, thậm chí còn hùa theo hắn vô điều kiện. Đến khi hết thảy trở về bình tĩnh, Cù Vận Bạch phát hiện mình gần như chẳng còn sức để nhấc một đầu ngón chân, cô chỉ có thể mặc cho Triệu Quốc Đống ôm vào trong lòng, để đầu của mình gối lên lồng ngực rắn chắc lẳng lặng cảm nhận. Vận Bạch, thích chứ? Sướng, cảm giác rất sướng, chưa từng cảm thấy sướng như vậy. Chẳng trách nhiều người phụ nữ sau khi kết hôn luôn tỏa ra một sức hấp dẫn kinh người. Cù Vận Bạch cảm khái nói những lời từ nội tâm, cổ nhân nói âm dương điều hòa, lời này xem ra là có đạo lý riêng cả, thiên địa vạn vật chỉ có âm dương hợp nhất mới là đạo tự nhiên chân chính. Triệu Quốc Đống rất ưa thích cách Cù Vận Bạch thể hiện tình cảm mà không che giấu này. Vận Bạch, em rất kinh ngạc, đây là lần đầu tiên của chị. Ừ, lần đầu tiên của chị khiến em cảm thấy vui mừng. Hoang mang hay là tiếc nuối? Cù Vận Bạch ngẩng đầu lên hỏi ngược lại. Triệu Quốc Đống mỉm cười, câu hỏi này rất thú vị. Tiếc nuối chắc chắn là không có người đàn ông nào hy vọng lần đầu tiên của người yêu mình lại không phải là mình. Đối với em mà nói thì chỉ có chút hoang mang và phấn chấn, một cảm giác rất phức tạp. Triệu Quốc Đống nghĩ một lúc rồi mới nói đầy nghiêm túc. Cù Vận Bạch hài lòng dán mặt vào ngực Triệu Quốc Đống, người đàn ông này cũng không hề lập dị cũng không giả dối. Cảm thụ của hắn đối với mình rất thản nhiên. Triệu Quốc Đống lẳng lặng lắng nghe Cù Vận Bạch kể lại mối tình đầu của cô ở đại học, đơn thuần mà lại kinh tâm động phách, nhưng nội quy trường học hết sức nghiêm túc thời đó khiến bọn họ không dám có bất kỳ cử chỉ nào vượt rào,
mãi cho đến khi người kia rời khỏi Trung Quốc sang bên bờ đại dương thì quan hệ giữa hai người không còn cơ hội nữa. Bỏ qua vận bạch nhất định là sai lầm và tiếc nuối lớn nhất đời tên kia. Triệu Quốc Đống xúc động nói. Không đến mức như vậy, chỉ là một người phụ nữ bình thường, chị cũng có thể hiểu được hắn, dù sao hắn muốn theo đuổi sự nghiệp và cuộc sống mà bản thân hắn muốn, điều này cũng không có gì đáng trách, chỉ có thể nói chị và hắn có duyên mà không có phận. Cù vận bạch cười ảm đạm, sau đó thản nhiên cười hỏi. Quốc Đống, em kể thiên tình sử của mình đi, đừng nói với chị rằng em cũng giống chị đó. Quyển 5, chương 54, tình nhân. Triệu Quốc Đống lần đầu tiên phát hiện rằng không ngờ mình lại có thể kể hết những mối tình của mình trước mặt Cù Vận Bạch mà không giấu giếm. Từ tình yêu đơn phương bị Khổng Nguyệt từ chối thời sơ trung trung học cơ sở, đến ngưỡng mộ Hoa Khôi khối thời cao trung, sau đó lại đến phấn đấu truy đuổi ở trường cảnh sát. Thậm chí hắn còn kể tỉ mỉ tiền căn hậu quả giữa mình và Đường Cẩn, sự gắn bó nương tựa với Khổng Nguyệt, ngay cả cảm giác khi hắn sex với hai cô gái Đường Cẩn và Khổng Nguyệt cũng đều kể tuốt. Tới khi kể xong hết thảy, Triệu Quốc Đống dường như buông được gánh nặng, thở dài nhẽ nhõm một hơi. Em cũng không biết cuộc sống sau này rốt cuộc sẽ như thế nào, đã có nhiều cô gái bước vào cuộc đời của em. Em cảm thấy cuộc sống tình cảm của mình tựa như một người lữ hành mất trí bước đi trong rừng rậm bị bao phủ sương mù, không tìm được phương hướng, cũng không biết mục đích cuối cùng của mình là cái gì, chỉ có thể gặp sao hay vậy một cách bị động, chờ đợi từng kết quả có khả năng xuất hiện. Cù Vận Bạch lẳng lặng lắng nghe Triệu Quốc Đống nói hết. Cuộc sống tình cảm của chàng thanh niên này thật muôn màu muôn vẻ, Đường Cẩn sinh động chân thật, Khổng Nguyệt đơn thuần tinh khiết nhưng chấp nhất, hình tượng của hai cô gái này cứ như là xuất hiện một cách sinh động trong đầu Cù Vận Bạch khiến cô cũng sinh ra chút đồng tình với họ. Hiện tại Triệu Quốc Đống tựa như một thiên lý mã không biết mệt mỏi, hắn đang ra sức cất vó trên con đường quan trường và thương trường, vô luận là Đường Cẩn hay là Khổng Nguyệt thì lúc này cũng khó có thể dìm cương một Triệu Quốc Đống kiệt ngạo hoang dã này. Mà bất kể cô gái nào xuất hiện bên cạnh hắn thì nhiều nhất cũng chỉ có thể giữ chặt dây cương và đi theo hắn, chỉ hơi không lưu ý là sẽ tụt lại phía sau và gần như không có cơ hội để tìm lại phần cảm tình trước đó. Người thông minh có thể lựa chọn chạy song song với Triệu Quốc Đống, cùng tiến lên tìm kiếm cơ hội trong sự nghiệp chung, nhưng Cù Vận Bạch không cho rằng như vậy thì có thể đạt được thành công cuối cùng. Lấy biểu hiện của Triệu Quốc Đống trước mắt thì dường như bên người hắn còn chưa xuất hiện người phụ nữ nào sinh ra để dành cho hắn. Triệu Quốc Đống hiện giờ mới chỉ 25 tuổi mà đã là phó chủ tịch huyện, tuy rằng chỉ là tạm giữ chức phó chủ tịch một huyện đồi núi nghèo khó nhưng dù gì cũng là cán bộ cấp phó huyện. Đối với rất nhiều cán bộ mà nói thì cán bộ cấp phó huyện cũng là một cánh cửa mà cả đời cũng khó vượt qua, còn hắn thì lại dễ dàng bước lên bậc thang này, đó là cũng chưa tính tới sau lưng hắn còn ẩn giấu sự hậu thuẫn kinh tế hùng mạnh. Có lẽ bây giờ trên con đường làm quan của Triệu Quốc Đống thì biểu hiện của hắn chỉ miễn cưỡng dùng từ ngôi sao hoặc rực rỡ để hình dung, nhưng những thành công hiển hách trên thương trường của hắn cũng hoàn toàn đủ để khiến những thương nhân lão luyện khác phải xấu hổ. Một nhân vật như vậy thì không thể dùng ánh mắt hạn hẹp mà nhìn được, có lẽ hắn cũng từng cuồng dại nhưng đó là mối tình đầu, một khi ấn tượng đẹp của mối tình đầu bị phá vỡ thì muốn tâm tính hắn trở lại lúc trước là rất khó, nhất là hiện giờ hắn còn đang đứng giữa hai lốc xoáy quan trường và thương trường. Chỉ sợ hắn lại đứng im nhìn chung quanh. Có lẽ đây không phải là công bằng đối với các cô gái nhưng mà nó là sự thật, bản thân hắn là một người đứng ngoài cơn lốc xoáy tình cảm thì lại càng có thể dùng ánh mắt trung lập để đối xử với tất cả. Triệu Quốc Đống dịu dàng liếm vành tai mẫn cảm của Cù Vận Bạch, khiến cô phải cười né tránh sự khiêu khích của hắn. Quốc Đống, chỉ còn tưởng rằng xung quanh em có nhiều cô gái như thế thì sẽ ăn tuốt, không ngờ em lại vẫn cẩn thận như vậy, thật đáng khen ngợi. Bị một câu nói của Cù Vận Bạch vạch trần nguyên hình, bên dưới của hắn lại nóng bừng lên. Vận Bạch, lời này của chị dường như là cổ vũ em mạnh dạn lên chút nữa, bước chân phải sải dài hơn nữa sao? Tình cảm là thứ rất huyền diệu, em rất khó để xác định ai mới là người có tình cảm chân thành trọn đời với em. Có lẽ cả đời em sẽ đi tìm kiếm hoặc giả em sẽ phát hiện có vài cô gái đồng thời xuất hiện khiến em động tâm, có thể em sẽ thấy đến một thời điểm nào đó thì một người sẽ thích hợp với em nhất. Nhưng theo bánh xe thời gian trôi đi thì tim của em lại hướng về người con gái khác, điều này cũng khó mà trách được. Cù Vận Bạch mỉm cười, tay của Triệu Quốc Đống lại trượt xuống dưới khẽ vuốt ve vú của cô, Cù Vận Bạch nhẹ nhàng đánh tay hắn một cái. Quan điểm về tình yêu của mỗi người khác nhau nên dẫn tới sự không nhất trí, chị thì lại không xem như vậy. Triệu Quốc Đống thật không ngờ Cù Vận Bạch lại có quan điểm về tình yêu độc đáo và cá tính như thế. Nhìn nụ cười thản nhiên của cô thì lại không giống hư ngôn nên hắn gật gật đầu nói. Vận Bạch,
thực không ngờ chị lại cởi mở trong tình yêu như vậy, có phải là bởi vì hay không? Không hoàn toàn bởi vì mối tình đầu thất bại của chị, trên thực tế lúc ấy tuy chị cũng thống khổ và tiếc nuối nhưng lại không mất hồn hay đau khổ như mấy tác phẩm văn nghệ nói, có lẽ trời sinh đã khiến chị khá lý trí trong phương diện này. Cù Vận Bạch lắc lắc đầu. Triệu Quốc Đống vui mừng hôn lên trên trán Cù Vận Bạch rồi trượt xuống đôi môi, từ nhẹ nhàng yêu thương đến kích tình mãnh liệt, Cù Vận Bạch nhanh chóng thần phục dưới sự tiến công dũng mãnh của Triệu Quốc Đống. Hang sâu trơn bóng lại một lần nữa bị Triệu Quốc Đống xách kiếm xông vào đột phá, tình cảm cuồng nhiệt hóa thành sự bùng nổ của tình dục, mãi cho đến khi một tiếng thét chói tai vang lên. Mặc dù giữa hè nhưng trên núi vẫn mát mẻ như cũ, bỏ chiếc chăn mỏng xuống bao trùm hai cơ thể trần truồng xuống, hai người cứ ôm ấp nhau như vậy. Vận Bạch, chị đã suy nghĩ chuyện em nói chưa? Chuyện gì? Cù Vận Bạch ngẩng đầu lên. Chính là hạng mục nếu công ty Tinh Hán thật sự nguyện ý đến Hoa Lâm đầu tư khai phá, nước khoáng Thương Lang bỏ vốn, chị đại biểu cho nước khoáng Thương Lang tới công ty để sử dụng quyền lợi cổ đông, vừa có thể luyện tập mà cũng trợ giúp em sử dụng quyền lực và trách nhiệm của đại cổ đông. Cù Vận Bạch lắc đầu. Không, chị nghĩ rồi, bây giờ chị nhìn vấn đề từ góc độ cán bộ hành chính, nếu thực sự tham gia vào một hạng mục khai phá thì sẽ liên quan đến việc đầu tư và sử dụng hàng chục triệu, chị chưa bao giờ tiếp xúc qua, chỉ sợ là mục tiêu thì cao nhưng năng lực thì thấp, lầm lỡ đại sự. Chị chưa thử qua thì làm sao biết được. Triệu Quốc Đống nhíu mày. Cũng không phải đại sự gì, một hai chục triệu em lo tốt. Nhẹ nhàng gõ đầu Triệu Quốc Đống một cái. Cù Vận Bạch quyến rũ gắt. Chị biết em có tiền, nhưng em cũng phải có trách nhiệm với những cổ động khác, nếu thật sự muốn thực hiện hạng mục này thì chỉ có để cho anh em đào ra thì chắc chắn sẽ phát huy hết khả năng, chị không muốn thêm phiền phức. Ôi, chị đã không muốn đi thì em cũng không miễn cưỡng. Triệu Quốc Đống nâng mặt Cù Vận Bạch lên. Quá độc lập cao ngạo chưa chắc là chuyện tốt. Chị có đặc biệt như vậy không? Cù Vận Bạch ôm cổ Triệu Quốc Đống. Nhìn chằm chằm vào mắt hắn rồi dịu dàng thỏ thẻ. Nói thật, vừa rồi trong đầu chỉ có nảy sinh một ý nghĩ, ngẫm lại nếu chàng tình nhân nhỏ của chị có nhiều tiền như vậy thì chị cần gì phải vất vả khổ cực chống trụ ở Giang Khẩu làm gì, còn không bằng bỏ hết thế sự đi du lịch các nơi trên thế giới, dù gì cũng có loại coi tiền như rác là em nguyện ý nuôi chị mà.